chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Đầu khóc đến lệ rơi đầy mặt. Lê Lạc Ngăn ở hứa mai phía trước làm sao hứa tỷ tỷ, vì cái gì tức giận như vậy? Hứa Mai tức giận đến ngực không ngừng chập trùng. Nhìn về phía hổ đầu mặt hận sắc không thành cương, người hỏi một chút hắn, ta để hắn học thuộc lòng, hắn ngược lại tốt. Ta hỏi hắn ba ngày dựa vào núi tận câu tiếp theo là cái gì, ngươi đoán hắn nói cái gì? Hứa Di Di, ta biết, là hoàng hà vào biển lưu. Nha Nha giơ lên tay nhỏ, nhu thuận trả lời, ngươi nhìn, liền Nha Nha đều biết, hỗn tiểu tử này lại cùng ta ngang ngạnh. Nói câu tiếp theo là bơ kem ly, nếu là một lần sẽ không, cũng coi như ta đổi một bài thơ đến kiểm tra ngỗng ngỗng ngỗng. Câu thứ hai có thể thật tốt trả lời, khúc hạng hướng lên trời ca, đằng sau đâu, đầu sắt cũng rất là ủy khuất. Nhưng còn tại Lê Lạc sau lưng tiếp đi lên, lông trắng bỏng nước sôi, nồi sắt hầm lớn ngỗng, phốc, đầu sắt ca ca thật là một cái nhỏ quỷ thèm ăn. Nha nha che miệng cười trộm, Lê Lạc cũng dở khóc dở cười, không nghĩ tới hổ đầu cái này tuổi còn nhỏ, vậy mà thú vị như vậy hứa tỷ tỷ. Theo ta thấy, ngươi cũng không thể làm hỏng trong nhà tiểu thần đồng, Hứa Mai kinh ngạc mà nhìn xem Lê Lạc, thần đồng, lạc lạc. Ta nhìn ngươi là an ủi ta cũng bắt đầu nói bậy, nhà các ngươi nha nha là thần đồng còn tạm được, nhà chúng ta hổ đầu, trong đầu suốt ngày. Cũng chỉ thừa một cái ăn chữ, Hứa Mai nhìn thoáng qua tại Lê Lạc phía sau trốn tránh hổ đầu, không chỗ ở thở dài. Hổ đầu trong lòng cũng rất là ủy khuất, mình cũng muốn thật tốt lưng thơ a, à, thế nhưng là mỗi lần lưng thơ thời điểm đầu óc liền sẽ thần du. Cái này không tự giác liền sẽ nghĩ đến ăn ngon, sau đó liền tiếp ra tới những cái kia câu thơ, hứa tỷ tỷ. Ta nhưng không phải là đang nói lời nói dối, này sẽ lưng thơ người nhiều vô số kể, nhưng là sẽ làm thơ người, từ xưa đến nay. Lại có thể có bao nhiêu người đâu, cho nên ta nói hổ đầu là thần đồng, cũng không tính là nói láo, như vậy đi, hứa tỷ tỷ. Ngươi để hổ đầu tại nhà chúng ta đợi nửa ngày, ta cam đoan đợi đến hổ đầu lúc trở về có thể đọc ra đến một bài thơ, hứa mai nửa tin nửa ngờ. Nhưng trên tay chày cán bột, lại sớm đã buông xuống, hổ đầu cũng liên tục hướng hứa mai cam đoan, Mama, ma, ta tại thím nhà. Nhất định sẽ thật tốt học, hứa mai thấy mình cũng không có cách nào dạy bảo hổ đầu, chỉ có thể để hổ đầu tạm thời tại lê lạc nơi này học tập. Khi hổ đầu ca ca đến nhà chúng ta, ta ngay tại trong nhà cùng hổ đầu ca ca cùng nhau chơi đùa, nha nha vui vẻ lôi kéo hổ đầu tay. Chạy về phòng khách, hứa mai lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, xin lỗi a lạc lạc lại cho ngươi xem trong nhà trò cười lê lạc lắc đầu hứa tỷ tỷ đây là nói nói gì vậy chứ tiểu hài tử nha bây giờ chính là phóng thích thiên tính thời điểm chỉ cần không phải làm chuyện gì xấu chúng ta liền không cần quá nhiều can thiệp bọn nhỏ tư tưởng ai lạc lạc ngươi nói đồng dạng đều là nuôi hài tử nhà các ngươi hài tử làm sao liền từng cái đều như vậy bớt lo nhà chúng ta tiểu tổ tông a hứa mai nhìn một chút phòng khách một bên thở dài một bên lắc đầu Hứa mai tỷ tỷ không cần phải gấp, ai còn không phải từ tiểu hài tử tới đây này, chẳng lẽ chúng ta lúc ấy chính là tất cả thơ văn đều sẽ lưng sao? Dài sau khi lớn lên, có thể tự chủ học tập, rất nhiều thứ chậm trải liền đều sẽ, là muốn đọc sách không giả. Nhưng là hài tử cũng không thể đọc chết sách không phải sao, lạc lạc nói lời, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Khi hổ đầu liền làm phiền ngươi lạc lạc, ta cái này trong tay còn có theo thù việc đâu, nếu không phải ngươi, chúng ta cái này vạn long thôn a. À đều không kiếm được số tiền này. Hứa tỷ tỷ đây là nói nói gì vậy chứ? Đợi đến hứa mai rời đi về sau, Lê Lạc trở lại phòng khách. Phát hiện hổ đầu khéo léo ngồi tại nha nha bên người, đi theo nha nha cùng một chỗ tụ tinh hội thần nhìn bức họa sách, Lê Lạc nghĩ nghĩ. Trong óc đã biết nên như thế nào để hổ đầu học tập, sau đó lấy ra một trang giấy, ở phía trên bắt đầu bôi bôi vẽ tranh, ma ma. Ngươi đang làm gì? Lê Lạc động tác, gây nên nha nha chú ý. Nha nha, hổ đầu, các ngươi đến xem, đây là ta vẽ ra đến một chút tràn cảnh. Nhìn xem phía trên là cái gì, là ngỗng, nha nha đoạt đáp, thẩm thẩm, ta cũng nhìn ra, đây là lớn ngỗng, ta thấy ma ma nấu cơm thời điểm. Còn nhổ quá lông ngỗng đâu, lê lạc, các ngươi đều đáp đúng, cho các ngươi ban thưởng tiểu hồng hoa, nói, lê lạc từ một cái trong hộp nhỏ. Lấy ra hai cái tiểu hồng hoa dán giấy, dán tại hai đứa bé trên cánh tay, đúng vậy a à, đây là ngỗng, vậy chúng ta nhìn nhìn lại. Cái này ngỗng, cổ của nó là cái gì hình dạng đây này? Ta biết thím, là công, hổ đầu dơ tay nhỏ, hưng phấn đoạt đáp. Hổ đầu tiểu bằng hữu đoạt đáp rất nhanh nha, thím lại ban thưởng hổ đầu hai cái tiểu hồng hoa, hổ đầu rất là hưng phấn. Không nghĩ tới mình vậy mà lại trong vòng một ngày, đạt được ba cái tiểu hồng hoa, đây chính là mình thời điểm ở trường học. Cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng tràn cảnh, thím, ngươi thi lại kiểm tra ta, ta còn muốn tiểu hồng hoa, ma ma, ta cũng phải. Nha nha đưa tay, rất là sốt ruột, ta mới một cái tiểu hồng hoa, ca ca trong tay đều có là ba cái, nha nha nhìn thấy hổ đầu trong tay tiểu hồng hoa. Rất là sốt ruột, chương 338, đồng thú, nha nha muội muội ta tiểu hồng hoa, đều cho ngươi, hổ đầu thấy nha nha xẹp miệng. Vội vàng nói, ta không muốn, ta muốn mình thắng tiểu hồng hoa, nha nha cầm nắm tay nhỏ, ánh mắt rất là kiên định, lê lạc không nghĩ tới. Mình chẳng qua chỉ là muốn mượn đặt câu hỏi phương thức, dẫn dắt một chút hổ đầu, vậy mà đem nha nha thắng bại muốn cũng cho kích động ra đến. Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi, đáp ra tới người, vẫn là có tiểu hồng hoa nha, lê lạc lung lay trong tay mình tiểu hồng hoa. Cười cười, vậy ta không đáp, còn lại tiểu hồng hoa, cho muội muội hổ đầu vội vàng lui về sau, ta không muốn hổ đầu ca ca nhường cho ta. Hổ đầu ca ca dạng này, nha nha không vui, nha nha vẫn như củ sạch miệng, rơi vào đường cùng, hổ đầu đành phải đáp ứng, lê lạc cười cười nghĩ không ra hai người ở giữa, còn thật khiêm nhường, chẳng qua nha nha cũng không nghĩ mình thắng mà không võ, vẫn tương đối lên. Có được đồ vật, mới khiến cho người cảm thấy vui vẻ, sau đó, Lê Lạc lại sẽ, vịnh ngỗng, bài thơ này giải thích. Một chút xíu tách ra nát giảng cho hổ đầu cùng nha nha, nha nha càng nghe, càng cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ có hổ đầu còn tại vui tươi hớn hở bài thi, ma ma, ngươi nói những cái này, tựa như là câu thơ bên trong hình tượng ai hổ đầu gãi gãi cái đầu nhỏ thật sao lạc lạc a di ngươi nói là cái nào câu thơ bên trong hình tượng a ngay sau đó nha nha liền đem câu thơ cho lưng ra tới hổ đầu lập tức liền kinh ngạc đến ngây người muội 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 thật là lợi hại hổ đầu ca ca ngươi cũng thử xem nha nha nhìn xem hổ đầu ánh mắt bên trong tràn ngập cổ vũ ta ta có thể chứ đối mặt nha nha hổ đầu vẫn còn có chút không tự tin chẳng qua vừa rồi lê lạc giảng những cái kia sớm tại trong đầu của hắn có hình tượng. Cho nên đi theo nha nha cổng lên thơ đến, vậy mà cũng không có như vậy tốn sức, ta, ta vậy mà thật lưng ra tới rồi, đọc xong thơ hổ đầu. Còn rất là không thể tin, đầu của mình bên trong, không nghĩ tới những cái kia ăn, mà là đem toàn bộ câu thơ hình tượng tất cả đều sâu chuỗi. Di di, ta thích dạng này lưng thơ, lớn ngỗng dáng vẻ, ngay tại ta nơi này ai, nói, hổ đầu chỉ chỉ đầu của mình, hắc hắc. Ta một hồi liền đi nói cho mama, ta hôm nay đạt được bốn cái tiểu hồng hoa, còn lưng sẽ một bài thơ, mama nhất định sẽ khích lệ ta, thím, ta. Ta có thể cầm hai cái bánh ngọt trở về ăn sao, hổ đầu nhìn một chút trên mặt bàn, còn có lê lạc làm bánh đậu xanh, nuốt nước miếng một cái. Muốn ăn, vậy sẽ vừa rồi thơ lại lưng một lần, lê lạc đem bánh đậu xanh đặt ở hổ đầu trước mặt, hổ đầu sờ một cái đầu. Lại cúi đầu nhìn một chút họa, đột nhiên nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không có thắt nút đem cả bài thơ lưng ra tới, lê lạc cười cười không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, tại thức ăn ngon dụ hoặc trước mặt, lại còn có thể ghi nhớ bài thơ này, xem ra nên tính là ghi ở trong lòng. Chờ tiếp cận buổi trưa, hứa mai liền tới thúc dục hổ đầu trở về, hổ đầu miệng bên trong, còn tại lẩm bẩm câu thơ, giờ không biết nguyệt. Lần này, liền hứa mai đều chấn kinh, trước đó đứa nhỏ này, để hắn lưng thơ, vậy đơn giản liền cùng muốn hắn mệnh đồng dạng. Hiện tại làm sao tập trung tinh thần, liền nghĩ học thuộc lòng rồi, lại xem xét hổ đầu trong tay còn giống như nắm bắt cái gì, ma ma. Đây là thím ban thưởng cho ta tiểu hồng hoa, nha nha cũng có, mà lại nha nha vẫn còn so sánh ta nhiều, chẳng qua ta cũng không kém nha. Hổ đầu cười đến rất là sáng lạng, hứa mai tâm tựa như là bị một cái đại thủ nắm một chút, trước đó nàng luôn luôn đối hổ đầu nói lời ác độc. Nàng là ăn hay chưa văn hóa vị đắng, cho nên nghĩ đến muốn để hổ đầu thành tài, mong con hơn người, gặp hắn lưng không ra câu thơ đến thời điểm. Liền sẽ sốt ruột, thế nhưng là bây giờ nhìn xem hổ đầu, cũng chỉ mới 4 tuổi, có thể hiểu bao nhiêu đâu, tựa như là lê lạc nói như vậy. Các đại nhân còn sống không rõ đâu, tại sao phải đem những cái này áp lực, tất cả đều thêm tại hài tử trên thân sao? Hài tử vốn là nên có tuổi thơ của bọn họ, mùa xuân nắm hoa, mùa hè bắt ve, mùa thu hái quả, mùa đông chơi tuyết, lúc nào bận rộn việc học. Muốn đi thay thế những cái này niềm vui thú đây, hổ đầu, buổi trưa hôm nay mama làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất sườn kho hứa mai sờ lấy hổ đầu cái đầu nhỏ ôn nhu cười thật sao ma ma ta yêu ngươi về sau ta muốn càng thêm cố gắng học thuộc lòng học tập cho giỏi để ma ma mỗi ngày đều cho ta làm sườn kho ăn hổ đầu về sau ma ma sẽ không buộc ngươi học thuộc lòng ngươi muốn ăn cái gì ma ma cũng sẽ làm cho ngươi ma ma hy vọng ngươi có thể vui vẻ lớn lên hứa mai rủ xuống con ngươi nhu nhu cười cười khi còn bé nguyện vọng chẳng qua là có thể ăn vào mình thích chơi đến mình thích nhìn thấy bên cạnh mình người vui vẻ, làm sao sau khi lớn lên, những cái kia nguyện vọng. Ngược lại càng ngày càng phức tạp đây, hứa mai nghĩ mãi mà không rõ, dường như từ nàng ký sự đến nay, chính là như thế. Chẳng qua nhìn nhìn lại lê lạc nhà bọn hắn, dường như cũng không có cái phiền não này, dù sao tại lăng gia, mỗi người đều là tự do, ca ca. Hai ngày nữa chúng ta liền phải đến trên trấn đi tham gia trận đấu, người có khẩn trương hay không, lăng tiểu lỗi tiến đến lăng tiểu quan trước mặt thần thần bí bí mở miệng nói vì sao lại khẩn trương là có cái gì đề ngươi sẽ không sao lăng tiểu quang ngoẹo đầu một mặt không hiểu lăng tiểu quang bị ca ca hỏi khó hồi lâu mới phản ứng được ca ca ta không phải làm bài ta là viết văn nhưng là ta sợ ta có chữ sẽ không viết làm sao bây giờ sẽ không viết thời điểm có thể dùng ghép vần a lăng tiểu quang rất nhanh liền đem biện pháp giải quyết nói cho lăng tiểu lỗi thế nhưng là ta vẫn là khẩn trương lăng tiểu lỗi trong lòng bàn tay đều thấm đầy mồ hôi a à, cái này cho ngươi lăng tiểu quan từ trong túi sách. đem một bản thật dày màu đỏ sách đưa cho lăng tiểu lỗi mới tân hoa từ điển lăng tiểu lỗi trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nó ở đây lo lắng cái này lo lắng cái kia chẳng bằng tăng lên mình thực lực đã có chữ sẽ không vậy liền đem từ điển bên trên chữ tất cả đều lưng sẻ dạng này liền không tồn tại nghĩ viết chữ có sẽ không lăng tiểu lỗi biểu môi ca ta cảm thấy ngươi nói tốt có đạo lý a à? ta vậy mà không có cách nào phản bác vậy ca ca có thể nói cho ta nếu là ta muốn dùng tiếng địa phương lại nên làm cái gì bây giờ lăng tiểu qua nghiêng lặng quay đầu nhìn về phía lăng tiểu lỗi trong tay từ điển đã siết chặt ta ta vẫn là dùng ghép vần đi lăng tiểu lỗi cổ rụt rụt không nghĩ tới mình chẳng qua là hỏi đại ca mấy câu đại ca làm sao còn tức giận đây tranh tài cùng ngày lăng tiểu lỗi sớm liền rời giường luôn luôn cảm thấy mình trong lòng rất không nở dù sao mình cho tới bây giờ đều không cùng những người khác tranh tài quá văn chương nếu là mình xấu mặt không biết cũng bị người trò cười bao lâu đâu lăng tiểu quang thì khí định thần nhàn chậm rãi ăn bữa sáng tuyệt không bối rối tiểu mau đừng có gấp chỉ cần thả lỏng liền tốt ngươi coi như đi tham gia một trận cuộc thi nếu như vẫn là sợ hãi liền đem cùng ngươi cùng một chỗ tranh tài người tất cả đều nhìn thành rau xanh cũ cải liền tốt Lê Lạc phát giác được Lăng Tiểu Lỗi khẩn trương, giúp Lăng Tiểu Lỗi ra cái chủ ý. Lăng Tiểu Lỗi nhẹ gật đầu, sắp trước khi lên đường. Lê Lạc đem túi sách đưa cho hai người, hai người ước lượng một chút túi sách, phát hiện bên trong có chút triểu nặng, mở ra xem. Bên trong vậy mà là mới tinh hộp cơm, phía trên còn dán lên cố lên quy xe. Mama, người hôm nay quần áo, tốt đặc biệt A, chương 339. Toàn gia yêu nghiệt, phía trên lại còn có cái nhỏ tuệ tuệ, nhìn qua tinh xảo lại xinh đẹp. Lăng tiểu lỗi không chút nào keo kiệt mình tán dương chi từ. Lê Lạc hướng về phía lăng tiểu lỗi nhu nhu cười một tiếng. Mama hôm nay mặc quần áo, gọi sườn xám, cái này không gọi nhỏ tuệ tuệ, cái này gọi ép và áo, hy vọng các ngươi có thể kỳ khai đắc thắng. Hôm nay Lê Lạc, kéo một cái dịu dàng búi tóc, người mặc một bộ thủy lam sắc sườn xám, phối hợp hoa tay làm bằng ngọc trai. Trước ngực trên nút thắt, vẫn xứng bên trên ép và áo, dày là màu trắng tóc húi cua dày da, cả người nhìn ôn nhu hào phóng, nha nha quần áo cùng Lê Lạc quần áo không kém bao nhiêu, nhìn rất giống, Lê Lạc nói, cái này gọi thân tử trang, chẳng qua ba nam nhân trên thân. Liền không có như thế tinh xảo trang phục, chẳng qua lăng tiểu lỗi cùng lăng tiểu quan hai huynh đệ, mỗi lần lăng tiểu quan mua cái gì quần áo. Lăng tiểu lỗi liền sẽ muốn giống nhau như đúc, thời điểm không còn sớm, ba ba còn ở bên ngoài chờ lấy chúng ta đây, tiểu mau, chúng ta nên đi. Lăng tiểu quan tại cửa ra vào, gọi gọi lăng tiểu lỗi, tốt, ta cái này đến rồi, lăng tiểu lỗi chạy rất vui sướng, sau đó lại xoay người lại, ông lấy lê lạc, mama, ngươi tại tiệm bán quần áo bên kia, chờ lấy chúng ta đi qua nha. lăng tiểu lỗi lặng lẽ hướng về phía lê lạc thì thầm một câu, mới lưu luyến không rời rời đi. hôm nay lăng rác quần, diện mạo cũng rất là cảm giác mới mẻ, không chỉ có tóc cắt đoạn mất, liền quần áo cũng đổi thành màu trắng quần áo trong. treo đến không ít đại cô nương, cô vợ nhỏ nhau nhau ghé mắt, ba ba, người hôm nay không khỏi cũng quá tuấn tú đi quả thực đều muốn đem chúng ta danh tiếng che lại, lăng tiểu lỗi đi lòng vòng vòng, đánh giá lăng trác quần. Lăng trác quần ngoắc ngoắc khóe môi, ai bảo mẹ của các ngươi khéo tay đâu, đúng vậy, lăng trác quần kiểu tóc, cũng là lê lạc hỗ trợ cắt. Mặc dù lê lạc nói mình chỉ là luyện tay một chút, nhưng là nương tựa theo lê lạc nhiều năm vì chính mình cắt tóc cắt ngang tráng kỹ thuật. Giúp lăng trác quần tùy tiện tu bổ một chút tóc dài, vẫn là thuận buồm xuôi gió, ngươi chớ đắc ý, ta cùng ca ca tóc, cũng là mụ mụ tay nghề các bạn học cũng khoe chúng ta kiểu tóc, còn hỏi tóc của chúng ta là ở nơi nào cắt, chúng ta nói là ma ma bài thợ cắt tóc. Không phải ai cũng có thể có, lăng tiểu lỗi nói lên những lời này thời điểm, còn nhô lên kiêu ngạo bộ ngực nhỏ, nhìn qua rất là đắc ý. Lăng trác quần nhanh như điện chớp, rất nhanh liền dẫn hai người tới sân thi đấu, không nghĩ tới đã đầy áp người. Chẳng qua giống như là lăng tiểu quan hai người ăn mặc như thế tinh xảo, bọn hắn ngược lại là phần độc nhất, ba người đến. Còn gây nên không nhỏ rối loạn, bọn họ là ai, vậy mà dáng dấp đẹp mắt như vậy, ngươi xem một chút người ta đại nhân. Dáng dấp đẹp trai như vậy, kia gây ngay tại kia đặt vào đâu, hài tử tự nhiên dáng dấp sẽ không kém, không ít người bởi vì bọn hắn đến. Còn vì bọn hắn nhường ra một con đường, hàng gia, nơi này, tuần sắc nam hướng về phía lăng tiểu quan vẫy vẫy tay. Lăng tiểu quan lần theo tuần sắc nam thanh âm, tìm tới chính mình vị trí, nghĩ không ra ngươi thật đúng là đến nơi đây. Hôm nay chẳng qua là đấu vòng loại, không biết ngươi có thể hay không khẩn trương. Ta ngược lại là tham gia những cái này tranh tài đã thành thói quen, tuần sắc nam một bộ người từng trải bộ dáng, nghiêm trang sụ mặt. Nơi này là thể dục tranh tài khu, bên kia là toán học, lại hướng bên cạnh, tranh tài là văn học, nghe nói trường học chúng ta. Trừ thể dục cùng số học có người trúng tuyển bên ngoài, còn có văn học cũng có người trúng tuyển, hơn nữa còn là một cái năm nhất tiểu bằng hữu. Năm nay chúng ta trường học, ngược lại là thật náo nhiệt, a à, hàng gia, đây là ai, dáng dấp cùng ngươi còn rất giống. Đệ đệ ngươi đây là tới cổ vũ ngươi sao, ta là tới tham gia trận đấu, lăng tiểu lỗi biểu môi phản bác, tham gia trận đấu. Tuần sắc nam khóe miệng nín cười, ngươi xem một chút, chung quanh nơi này những người kia, cái nào không thể so ngươi lớn. Ngươi có thể cùng bọn hắn so cái gì, tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là không muốn khinh thường tốt, ta không có, lăng tiểu lỗi biểu lộ rất là nghiêm túc. Ngươi không phải nói, trường học chúng ta có cái năm nhất học sinh sao, vì cái gì ta không thể nào là cái kia học sinh đâu. Nghe nói như thế tuần sắc nam, nụ cười ngưng kết trên mặt, ngươi nói không sai, cái này là đệ đệ ta, mà lại đệ đệ ta nói cũng đúng thật. Trước đó trường học chúng ta gián thiếp đại tự báo, phía trên thiên kỳ văn chương, liền là đệ đệ ta, nghe xong những lời này tuần sắc nam. Miệng đã kinh ngạc mở lớn, các ngươi người một nhà này, sẽ không là yêu nghiệt đi, không chỉ có lão đại là yêu nghiệt. Lão nhị càng là yêu nghiệt, tuổi nhỏ như thế, liền có thể tham gia trên trấn tranh tài, cái này khiến hắn một cái mười mấy tuổi người. Làm sao có mặt đứng ở nơi đó, chẳng qua nhìn nhìn lại chung quanh, hắn tâm lại cân bằng, lần này tới, không chỉ là có cái khác tiểu học người. Thậm chí còn có trung học người, cùng một chỗ tham gia trận đấu, hàng gia, hàng gia đệ đệ, chúng ta đều muốn cố lên. Tuần sắc nam tay phải nắm tay, làm cái cố lên thủ thế, cố lên, mời các vị tuyển thủ ra trận, mời các vị tuyển thủ ra trận. Loa thanh âm vang lên, ba người riêng phần mình tách ra, phân biệt đi hướng mình chiến trường. Lăng tiểu lỗi một mặt không sợ. Có nghe con mới đẻ không sợ cọc mạnh mẽ, nhỏ như vậy nhỏ khoai tây, làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt a. À. Tổng qua thơ đường tống từ 300 thủ sao, biết tứ đại tác phẩm nổi tiếng sao, cái gì cũng đều không hiểu. Còn tới nơi này không biết tự lượng sức mình, lăng tiểu lỗi vừa tìm tới hàng thứ nhất vị trí ngồi xuống. Liền nghe được có người trào phúng chính mình, ồ, vị tiểu ca ca này, vậy là ngươi xem hết tất cả tứ đại tác phẩm nổi tiếng sao lăng tiểu lỗi một mặt sùng bái mà nhìn xem khiêu khích người đương đương nhiên nhìn qua người kia không ngờ đến lăng tiểu lỗi vậy mà như thế trực tiếp đối mặt sự khiêu khích của mình liền trực câu câu mà nhìn mình cũng không tức giận mà là lễ phép hỏi ý thì ra là thế vậy ta muốn hỏi một chút tiểu ca ca cái từ này là có ý gì lăng tiểu lỗi trên giấy viết một chữ đưa tới trước mặt đối phương đối diện sắc mặt người kia lập tức liền đen Ta, ta không biết, chỉ thấy trên giấy viết một chữ là ngân chữ, ngô. Xem ra tiểu ca ca cũng không giống mình nói như vậy, nhìn qua tứ đại tác phẩm nổi tiếng A, cái chữ này, nhưng chính là xuất từ. Tam quốc diễn nghĩa, bên trong đâu, những người khác thấy cái này người khiêu khích phải không, mình ngược lại bị giảo cợt. Trong lúc nhất thời cũng nhịn không được cười trộm, có người còn hướng về phía lăng tiểu lỗi giơ ngón tay cái lên, cũng có chuyện tốt người. Tiến lên nhìn lăng tiểu lỗi viết xuống chữ là cái gì, ai biết xem xét cười đến càng lớn tiếng cái chữ này mặc dù ta cũng không biết là chữ gì nhưng là ta biết bên trái chữ cũng nhận biết bên phải chữ một cái khuyển, một cái nói tiểu đệ đệ người cái này mắng chữ người mắng thật là bẩn a à. khuyển nói đó không phải là chó sổ sao tiểu bằng hữu quả nhiên có chút trình độ người bên ngoài đều tại khen lăng tiểu lỗi lăng tiểu lỗi lại nhếch môi đi đến trên vị trí của mình an tĩnh ngồi xuống thở dài nhẹ nhõm mình cái chữ này là tại từ điển phía trên nhìn thấy, đã có người cầm tuổi của hắn nói sự tình, cho là mình là quả hồng mềm. Vậy hắn liền làm cho đối phương nhìn một cái, cái gì gọi là người nhỏ mà ma mảnh, chương 340, người quen, hừ. Nói thật cho ngươi biết đi, coi như ngươi tham gia cuộc thi đấu này lại có thể như thế nào đây, khi khiêu khích người cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý chút nào lăng tiểu lỗi cái này một điểm nho nhỏ treo đùa, lăng tiểu lỗi nhướng mày. Không biết vì sao đối phương nói là hàm nghĩa, tranh tài đang tiến hành lăng trác quần chờ ở bên ngoài phải buồn bực ngán ngẩm đã thấy một người từ trong hội trường ra tới trực tiếp liền gặp được lăng trác quần dựa vào xe gắn máy không biết đang suy tư thứ gì tiểu lăng vậy mà thật là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này tại văn hồng chậm rãi bước đi tới cùng lăng trác quần chào hỏi vu thúc thúc không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ ở đây lăng trác quần trên mặt cũng có được có chút ngạc nhiên ở đây tham gia bình chọn tới ngươi tại cái này sẽ không là đang chờ hài tử A, tại văn hồng hướng phía trong hội trường thò đầu một cái. Chẳng qua ngươi về đến nhà mới bao lâu A, chẳng lẽ trở về liền đã chuyện tốt gần rồi. Ngươi tiểu bối này, cái này kết hôn đại sự. Vậy mà không cho ta biết, lăn trác quần cười khẽ hai tiếng, lúc trước vu thúc thúc bị điều ra ngoài địa. Lại chẳng biết lúc nào lại bị trở lại trên trấn, là vãn bối sai. Tại văn hồng cười ha ha, hôm nay không phải đến hỏi tội. Ta đi ra bên ngoài mua một ít thức ăn, nếu không cùng đi ăn chút. Lăng trác quần lắc đầu, ta, mang trong nhà liền làm, nếu là ăn không hết. Liền phụ lòng tâm ý của nàng, ngươi tiểu tử này, tại văn hồng một bộ người từng trải bộ dáng, dở cợt lấy lăng trác quần, còn không biết. Ngươi hài tử bao lớn nữa nha, lớn 8 tuổi, tiểu nhân 7 tuổi, 8 tuổi, 7 tuổi, ngươi cái này lui ra đến mới bao lâu? Làm sao lại có một cái 8 tuổi hài tử, ngươi như vậy lúc nhỏ, liền theo ta, ngươi tình huống ta còn không rõ ràng lắm sao? Lăng Trác Quần chỉ là cười cười, đúng là con của ta, cùng ta tại một cái hộ khẩu bản bên trên đâu, hai đứa bé này, tuổi không lớn lắm. Ngược lại là có chút thiên phú, bằng không thì cũng sẽ không bị chọn trúng đến tham gia trận đấu, như vậy đi. Một hồi bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm, ngươi mang tới hai đứa bé, cho ta nhìn một chút, ta cái này làm gia gia. Cũng nên cho tiểu bối một cái lễ gặp mặt, Lăng Trác Quần nguyên bản còn muốn cự tuyệt, nhưng là tại Văn Hồng cũng rất là kiên trì. Ngươi thành gia ta cũng không biết, lúc này nhìn một chút hài tử, cũng đừng lại cùng ta chối từ, lăng trác quần đành phải gật đầu đồng ý. Trong rã nửa giờ thời gian, mặc dù có tại Văn Hồng đang cùng lăng trác quần nói chuyện phím, nhưng là lăng trác quần tâm. Lại tại hai đứa bé trên thân, thời gian lâu như vậy, sợ hai đứa bé có chút không chịu đựng nổi, vu thúc thúc. Ta một hồi lại đem hai đứa bé cho mang tới, ta cùng bọn hắn ước định cẩn thận, chờ ở cửa bọn hắn đâu, lúc này bọn hắn nếu là không gặp được ta. Sẽ lo lắng, Tại Văn Hồng gật đầu đồng ý, đợi đến Lăng Trác Quần khi đi tới cửa, phát hiện hai huynh đệ ngay tại hắn xe gắn máy trước mặt. Khéo léo gặm bắp ngô, trong tay còn cầm một bình sữa bò, hai người nhìn thấy Lăng Trác Quần thời điểm, ánh mắt bên trong còn mang theo ủy khuất. Ba ba, ngươi không phải nói muốn ở chỗ này chờ chúng ta sao, ba ba nhìn thấy cố nhân, bị ngăn trở tay chân. Lúc này mang các ngươi đi gặp vị kia bá bá, Lăng Trác Quần cười nói, hai người gật gật đầu đi theo lăng trác quần đi vào tại văn hồng nghỉ ngơi địa phương vua gia gia tốt ta gọi lăng tiểu quang vua gia gia tốt ta gọi lăng tiểu lỗi hai người nhìn thấy tại văn hồng về sau cung cung kính kính hô tại văn hồng nhìn thấy gần như giống như là phiên bản lăng trác quần cũng rất là kinh ngạc không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đúng là thâm tàn bất lộ a à, ghen tốt như vậy sinh ra nhi tử cũng ưu tú như vậy lăng tiểu quang lăng tiểu lỗi là để bọn hắn làm việc quan minh lỗi lạc sao Ngược lại là phụ họa ngươi cho bọn hắn đặt tên phong cách, Vu tiên sinh. Tất cả bài thi đều đã phê chữa hoàn tất, tiếp xuống, liền từ ngày thẩm tra, giám khảo gõ vang tại văn hồng cửa phòng, ở bên ngoài cung kính nói. Tiểu Lăng, ta chỗ này lúc này còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, chúng ta hai chú cháu, hôm nào lại tự. Lăng Trác quần gật gật đầu. Cùng Vu gia gia nói tạm biệt, hai người khéo léo cùng tại văn hồng tạm biệt, Lăng Trác quần liền dẫn hai người rời đi. Ba ba. Hôm nay cuộc thi thời điểm chúng ta trường thi bên trên, có một người nói, cho dù là do ta viết văn chương cho dù tốt, cũng là sẽ không đạt được giấy khen. Người nói đây là vì cái gì a? À? ta tại hắn giao bản thảo thời điểm, còn chứng kiến hắn viết văn chương. Chẳng qua mới viết nửa tờ viết văn giấy, thế nhưng là phía trên kia yêu cầu, ít nhất phải viết đến 500 chữ đâu, 500 chữ. Dùng lớn nhất viết văn giấy viết, cũng phải dùng đến 3 tấm giấy, nửa tờ giấy, nhiều lắm là cũng liền 200 chữ. Rất rõ ràng đã không đủ đạt tiêu chuẩn, lúc chiều, liền phải trao giải, ta ngược lại muốn xem xem, người kia nói đến cùng là thật hay không. Lăng tiểu lỗi ngực kìm nén một cổ khí đâu, hắn bị đối phương khí lâu như vậy, cho nên sáng tác văn thời điểm, đặc biệt nghiêm túc. Gặp được sẽ không chữ thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi sẽ dùng ghép vần thay thế, yên tâm đi, vàng thật không sợ lửa. Ta tin tưởng có thực học người, nhất định sẽ không bị mai một, lăng trác quần con mắt hiếp hiếp, nhưng lại ôn nhu nói ra những lời này. Lăng tiểu lỗi ngửa đầu, ba ba, là thật sao? Lăng trác quần cười, đương nhiên là thật, ba ba lúc nào lừa qua các ngươi đâu. Lăng tiểu lỗi dùng sức cực cực đầu, đúng nga, ba ba là sẽ không gạt người, nhưng là ở một bên lăng tiểu quan. Coi như lộ ra tương đối trầm mặt, làm sao hàng gia, từ một lúc bắt đầu, ngươi liền có chút rầu rĩ không vui, là có tâm sự gì sao? Vẫn là nói có chút đề sẽ không làm, lăng tiểu quan lắc đầu, không, không có ba ba, ca ca, ngươi không muốn cao mày nha lần này chẳng qua chỉ là cái nho nhỏ tranh tài chỉ cần chúng ta hết sức là được thắng thua kỳ thật đều không có quan hệ lăng tiểu quang gật gật đầu ta biết chính là chính là hắn không thể tin được mình nhìn thấy những cái kia tình cảnh vậy mà là thật chính là cái gì lăng trác quần cúi đầu nhìn về phía lăng tiểu quang lăng tiểu quang lắc đầu không không có gì ba ba có thể là ta nhìn lầm đi lăng tiểu quang đem chuyện này nuốt vào trong bụng thấy lăng tiểu quang tâm sự nặng nề Lăng Trác Quần cũng biết, Lăng Tiểu Quang mình không nghĩ thông miệng sự tình, coi như buộc hắn nói ra, hắn cũng sẽ không nói. Chúng ta đi tìm Mama đi, Mama chờ tin tức của chúng ta, có lẽ đều đã chờ sốt ruột, Lăng Tiểu Lỗi nghĩ đến Lê Lạc Bộ dáng. Khóe miệng liền không nhận được vết ra, được, ba người đi vào trong tiệm bán quần áo, phát hiện tiệm bán quần áo nhiều người. Ba người bọn họ đều nhanh không chen vào được, Lăng Trác Quần đều chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy, một cái nho nhỏ hương trấn vậy mà lại có cường đại như vậy sức mua ba người thấy thế chỉ có thể chờ đợi lấy biển người dần dần tán đi mới chậm rãi đi vào trong tiệm bán quần áo lê lạc chính ôm lấy nha nha ăn cơm chiêu đệ cùng phán đệ thì là đang đánh quét vệ sinh và chỉnh lý quần áo lăng trắc lâm số nguyên lấy to to nhỏ nhỏ tiền hào Phung một bãi nước miếng xoa xoa ngón tay trên mặt là không che giấu được ý cười chị dâu không nghĩ tới cái này một đợt trang phục mùa thu bên trên mới vậy mà lại có nhiều như vậy khách hàng ta cảm thấy chúng ta cái này tiểu điếm nhi cũng không lâu lắm, đều có thể biến thành trang phục một con đường, chương 341. Khẩn trương thời khắc, ma ma, lăng tiểu lỗi nhìn thấy lê lạc, liền vội vàng chạy tới, lăng tiểu quan đi theo lăng tiểu lỗi sau lưng. Cũng bước nhanh về phía trước, hướng về phía lê lạc cười, lăng trác quần nhìn thấy hai huynh đệ cùng lê lạc như thế thân cận. Đổ ra vẻ mình càng giống là cái người ngoài, các ngươi trở về rồi, lê lạc hướng về phía xa xa lăng trác quần cười cười, lúc này mới vươn tay ra giữ chặt lăng tiểu lỗi lăng trác quần kia trong lòng một vòng thất lạc cũng bị lê lạc ý cười cho vút lên thế nào hôm nay tham gia trận đấu thể nghiệm như thế nào lê lạc ôn nhu mà nhìn xem hai người nói ma ma ta hôm nay gặp thật là nhiều lời sẽ không ai dùng không ít kép vần không biết ca ca những cái kia đề có phải là giống như ta cũng có sẽ không lê lạc quay đầu ánh mắt rơi vào lăng tiểu quan trên thân lăng tiểu quan phát giác được lê lạc ánh mắt đối mặt lê lạc con ngươi ta những cái kia đề ngươi đều cho ta nói qua biện pháp giải quyết, số hình kết hợp viết xuống đến, những cái kia đề cũng không gì hơn cái này, kaka. Ca ca. Vừa rồi ngươi cũng không nói mình lợi hại như vậy a, à, Lăng Tiểu Lỗi hai tay nắm tay, cắn răng nói, nếu là hàng gia cùng tiểu mau được thứ tự. Cô cô cho các ngươi mua quần áo mới, một bên Lăng Trác Lâm, cười lung lay tiền trong tay của mình, nhìn xem, nhiều tiền như vậy. Ngẫm lại các ngươi muốn ăn cái gì, đều có thể mua, ta muốn ăn ma ma làm gà ăn mày. Lăng tiểu lỗi nghĩ đến gà ăn mày hương vị. Đều phải chảy nước miếng, gà ăn mày, tự mình làm không khỏi cũng quá phiền phức. Lăng trác lâm ở một bên, lắc đầu, hàng gia. Tiểu mau muốn ăn, vậy liền không phiền phức, ta đến giết gà, cùng bùng. Lăng trác quần dẫn đầu đề nghị, ta cùng ca ca cùng đi hái lá sen. Lăng tiểu lỗi cũng cấp tốc nhất tay, lăng trác lâm ở một bên, kinh ngạc cái cầm đều nhanh rơi, cho nên, các ngươi cứ như vậy tùy ý địa. Liền quyết định tốt rồi, cô cô, làm quyết định, chẳng lẽ là cái gì chuyện rất khó sao, Lăng Tiểu lỗi ngoẹo đầu. Không hiểu nhìn về phía Lăng Trác Lâm, Lăng Trác Lâm cảm giác mình bị Lăng Tiểu lỗi trào phúng, nhưng là nàng lại không có chứng cứ. Nghĩ đến nàng tại cao gia thời điểm, chẳng qua là muốn để Cao Ngọc Trồng bồi tiếp mình đi dạo phố, mua quần áo. Cao Ngọc Trồng liền co quắp ở trên ghế salon, một mặt kết bỏ dáng vẻ, liền Cao Mẫu cũng nói, Lăng Trác Lâm trừ biết xài tiền. Lại sẽ làm cái gì? Cái này khiến Lăng Trác Lâm một chút đều không muốn cùng Cao Gia lại bàn luận những chuyện này. Thế nhưng là ca ca của mình một nhà, chẳng qua là một người mở miệng đề nghị, những người còn lại liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Người một nhà hướng phía một mục tiêu dùng lực, nhìn rất là ấm áp, Lăng Trác Lâm nhìn xem hình ảnh như vậy, bỗng nhiên có chút may mắn. Mình cùng Cao Ngọc Rồng hai người ở giữa, cũng không có sinh tiểu hài, nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng, mình tại như thế không có tình cảm. Tất cả đều là lừa gạt trong gia đình. Tiểu hài tử sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì? Nhìn một chút cao ngọc lương cùng cao ngọc rồng hai huynh đệ liền biết. Dù sao chuyện cũ kể tốt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Như thế không khí phía dưới nuôi ra tới hài tử, coi như nàng muốn thật tốt dạy bảo, chẳng lẽ mình có thể phản kháng qua được vài người khác sao? Ngẫm lại chấp nhận cảm thấy ngạc thở. Ca, đến lúc đó có cái gì muốn để ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Lăng Trác Lâm duỗi ra hai tay. Cảm xúc có chút kích động. A tỷ. Lăng ca đối ngươi thật là tốt, nếu là chúng ta cũng có thể tìm tới tốt như vậy lão công liền tốt. Lâm chiêu đệ cùng rừng phán để, nhìn xem dạng này hạnh phúc tình cảnh, không khỏi cũng sinh lòng ao ước, các ngươi nếu là muốn gả người. Ta để mẹ ta cho hai người các ngươi thu xếp thu xếp, chúng ta người lâm gia, muốn gả liền gả tỷ phu ngươi dạng này nam nhân tốt. Lê Lạc lúc nói lời này, con mắt nhìn về phía lăng trác quần, che miệng cười trộn nói, nha nha cũng phải lấy chồng, nha nha cũng gả cho ba ba. Nha nha không rõ nội tình, nhìn xem tất cả mọi người tại vui vẻ, nha nha cũng không nhận được vỗ tay nhỏ rất là vui vẻ, ha ha ha. Nghĩ không ra nhà chúng ta nha nha, ánh mắt còn rất cao, lăng trác lâm ở một bên, cười đến eo đều không thẳng lên được, tính tiền tay đều đang run. Ba ba, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta còn muốn tiến đến xem xét thứ tự đâu, lăng tiểu quan cúi đầu. Nhìn một chút mình trên cổ tay đồng hồ, nghiêm túc nói, lăng trác quần cũng không bút tích, mang theo hai người rất nhanh liền chạy tới chỉ thấy bên ngoài hội trường mặt, lại là đã bu đầy người, trước đó khiêu khích lăng tiểu lỗi nam hài. Rất là đắc ý ôm lấy hai cánh tay của mình, Vênh vang đắc ý đi đến lăng tiểu lỗi trước mặt, yên tâm đi. Ngươi nhất định sẽ là bại tướng dưới tay ta, nói, nam hài còn hướng về phía lăng tiểu lỗi làm cái ngón tay cái hướng xuống thủ thế. Đối mặt nam hài khiêu khích, lăng tiểu lỗi khí huyết cấp trên, liền phải hướng đối phương huy quyền, nhưng là bị lăng trác quần bế lên. Bị lăng trác quần ôm lấy lăng tiểu lỗi, Lúc này cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến mình dễ dàng như vậy liền bị chọc giận. Trong lúc nhất thời có chút ảo não, trước đó ba ba còn khuyên bảo hắn, muốn để hắn làm sự tình thời điểm, phải nghĩ lại mà làm sao? Hừ. Hiện tại kết quả còn chưa hề đi ra đâu, coi như ngươi bây giờ dù nói thế nào, ta vẫn tin tưởng giám khảo là công bằng công chính. Coi như ta phải không được thưởng, vậy chỉ cần đoạt giải người thực lực mạnh, các phẩm ưu tú, ta cũng sẽ không không nhận. Lăng Tiểu Lỗi hơi dừng lại một chút, ánh mắt yên lặng nhìn về phía nam hài bao quát ngươi nam hài cũng không có nghĩ đến lăng tiểu lỗi vậy mà như thế có tâm ngực so sánh từ bản thân đến ngược lại là ra vẻ mình có chút không phóng khoáng hừ chẳng qua là ngươi bây giờ đang nói khoác lác thôi ta cũng không tin một hồi ngươi sẽ không khóc nam hài cố giả bộ trấn định từ nhỏ đến lớn hắn muốn cầm tới giấy khen cho tới bây giờ đều chưa hề nói lấy không được chính là năm nay nghe được ba ba nói có cái năm nhất tiểu bằng hữu vậy mà cũng tới dự thi mà lại liền trên báo chí còn đăng hắn văn chương trước kia hắn còn thịt mũi coi thường thế nhưng là nhìn kia tình cảm đầy đủ văn chương về sau hắn liền biết cái này cậu bé cũng không đơn giản đơn giản nhất chất phát chữ viết lại sâu sâu đã động hắn hắn không có hưởng thụ quá như thế bị yêu cảm giác cho nên mới nhìn thấy lăng tiểu lỗi tràn đầy nụ cười hạnh phúc thời điểm mới phát giác được như vậy chướng mắt mới có thể như thế khiêu khích lăng tiểu lỗi thế nhưng là hắn hiện tại cảm thấy mình rừng thương đạn pháo tất cả đều đánh vào trên bông chính là bởi vì lăng tiểu lỗi nói tới câu nói kia vô luận là ai lấy được thưởng hắn đều sẽ chân thành vì đối phương vui vẻ mời các vị tuyển thủ ra trận mời các vị tuyển thủ ra trận hội trường lớn loa vang lên lần nữa tất cả tuyển thủ đều vội vội vàng vàng hướng lấy trường thi của mình chạy tới lăng tiểu lỗi cũng từ lăng trác quần trong lòng ngực tránh thoát ra tới cùng lăng tiểu quan cùng một chỗ hướng về phía lăng trát quần khoác tay áo tiếp xuống ban phát chính là Điền Kinh tổ giấy khen huynh đệ hai người đang chờ đợi thời điểm vẫn là không khỏi trong lòng bàn tay sẽ thấm suốt mồ hôi nước tới tiếp xuống là áo mấy tổ xếp hạng xếp hạng thứ nhất chính là Lăng Tiểu Quang cùng Kiều Rừng ban giám khảo niệm đi ra hai cái danh tự thời điểm trong đám người lập tức truyền đến bạo động Lăng Tiểu Quang người này là ai Kiều Rừng Kiều Rừng vậy mà lại là đệ nhất hắn vậy mà tại áo số phía trên liên tục 3 năm quán quân, cái này nên thực lực kinh khủng bậc nào, ca ca, ca ca ta vậy mà là thứ nhất. Nghe được lăng tiểu quan lấy được thưởng lăng tiểu lỗi, nhảy lên cao ba thước, quả thực so lăng tiểu quan còn kích động hơn, ngay sau đó. Chính là hai người lên đài bên trên tiếp nhận trao giải thời điểm, lăng tiểu quan nhìn thấy kiều rừng hình dạng về sau. Nắm đấm lập tức nắm thật chặt, chương 342, đập phá quán, cái này thứ nhất, ta từ bỏ. Huy chương đưa tới lăng tiểu quan trước mặt lúc, Lăng Tiểu Quang cũng không có muốn, mà là đem huy chương đưa còn đến khay phía trên. Nhìn thấy Lăng Tiểu Quang khác thường trạng thái, những người khác đều là lau một vệt mồ hôi, ca ca làm sao cầm thứ nhất. Còn như thế không vui a à, Lăng Tiểu lỗi tại dưới đài lo lắng sung, thay Lăng Tiểu Quang tiếc hận, cùng tiến lên đài kiều rừng. Nhìn thấy Lăng Tiểu lỗi mặt đen thui, biểu lộ cũng rất là khó coi, phần thưởng này là ngươi nên được, vì cái gì không muốn. Kiều rừng chống nạnh, thần sắc không vui, cái này huy chương, nếu như là thực học được đến ta tự nhiên sẽ thừa nhận nhưng là ta hiện tại cảm thấy cái này cái gọi là ban thưởng chẳng qua cũng chỉ là dối trá thôi ta đã chứng minh mình thực lực cho nên cái này thưởng ta muốn hay không cũng không đáng kể nguyên bản tại dưới đài tại văn hồng rất là buồn bực tại mình ấn tượng bên trong lăng tiểu quang là cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra như vậy trong đám người cũng bắt đầu bởi vì lăng tiểu quang bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái này là từ đâu đến không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử hắn cho là mình cầm tới thứ nhất liền có thể thần khí thật sao không phải chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe hắn nói sao nghe ý tứ trong lời của hắn là cuộc thi đấu này dường như trộn lẫn hơi nước không thể nào những cái này trong trường thi không đều là có giám thị ở đây sao làm sao có thể thoát khỏi nhiều như vậy giám thị con mắt a lời này của ngươi là có ý gì lăng tiểu quan chẳng lẽ ngươi nói đúng lắm Ta thành tích này là trộn lẫn giả sao, là ai điểm số giả dối, còn không rõ ràng sao? Ta thế nhưng là đã liên tục 3 năm đều là áo thi đấu quán quân, nguyên bản ta năm nay đều không nghĩ tham gia. Nhưng là làm gì được bọn ta trường học cho ta ghi danh lần, ta không đến có chút không thể nào nói nổi, ngươi xem một chút. Người ta kiều rừng bao lớn phương, trả về ứng tiểu tử ngu ngốc kia chất vấn, xác thực, người ta kiều rừng đã liên tục 3 năm đều là thứ nhất. Tiểu tử này vừa đến đã chất vấn người ta, chẳng phải là quá không cho người ta mặt mũi sao không phải cho không nể mặt mũi cái này nói chuyện tiểu tử kia đều không biết từ nơi nào xuất hiện mà lại vừa tham gia trận đấu liền phải thứ nhất trước đó đều là không có danh tiếng gì người làm sao đột nhiên liền xông tới vẫn là thứ nhất nếu không chúng ta duy trì đấu bán kết a có người đưa ra đề nghị này lập tức liền có người bắt đầu phụ họa đấu bán kết chúng ta yêu cầu đấu bán kết càng ngày càng nhiều người bắt đầu tán thành lên chủ sự phương nhìn một chút chung quanh liền hỏi thăm tại văn hồng đã mọi người đối cái hạng này có ý kiến vậy chúng ta bây giờ liền công khai chế độ thi đấu ngay tại quảng trường này phía trên chúng ta khiến cái này tham gia áo thi đấu người một lần nữa lại tranh tài một lần lần này mọi người làm giám sát người lần này lăng tiểu lỗi cuối cùng đã rõ vì cái gì ca ca chọn từ bỏ cái này giải thưởng nguyên lai ca ca vậy mà gặp phải đãi ngộ không công bằng mọi người yêu cầu một lần nữa tranh tài Ngược lại là lựa chọn tốt nhất, ta đồng ý có thể lần nữa tranh tài, Lăng Tiểu Quang lù lù bất động. Biểu lộ rất là nghiêm túc, trái lại Kiều Rừng lại tức hỗn hển lên, ta đều đã được thứ nhất, các ngươi nói một lần nữa tranh tài. Ta liền phải đáp ứng sao, tranh tài đều đã kết thúc, ta cầm huy chương trở về, các ngươi muốn tiếp tục tranh tài, các ngươi so. Mang theo Kiều Rừng đến lão sư, giờ phút này cũng đã mồ hôi đầm đìa, nhìn về phía giám thị trên đài mấy vị, đầu đều lớn đợi đến kiều nơi ẩn đến thời điểm, không nghĩ tới thanh âm nghi ngờ càng lớn, làm sao, kiều rừng. Ngươi chẳng lẽ không dám từ chứng trong sạch sao, không biết cái này liên tục 3 năm huy chương. Tất cả đều là dựa vào bất nhập lưu thủ đoạn được đến A, nếu như có thực lực, cùng hắn tranh tài lại như thế nào. Các ngươi đều tại chó sủa cái gì, kiều rừng có thể liên tục 3 năm lấy được thưởng, làm sao có thể không có thực học, kiều rừng, cùng hắn so. Chúng ta không làm rùa đen rút đầu, giờ phút này, chất vấn kiều rừng cùng tin tưởng kiều rừng người, đã đứng thành hai chi đội ngũ. Chẳng qua tất cả mọi người có một cái cùng chung mục tiêu, hy vọng hai người có thể một lần nữa tranh tài, ta, ta không thể so. Các ngươi ai nguyện ý so với ai khác so, ta hôm nay đã quá mệt mỏi, kiều rừng khoát khoát tay, liền phải xuống đài, chậm rãi. Ai cho phép ngươi xuống dưới rồi, tại văn hồng thanh âm, từ ghế giám khảo bên trên truyền đến, một mặt nghiêm túc. Kiều rừng tự nhiên quen thuộc ngồi trên đài người là ai, lần này, kiều rừng cũng bối rối nhưng là hắn xác thực không thể lại tham gia trận đấu bằng không bọn hắn thành tích này không toàn bộ đều lộ tẩy sao tất cả thí sinh đem mình ghế lấy ra chúng ta trên quảng trường tại giám sát phía dưới bắt đầu cuộc thi lão sư giám khảo đến chỗ của ta cầm bài thi tại văn hồng biểu lộ rất là nghiêm túc lão sư giám khảo cũng là nơm nớp lo sợ cầm qua bài thi nhìn xem thí sinh lục tục ngon ngoe đem băng ghế lấy ra sau đó chờ lấy phát bài thi vui thúc thúc đã toán học cuộc thi muốn lại bắt đầu lại từ đầu, vậy không bằng liên tác văn cũng cùng một chỗ một lần nữa kiểm tra đi. Lăng tiểu lỗi ở một bên chờ đợi khu bên trong, dơ lên mình tay nhỏ, đã áo thi đấu khu sẽ xuất hiện vấn đề này. Làm như vậy văn tranh tài cũng không thiếu sẽ giả dối kết quả, cho nên để cho công bằng, chúng ta nguyện ý một lần nữa tiếp nhận khảo sát một lần. Ngươi tiểu tử này, làm sao cái kia đều có ngươi, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu, lăng tiểu quang, lăng tiểu lỗi. Các ngươi không phải liền là hai huynh đệ cái sao? Thế nào, nhìn thấy ngươi ca ca bên kia xảy ra vấn đề, liền phải chất vấn thực lực của chúng ta sao? Phản bác Lăng Tiểu Lỗi, chính là lúc ấy nhìn Lăng Tiểu Lỗi khó chịu đổng hạo. Đã vị đại ca ca này khó chịu, vậy không bằng ngươi đem mình viết văn trước mặt mọi người niệm cho mọi người nghe một chút. Đã đại ca ca cảm thấy văn chương của mình ưu tú, tự nhiên là không sợ ở trước mặt người ngoài đọc diễn cảm, không phải sao? Ngươi, ta. Đổng Hạo trong lúc nhất thời hoảng hồn, không nghĩ tới lăng tiểu lỗi vậy mà cùng lăng tiểu quan đồng dạng, lớn mật như thế, chờ một chút. Lăng tiểu quan, lăng tiểu lỗi, chỉ kém một chữ, hơn nữa nhìn đi lên, hai người như thế giống nhau, sẽ không là hai huynh đệ cái A. Huynh đệ bọn họ hai cái, sợ không phải đến cuộc thi trên trận đập phá quán đến đi, hai người các ngươi, tên gọi là gì, trường thi phía trên. Há từ các ngươi làm loạn, lão sư, ta gọi lăng tiểu lỗi, vị này gọi, lăng tiểu lỗi tiến đến đổng hạo bên người nhìn một chút Đổng Hạo trước ngực danh tự, sau đó nói, Đổng Hạo, Đổng Hạo, đây không phải chúng ta viết văn tranh tài thứ nhất sao? Tại Văn Hồng nhìn một chút danh sách trong tay của mình, Đổng Hạo danh tự, thình lình ngay tại phía trên, Đổng Hạo. Đã ngươi viết văn thu hoạch được thứ nhất, niệm cho mọi người nghe một chút cũng không sao, mà lại ngươi viết bài văn chương này. Đặc biệt thích hợp tráng thế, coi như là cho những cái này muốn một lần nữa tranh tài mọi người, một cái động viên đi. Tại Văn Hồng lên tiếng, những người khác tự nhiên không dám có ý kiến, chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lo lắng sung. Đổng hạo lần này cũng mắt trợn tròn, văn chương của mình, mình lúc ấy viết không biết bao nhiêu cái chữ, đều đã lặng lẽ ngủ mất. Dù sao về sau sẽ có người cho mình chùi đít, nhưng là bây giờ xem ra, mình cái mông này, sợ là lau không khô chỉ toàn, ta. Tại trước mặt mọi người, ta quá khẩn trương, không bằng đem ta viết văn cầm tới trong tay của ta, ta chiếu vào đọc đi. Đổng hạo dưới tình thế cấp bách, nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp giải quyết, chương 343 kết thúc, cho hắn viết văn. Để hắn chiếu vào niệm, đối với yêu cầu này, tại Văn Hồng cũng không có lý do cự tuyệt, nhưng mà. Làm Đổng Hạo đem viết văn cầm tới trong tay mình thời điểm, lại mắt trợn tròn, bên trên đầy rất nhiều chữ, hắn căn bản cũng không nhận ra. Hắn chỉ biết, mình tùy tiện viết chữ nổi số, thay viết văn chương, liền có thể đưa đến cuộc thi trên trận đi. Hắn thậm chí liên thông bản viết văn ý nghĩa chính cũng không biết đang giảng cái gì, cái này, Đổng Hạo nhìn xem mình văn chương. Trong lúc nhất thời chân tay lúng cuốn, làm sao vậy, tiểu ca ca, chính ngươi viết viết văn, sẽ không ngay cả mình cũng không nhận ra a. À. Dưới đài, Lăng Tiểu Lỗi trong giọng nói, tràn đầy trào phúng, ghế giám khảo bên trên, tại văn hồng sắc mặt, cũng rất là khó coi. Mình cái này vừa tới đến trên trấn nhậm chức, liền để cho mình xuống đài không được, náo ra tới này dạng nhiễu loạn. Nếu như chỉ là một cái có vấn đề, ngược lại là còn may xử lý, kết quả chính là, áo thi đấu cùng viết văn giải thi đấu, tất cả đều bị điều tra ra. Lại có người ở sau lưng dở trò, cuộc thi tạm dừng, xin mọi người có thứ tự rời sân, tại văn hồng quyết định thật nhanh. Để người tại phát thanh thất, truyền đạt chỉ thị của mình, kỳ quái, làm sao cuộc thi này, lại toàn bộ đều tạm dừng rồi. Trừ chạy bộ tranh tài phát giấy khen bên ngoài, cái khác áo thi đấu cùng viết văn giải thi đấu, giống như tất cả đều đình chỉ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể là nội bộ có vấn đề. Cái này vừa lên đến, không chỉ có là áo thi đấu, liền viết văn giải thi đấu đều là bộ. Thật làm tất cả mọi người là dễ lừa gạt hay sao? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đều không có phát hiện vấn đề, lại bị hai cái tiểu hoa nhi cho đâm ra tới. Đây chính là lớn tin tức a. Chúng ta đi phỏng vấn tại lão, khẳng định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trong lúc nhất thời, cuộc thi sân bãi loạn thành hỗn loạn. Lăng tiểu quan cùng lăng tiểu lỗi đứng chung một chỗ phòng ngừa bị đám người tách ra lần này bọn hắn cũng không cần lại tranh tài ai cũng không thể cam đoan còn lại áo thi đấu đề không có bị tiết lộ ra ngoài lăn trát quần trong đám người vóc dáng cũng rất là dễ thấy chỉ chốc lát sau ba người liền đứng chung một chỗ ba ba ngươi nói chúng ta làm như thế có phải là làm sai rồi hai tiểu hài tử rõ ràng bị trường hợp như vậy bị dọa cho phát sợ lăn trát quần lắc đầu không cái này không phải là lỗi của các ngươi tương phản ta còn muốn khen ngợi các ngươi, nếu như các ngươi không có vạch trần dạng này âm mưu, vậy chân chính người có năng lực. Liền vĩnh viễn không bị trông thấy, tranh tài như vậy, vốn là vì tuyển chọn nhân tài ưu tú. Mà không phải dựa vào dở trò dối trá tranh thủ danh lợi, hàng gia, hôm nay ngươi tâm sự nặng nề. Chính là bởi vì chuyện này tại bối rối ngươi sao, lăng trác quần kết hợp hôm nay lăng tiểu quan dị thường biểu hiện, phải có kết luận. Lăng tiểu quan gật gật đầu, ta có thể cam đoan thành tích của mình là bình thường, ta tận toàn lực. Nhưng là nếu như có người không cần tốn nhiều sức, chỉ là đầu óc trống trơn đem đáp án cho chép đi lên, ta tha thứ không được chuyện như vậy. Chỉ là ta cũng không có nghĩ đến, chuyện này vậy mà lại huyên náo như thế lớn, liền các phóng viên đều đến. Không biết có thể hay không đối với Gia Gia có ảnh hưởng gì, yên tâm đi, vua Gia Gia đi qua đường, so với chúng ta nếm qua muối còn nhiều đâu. Tin tưởng hắn có thể xử lý thích đáng chuyện này, để nên nhận trừng phạt người, một mẻ hốt gọn. Lăng Tiểu Quang hai người dùng sức cực cực đầu. Ba ba, về sau có tranh tài như vậy, ta còn muốn tới tham gia, chẳng qua hy vọng lần sau thời điểm tranh tài, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Sau khi về nhà, ba người đem chuyện đã xảy ra hôm nay, giảng cho Lê Lạc nghe, Lê Lạc là há hốc miệng cho nghe xong. Trước đó luôn luôn nhìn thấy tin tức đã nói, ở thời điểm này cuộc thi bị mạo danh thay thế sự tình thường có phát sinh. Không nghĩ tới tại nhỏ như vậy tranh tài, nước cứ như vậy sâu, chẳng qua về sau, cuộc thi cách tân về sau. Phòng gian lận thủ đoạn càng ngày càng cao minh, thậm chí liền mặc quần áo đều có cứng nhắc yêu cầu, và người chen cầu độc một tình cảnh. Mới càng ngày càng hướng tới công bằng, tin tưởng bọn họ sẽ cho rộng rãi thí sinh một cái giải thích hợp lý. Cuộc thi sự tình tạm thời có một kết thúc, Lê Lạc cùng Ngô Khánh Lâm hẹn nhau tại xưởng may bên trong ký hợp đồng. Ngô Khánh Lâm tham quan xưởng may về sau, lập tức liền cái khác lo lắng cũng không có thuận tiện còn bao gồm cùng lê lạc tiệm bán quần áo hợp đồng hợp tác cũng cùng nhau mang tới lê lạc xem xét hợp đồng phát hiện không có vấn đề gì đồng thời ngô khánh lâm thậm chí còn nhiều nhường lợi cho lê lạc lê lạc cảm kích không cùng ngô lão ngươi làm như vậy xin ý còn làm sao có thể kiếm tiền a nghe lê lạc như vậy hỏi ngô khánh lâm chỉ là sợ lấy chòm râu của mình cười cười lê tiểu thư không cần sầu lo ta là thương nhân tự nhiên sẽ không để cho mình thua thiệt ta tin tưởng lê tiểu thư nhân phẩm cho nên trang phục phẩm chất ta cũng tin được, chẳng qua là mỗi một kiện kiếm ít một chút tiền, nhưng là số lượng nhiều. Tiền vẫn như cũ có thể trở về bản, mà lại lê tiểu thư xinh đẹp như vậy, phẩm vị nhất định sẽ không kém. Cho nên cũng đừng để cho ta thất vọng nha, Ngô Khánh Lâm cười khẽ hai tiếng, Lê Lạc phát hiện cùng người thông minh nói chuyện. Tuyệt không tốn sức, chờ Ngô Khánh Lâm rời đi về sau, Lăng Trác Lâm đều nhanh kích động đến nói không ra lời. Trước đó nhìn thấy Ngô Khánh Lâm thời điểm, Ngô Khánh Lâm nhìn qua, chính là cái so phổ thông lão đầu soái một chút có khí chất một chút nhưng là hôm nay nói chuyện làm ăn thời điểm mới phát hiện nguyên lai like ngô khánh lâm khí thế vậy mà như thế đủ chẳng qua lê lạc tại dạng này thượng vị giả trước mặt không chỉ có không kiêu ngạo không tự ti lại còn cùng đối phương đàm luận phải không chút phí sức lăng trác lâm cảm thấy vẫn là lê lạc lợi hại hơn một chút lạc lạc chúng ta lần này đơn đặt hàng có bao nhiêu a à? kỳ na na tại đưa ngô khánh lâm sau khi ra cửa liền quay đầu tiến đến Lê Lạc trước mặt. Mình cầm hợp đồng nhìn xem, kỳ na na nghe lời cầm hợp đồng, đếm phía trên không, phút phút ánh mắt của mình, cái này. Chúng ta có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao, kỳ na na mặc dù làm ban lãnh đạo thời gian cũng không ngắn. Nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua như thế tài đại khí thô lão bản, lạc lạc, tại sao ta cảm giác, ngươi mới là ta cửu lão gia cháu gái ruột đâu. Cái gì cũng không nói, mời khách mời khách, tốt nhất lại đi lâm ca trước mặt khí treo tức nàng, treo chọc xong lê lạc kỳ na na xoa xoa đôi bàn tay trong ánh mắt tràn ngập chờ mong ngươi cũng không biết cửu lão gia tới đây vốn là muốn nhìn cháu dâu trong nhà của chúng ta có cái truyền thống chính là đàm gia sự thời điểm sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì sinh ý trên trận sự tình chúng ta đều là đều bằng bản sự phát tài nếu như năng lực của mình không được coi như trong tay có tiền cũng sẽ không nhúng tay thế nhưng là lâm ca cũng không hiểu cái quy củ này cha mẹ ta đều sắp bị nàng tức chết nói lên lâm ca thời điểm Kỳ na na giận không chỗ phát tiết, bên này kỳ na na chính nhã rảnh, bên kia lâm ca, liền đánh mấy nhảy mũi, vút vút mình mũi. Làm sao rồi, tiểu ca tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm mạo rồi, trình lộ vội vàng giúp lâm ca rót một chén nước nóng, đưa tới lâm ca trước mặt. Không biết, hôm nay Liên Thành mang theo kỳ na na cùng cửu lão gia ký hợp đồng đi, bọn hắn vậy mà không mang ta đi. Ta muốn cùng cửu lão gia hợp tác, còn bị kỳ gia người mắng một trận, trình trình, ngươi nói. Ta yêu cầu này, có như vậy quá phận sao? Chương 344, cầu khẩn, tiểu ca tỷ tỷ, ta trước đó nghe được Liên Thành ca cùng muội muội của hắn nói chuyện. Tựa như là cùng cái kia hàng giả có quan hệ, hàng giả, ngươi nói là bọn hắn đang nói lê lạc, Lâm Ca Tâm đột nhiên siết chặt. Mình đau khổ kinh doanh cùng kỳ gia quan hệ, kết quả đổi lấy đều là kỳ gia mặt lạnh, thế nhưng là lê lạc rõ ràng đều chướng mắt kỳ Liên Thành. Vì cái gì kỳ Liên Thành còn muốn đuổi tới đi giúp lê lạc? chẳng lẽ nàng làm nhiều như vậy vẫn là so ra kém lê lạc sao ngươi thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn đi nơi nào sao lâm ca trong mắt hiện lên một ti không hiểu cảm xúc cái này ta cũng không rõ ràng chẳng qua ta ngược lại là nghe được bọn hắn nói hướng thành nam bên kia xưởng may đi thành nam xưởng may đây không phải là kỳ na na chỗ xưởng may sao bọn hắn đến thành nam xưởng may làm gì ký hợp đồng kia cửu lão gia không phải nói người trong nhà ở giữa không phải sẽ không cùng một chỗ làm ăn sao làm sao đến kỳ na na nơi này liền phá lệ rồi chẳng qua kỳ na na cùng lê lạc ở giữa lại có quan hệ gì chẳng lẽ là kỳ na na cho lê lạc tại trên trấn tiệm bán quần áo giới thiệu sinh ý lâm ca trong lòng bách chuyển thiên hồi suy đoán tất cả khả năng cuối cùng được ra tới kết luận chính là kỳ liên thành huynh muội cổng mình đem chỗ tốt tất cả đều cho lê lạc chỉ chốc lát sau lâm ca liền nhìn thấy kỳ liên thành lái xe từ ven đường tới chuẩn bị trở về nhà lâm ca thấy kỳ liên thành liền nhìn về bên này một chút thời gian đều không có, chưa phát giác khí từ đó tới, trình trình. Ngươi ở đây giúp ta nhìn xem cửa hàng, ta đi về nhà nhìn xem, nói xong, Lâm ca liền đi theo kỳ liên thành đằng sau. Kỳ liên thành kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà, thân thể toàn bộ Lâm vào ghế sofa bên trong, đè lên mỏi như mi tâm. Hôm nay nhìn thấy Lê Lạc một thân già dạng trang phục, kia nữ cường nhân khí thế, để hắn kinh diễm không thôi, nhưng là sau đó lại nghĩ đến. Một nữ nhân như thế xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì, nếu như là mình, dứt khoát để lê lạc trong nhà, làm cái giàu thái thái. Cái gì đều không cần quan tâm, cuộc sống như vậy tốt bao nhiêu, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đối nam nhân khác như thế cười. Rõ ràng đối mặt mình thời điểm, nàng luôn luôn gương mặt lạnh lùng, mà lại, cái này vậy mà là cửu lão gia tình địch hậu đại. Chẳng qua hắn tại cửu lão gia trước mặt, vẫn là không dám hỏi, lê lạc cái ngọc bội kia, có phải là còn mang ở trên người, nghĩ càng nhiều kỳ liên thành liền cảm thấy suy nghĩ của mình cắt không đức lý còn loạn lúc này ngoài cửa lại truyền tới lâm ca thanh âm liên thành ta chìa khóa quên mang ngươi giúp ta mở cửa kỳ liên thành không làm hắn nghĩ lê bước chân nặng nề mở cửa ra liền nhìn thấy lâm ca một tấm xanh xám mặt hầm hừ nhìn xem chính mình hôm nay ngươi cùng muội muội cùng đi nơi nào rồi còn có thể đi đâu đương nhiên là cùng cửu lão gia cùng một chỗ nói chuyện làm ăn đi vừa thấy mặt hai người đối thoại chính là dương cung bạc kiếm nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn tại sao lại đi thành Nam xưởng mây? Đây không phải là Nana ở nhà máy sao? Nana nhà máy lại thế nào rồi? Đây chỉ là trùng hợp thôi. Lại nói xưởng kia cũng không phải Nana mở. Cửu lão gia cũng không phải vì giúp Nana mới đi nói chuyện hợp tác. A, à, không phải giúp Nana nói chuyện hợp tác, là vì người tình nhân của a. Lâm ca nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hôm nay nếu không phải nghe được có người báo tin, ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Khi Lê Lạc đến tột cùng cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, các ngươi vậy mà thuyết phục cửu lão gia giúp Lê Lạc. Chúng ta thuyết phục cửu lão gia giúp Lê Lạc, Lâm Ca, đầu óc ngươi bên trong trường nghĩ những thứ này lục đục với nhau sự tình. Còn có thể nghĩ cái gì, chúng ta lúc nào giúp Lê Lạc rồi, chẳng lẽ chính là cửu lão gia không có giúp ngươi, cho nên cùng người khác hợp tác. Chính là cho người khác hỗ trợ sao, đừng bắt ngươi kia bẩn thiểu tâm tư đi thi lựa người khác, kỳ liên thành. Thật sâu kích động Lâm Ca thần kinh, hắn vậy mà nói ta đây là bẩn thiểu tâm tư, kỳ liên thành, đừng cho là ta không biết. Chân chính bẩn thiểu người cũng không phải ta, trong lòng ngươi còn chứa ai, chẳng lẽ ta không biết sao, lâm ca trừng mắt kỳ liên thành. Hung dữ mở miệng nói, trong lòng ta có ai, ta đều đã cùng ngươi lãnh giấy hôn thú, trong lòng ta còn có thể có ai. Kỳ liên thành tức cao thanh âm, kỳ liên thành, ngươi chột dạ, lâm ca chắc chắn nói, ngươi chẳng lẽ dám phát thể nói. Ngươi đối lê là không có nửa phần lòng trắc ẩn sao, ta tâm tư gì không cần ngươi nói cho ta kỳ liên thành đẩy ra lâm ca liền phải hướng thư phòng đi đến cái này phòng khách để hắn ngạt thở hắn là một phút đồng hồ đều không muốn ở chỗ này ở lại dừng lại ngươi còn không có cùng ta nói dốc rõ ràng đâu lâm ca kéo lại kỳ liên thành trên mặt biểu lộ bởi vì dùng sức trở nên vạn vẹo còn nói dốc cái gì ngươi không phải cái gì đều rõ ràng sao còn muốn ta nói cái gì kỳ liên thành một cái hất ra lâm ca tay chống nạnh cùng lâm ca giằng co Ta muốn ngươi đi tìm Cửu lão gia giúp ta." Lâm ca trực tiếp làm rõ mục đích của mình, "Không có khả năng." Kỳ Liên Thành trả lời cũng rất là dứt khoát, "Không có khả năng, ngươi đem hắn biến thành khả năng." Lâm ca rõ ràng có bất đắc dĩ ý vị. "Nếu là muốn tìm, chính ngươi đi tìm, ta không có mặt kia mặt đi tìm Cửu lão gia hỗ trợ." Kỳ Liên Thành trên mặt kia vẻ mong mỏi càng ngày càng rõ ràng, "Vậy thì tốt, ngươi đem địa chỉ cho ta, ta cái này đi tìm Cửu lão gia." lâm ca giống như là nghe không hiểu kỳ liên thành trong lời nói cảnh cáo vẫn như cũ không buông tha nói kỳ liên thành bị lâm ca mài đến không có cách nào chỉ có thể đem địa chỉ báo cho lâm ca hy vọng mình có thể có một lát thanh tĩnh lâm ca cầm tới địa chỉ về sau rất là kích động đi ra ngoài liền gọi xe đi vào khách sạn cổng cộc 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 lâm ca gõ vang cửa ai ngô khánh lâm đều dự định nghỉ ngơi không nghĩ tới vậy mà lúc này có người gõ cửa cửu lão gia là ta ta là tiểu ca Lâm ca đặc biệt đổi cái ngọt ngào thanh tuyến, nhân nhất hô. Ngô Khánh Lâm lạnh lùng mở cửa phòng ra, ngăn tại cửa phòng, cháu dâu. Sắc trời đều đã muộn, ngươi bây giờ tới tìm ta làm cái gì? Ngô Khánh Lâm thanh âm, rất hiển nhiên có tức giận. Nhưng là Lâm ca đã không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp tại Ngô Khánh Lâm trước mặt khóc lên, cửu lão gia, còn xin ngươi giúp ta một chút. Ngài gia đại nghiệp đại, nhưng là ta chỉ có như thế một cái bàn thân tiệm bán quần áo, ta tất cả tiền đều quăng tại cái này phía trên, ta muốn làm ra tới thành tích, cũng chỉ hy vọng cửu lão gia giúp ta lần này, Lâm ca ngữ khí rất là thành khẩn, đều đã đến mức này. Ngô Khánh Lâm cũng không phải người có tâm địa sắc đá, ngươi trước đừng khóc, hài tử, như vậy đi, ta tấm thẻ này bên trên. Còn có một vạn khối tiền, cái này một vạn khối tiền, xem như ta cho cháu dâu lễ gặp mặt, về phần sinh ý trên trận sự tình, chúng ta không nói. Lâm ca không nghĩ tới, chính mình cũng đã như thế đau khổ cầu khẩn Ngô Khánh Lâm, Ngô Khánh Lâm còn không chịu nhả ra chỉ là cho mình một vạn khối tiền. Chút tiền này cùng cùng ngô thị hợp tác so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, cửu lão gia. Lâm ca còn muốn nói gì, lại bị ngô khánh lâm đưa tay chặn lại, chương 345, trong đầu sinh kế, cháu dâu. Chúng ta ngô gia cùng kỳ gia, nhưng cho tới bây giờ đều không có như thế người tham lam, lâm ca sửng sốt. Không nghĩ tới ngô khánh lâm vậy mà như thế không cho mặt mũi của mình, nói ra câu nói này, liền tương đương với công khai đánh mặt mình. Cháu dâu, ta hai ngày này mới nhớ tới ngươi hẳn là lê gia hài tử đi rõ ràng khi còn bé biết điều như vậy hiểu chuyện làm sao hiện tại biến thành như vậy vô lý rồi nếu như ngươi thật nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh nên đi phong phú mình tham gia thi đại học hiện tại sinh viên nhưng khang hiếm đây ngươi muốn làm cái gì công việc đều là bao phân phối ngươi cái này tiệm bán quần áo a ta cũng nhìn nhưng là không có chút nào ý mới nếu như ngươi thật muốn ăn chén cơm này liền nên nhiều đi xem một cái người ta người khác kiểu dáng đương nhiên ta cũng không phải là nói để ngươi rập khu người ta hình thức mà là có mình ý nghĩ sáng ý nếu không vẫn là sẽ rất nhanh bị đào thải hai ngày này ta đến nông thôn đi khảo sát cái kia vạn long thôn lê lạc liền rất là có ý tưởng người ta đem toàn bộ làng tất cả đều phát triển thành theo thùa thôn ta a đã cùng nàng đạt thành hợp tác những cái này thủ công nghệ phẩm a mặc dù chúng ta những cái này người cũng đã tập mãi thành thói quen nhưng là những người ngoại quốc kia lại hết sức hiếm có ta đem những cái này giá cao bán đi, cũng coi là cho chúng ta Hoa Quốc không phải di làm tuyên truyền. Cháu dâu, có thể nói lời nói, ta đều đã nói tận, còn lại liền dựa vào chính ngươi tiêu hóa. Thời điểm cũng không còn sớm, ta liền không lưu ngươi. Ngô Khánh Lâm lời nói này đến mức này, Lâm Ca cũng không phải hoàn toàn không muốn mặt mũi người, chỉ có thể đầy bụi đất về nhà lê lạc, lại là lê lạc, kiếp trước thời điểm lê lạc ngược lại là có môn thủ nghệ này, nhưng là từ khi gả cho Kỳ Liên Thành về sau. Nàng ngay tại gia sản giàu Thái Thái, cũng không có nghe nói nàng có cái gì khác thủ đoạn, làm sao đến lăng gia, lại còn cầm lấy kim khâu. Còn phát triển xảy ra điều gì theo thùa thôn, lê lạc năng lực, lúc nào trở nên như thế lớn rồi, thế nhưng là mình không có như vậy tay nghề A. À. Đang lúc lâm ca hết đường xoay sở thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng là không có tay nghề này A, à, có điều. Cái này cũng không đại biểu, nàng không thể đến nông thôn đi đào người A, à, vạn Long thôn là theo thùa thôn lại như thế nào lại không chỉ là vạn long thôn một cái trong làng có người sẽ theo thùa, nàng thế nhưng là tại An Hòa Thôn lớn lên, An Hòa Thôn người. Tay nghề tự nhiên cũng không thể so với Lê Lạc tìm những nhân thủ kia nghệ kém A, Lâm ca càng nghĩ, càng cảm thấy đây là ý kiến hay. Sau đó nàng cũng không nhàn rỗi, mà là trở về tìm đến trình lộ, trình trình, hai ngày nữa, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà một chuyến thôi. Hồi nhà, trình lộ buồn bực, tiểu ca tỷ tỷ, nhà ngươi không phải liền là ở đây sao, Ngươi còn muốn chạy về chỗ đó a? À? Lâm Ca bị Trình Lộ cho nghẹn một chút, gượng cười một tiếng, ta nói chính là An Hòa thôn, tiểu ca tỷ tỷ, trong thành không tốt sao? Chúng ta tại sao phải trở lại cái kia xó xỉnh địa phương, Trình Lộ rất là cảnh giác, sợ Lâm Ca lại để cho nàng trở lại nông thôn đi, không. Ngươi hiểu lầm, ta không phải là muốn đuổi ngươi trở về, Lâm Ca nhìn thấy Trình Lộ kia cảnh giác dáng vẻ, liền biết Trình Lộ là bẻ công mình chân thực ý đồ, tiểu tỷ tỷ kia đây là ta muốn trở về tìm một chút làm theo thùa nhân thủ. Tìm theo thùa nhân thủ làm gì, chúng ta lại không làm theo thùa A tỷ tỷ, trình lộ đối lâm ca não mạch kính rất là không hiểu. Đương nhiên là vì thị trường, chúng ta làm theo thùa, bán cho người ngoại quốc, kiếm tiền của người ngoại quốc, lâm ca trong mắt. lóe ra dị dạng tia sáng, tiền của người ngoại quốc, chính là cái gì đau vui sao, ta nghe nói, có thể bù đắp được chúng ta gấp mấy lần tiền đâu. Tỷ tỷ, tiền này, ta có thể kiếm được sao, Thấy Lâm ca như thế chắc chắn, liền trình lộ cũng tâm động, cảm giác đau vui đang cùng mình vẫy gọi. Đương nhiên có thể, người khác có thể, vì cái gì chúng ta không thể, Lâm ca đắc ý nhíu mày, người khác. Còn có người khác làm cái này sao tiểu ca tỷ tỷ trình lộ bé nhạy phát giác được Lâm ca trong lời nói sơ hở. Lâm ca nhìn chầm chầm trình lộ một hồi lâu, nghĩ đến dù sao trình lộ là theo chân mình kiếm tiền. Đem những tin tức này nói cho nàng cũng không gì đáng trách, Thế là đem mình từ Ngô Khánh Lâm bên kia nghe được tin tức, tất cả đều nói cho Trình Lộ. Tiểu ca tỷ tỷ, ngươi không khỏi cũng quá lợi hại, ngươi gặp được cái này đại nhân vật cũng rất có kiến thức. Lại còn có thể cùng người ngoại quốc giao lưu, thế nhưng là hai người chúng ta cũng sẽ không ngoại quốc lời nói. Lại thế nào bán cho những người kia đâu, Lâm ca cười cười, trên thế giới này, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, tất cả đều không là vấn đề. Lâm ca nghĩ tới không phải người khác, chính là Lý An, lý an thế nhưng là kiểm tra lên đại học cái này tiếng anh tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay nếu như có thể mời được đến hắn khi nàng kế hoạch coi như đã coi như là có hình thức ban đầu lê lạc nàng có thể dựng vào ngô khánh lâm đường dây này lại có thể thế nào kiếm lại tiền đó cũng là ngô khánh lâm toàn bộ đều đem tiền chuyển đi lê lạc còn phải cùng ngô khánh lâm chia tiền nhưng là nếu như nàng làm thành một đầu nguồn tiêu thụ khi nàng kiếm nhưng là muốn so lê lạc nhiều hơn nghĩ đến cái này lâm ca liền cảm giác trước mặt đã tất cả đều là tiền mặt đang cùng mình vẫy gọi kích động một đêm ngày thứ hai lâm ca sớm liền tỉnh lại sau đó cùng trình lộ cùng một chỗ thu thập phải chỉnh chỉnh tề tề địa trở lại an hòa thôn lâm ca chống đỡ cổ rất giống là kiêu ngạo khổng tước đồng dạng con mắt đều không mang nhìn người bên cạnh trực tiếp đi vào thôn ủy hội tổng lâm bá bá ngày tại a lâm ca tìm là an hòa thôn thôn trưởng mà lại mục tiêu của nàng cũng rất là minh xác nàng muốn để những người kia chủ động tới thôn ủy hội báo danh, nha, đây không phải tiểu ca cùng trình lộ sao, trong thành này chính là nuôi người A, lúc này mới bao lâu A. Lâm bá bá đều nhanh nhận không ra các ngươi, rừng thôn trưởng cười đến khóe mắt từng tầng từng tầng nếp mây, lâm bá bá, là như vậy, ta nghe nói. Vạn Long thôn bên kia, bọn hắn làm cái theo thùa thôn tên tuổi, ta nghĩ đến, chúng ta thôn sẽ theo thùa người cũng không ít A. Chúng ta vì cái gì không thể cũng đem môn thủ nghệ này cho phát triển lên, cái này. Ta ngược lại không phải là không có nghĩ tới muốn cùng Vạn Long thôn hợp tác, thế nhưng là làm sao Vạn Long thôn người bên kia nhiều lắm. Chúng ta là muốn cùng người ta hợp tác, đều phải không lên danh hiệu đâu. Người nói người muốn cho chúng ta trong thôn cũng làm cái theo thùa thôn, thế nhưng là những cái này cũng phải cần tiền a, à, sao có thể tùy tiện. Nói muốn làm theo thùa thôn, liền có thể làm cho lên, lâm bá bá, hôm nay ta chính là vì chuyện này tới, lâm ca khóe miệng ngoắc ngoắc. Lộ ra một cái ý tứ sâu xa ý cười. Hẳn là tiểu ca có biện pháp nào, rừng thôn trưởng thấy Lâm ca nụ cười như thế, con mắt cũng bày ra. Khoảng thời gian này, Vạn Long thôn đã bắt đầu sửa đường, cái này nhưng trong mà thèm đến hắn, Vạn Long thôn là phát triển. Thế nhưng là bọn hắn An Hòa thôn, vẫn là khắp nơi đều là đường đất cùng đường núi đâu, bọn hắn cũng muốn phát triển a, à, nói đi. Ngươi muốn cho Lâm Bá Bá làm thế nào, Lâm Bá Bá nhất định toàn lực phối hợp ngươi, rừng thôn trưởng rất là sảng khoái vỗ vỗ bộ ngực của mình. Chương 346 liên tiếp đã kích. Ta nghe vạn long thôn người nói, các nàng dự thi, còn cần gì dự thi tiêu chuẩn. Chúng ta an hòa thôn không có nhiều như vậy phép tắc, chỉ cần tại lâm thúc thúc bên này ghi danh, lại giao lên một bộ tác phẩm liền tốt. Chỉ đơn giản như vậy, rừng thôn trưởng nguyên bản còn tưởng rằng, lâm ca cũng sẽ giống lê lạc như thế, có thể mời mời đài truyền hình. Cho thôn xóm bọn họ là một chút tuyên truyền cái gì, nhưng là bây giờ, cũng chỉ là thôn của chính mình tự ngu tự nhạc. Cái này khiến rừng thôn trưởng có chút buồn bực, nhìn xem vạn long thôn náo nhiệt, hắn thật đúng là trong mà thèm A, à, tiểu lâm A. À. Ngươi cái này giao tác phẩm, là giao đến nơi này của ta sao, ta cũng không hiểu cái gì theo thùa, ngươi coi như để giao đến nơi này của ta. Ta cũng không biết tay nghề này tốt xấu A, à. cái này, ta đương nhiên sẽ tìm chuyên nghiệp sư phụ, lâm thúc thúc, ngài cứ yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này, còn không cần làm phiền ngươi, đợi đến trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, ta sẽ trở lại, số tiền này là cho chúng ta người trong thôn mua sắm phí tổn, không phải nói người ta vạn long thôn cung cấp vật liệu cùng kim khâu sao. Chúng ta không có nhiều như vậy hạn chế, ai cần mua sắm những sợi tơ này vải vóc, đều có thể tại thôn trưởng nơi này hoàn trả, thôn trưởng. Ngươi cần phải giúp ta nhớ rõ ràng, nhà ai mua sắm những vật này, làm tốt khoản, muốn nhìn thấy thật sự đồ vật, sau đó. Lâm ca đem 500 khối tiền, đưa tới rừng thôn trưởng trong tay, sau đó suy tư một chút, lại cho rừng thôn trưởng 500, chút tiền này hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi, chúng ta an hòa thôn người, không có bọn hắn vạn long thôn nhiều người. Bọn hắn vạn long thôn cho nhiều người như vậy, cũng liền chỉ phí một ngàn khối tiền, ta cho chút tiền này. Chúng ta làng khẳng định dùng tài liệu đều muốn so vạn long thôn càng tốt hơn, trừng thôn trưởng nhìn xem trên tay mình thật dày một sấp tiền. Trận cả mắt lên, hắn tại an hòa thôn làm gần nửa đời, cái này còn là lần đầu tiên thấy có người như thế tài đại khí thô cho mình phát tiền. Ai, được rồi, chút chuyện nhỏ này, thúc nhất định có thể cho ngươi làm tốt khi không có việc gì ta cùng trình trình liền đi trước nhìn rừng thôn trưởng đối với mình khách khí như thế lâm ca lộ ra nụ cười hài lòng chờ một chút trình trình cha ngươi cùng ngươi ca mấy ngày nay đều đang tìm ngươi đâu ngươi thế nào liền chạy tới tiểu lâm nơi đó đi đây rừng thôn trưởng lúc này mới có công phu giáo dục lên trình lộ trình lộ căng thẳng trong lòng hướng lâm ca ném đi xin giúp đỡ ánh mắt lâm thúc thúc là ta để trình lộ tới tìm ta trình lộ tay chân chịu khó lại có thể làm ta mang theo nàng trong thành kiếm nhiều tiền đâu một tháng này trả lại cho nàng phát 10 đồng tiền tiền lương đâu nghe xong lâm ca giải thích rừng thôn trưởng lập tức vui vẻ ra mặt nguyên lai like đi theo tiểu ca phát tài đi à? vậy ta có thời điểm thật tốt cùng trình trình cha nói một chút không phải trình trình cha mỗi ngày than thở sợ trình trình tìm không thấy lâm thúc thúc trình trình hôm nay đi theo ta trở về sự tình còn mời ngài giữ bí mật ta không hy vọng đến lúc đó trình trình cha đến cùng ta cố tình gây sự nếu không tiền này a à, ta vẫn là thu hồi lại đi nói lâm ca liền làm bộ muốn từ rừng thôn trưởng trong tay lấy tiền rừng thôn trưởng nơi nào chịu đuổi vội vàng chuyển người một cái tay ngăn ở lâm ca trước mặt yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không nói cho trình trình cha đạt được thôn trưởng cam đoan lâm ca lúc này mới thu tay lại trên đường trở về trình lộ như của lòng còn sợ hãi càng không ngừng đập lấy ngực nhỏ của mình Nguy hiểm thật a, à, tiểu ca tỷ tỷ, nếu để cho cha ta cùng anh ta biết, ta đi theo ngươi đến trong thành đi. Nói không chừng còn không biết làm sao dây dưa ta đây, hiện tại chỉ hy vọng thông trưởng có thể đem chuyện này cho chúng ta giấu giếm. Không quá hai ngày, rừng thôn trưởng liền để người cho Lâm ca mang hộ lời nhắn, nói là nàng cho những số tiền kia. Đã toàn bộ đều cho người trong thôn mua sắm, chỉ còn chờ tiếp qua chút thời gian, giao cho Lâm ca thành phẩm. Lâm ca trong lúc nhất thời ưa thích trong lòng liền tại kinh doanh tiệm bán quần áo thời điểm đều nhiều hơn mấy phần khuôn mặt tươi cười về sau nàng còn đi tìm lý an hy vọng lý an có thể dạy một chút nàng đơn giản một chút tiếng anh bao quát để lý an coi là mình người trung gian cho mình đáp cầu dắt mối thế nhưng là cái này thành đô khắp nơi đều không có đóng miệng những thứ kia muốn tìm được ngoại quốc người bán quả thực là muốn so với lên trời còn khó hơn dù cho lâm ca nói có thể cho lý an tiền lý an cũng tìm không thấy người Chớ đừng nói chi là giúp Lâm Ca mở ra nguồn tiêu thụ, thẳng đến rừng thôn trưởng nói, đồ theo đều đã theo tốt. Lâm Ca lúc này mới hơi an tâm một chút, dù sao mình có thể vơ vét một nhóm người tài, cũng không tính là không công mà lui, thế nhưng là... Làm Lâm Ca trong tay cầm tới những cái kia đồ theo về sau, sắc mặt lại so than đen còn đen, đây chính là một ngàn khối tiền. Làm được tất cả đồ theo rồi, Lâm Ca cầm trong tay đồ theo vứt trên mặt đất, hung tợn dẫm hai cước, Lâm thúc thúc, liền xem như chịu đựng cũng nên giao ra một bộ hoàn chỉnh tác phẩm A, huống chi những số tiền kia, ta đều là thật sự cho đến trong tay ngươi, làm sao giao lên đồ theo. Không chỉ có chất lượng kém, liền sợi tơ đường may cùng tiếp lời, đều rõ ràng như vậy, mà lại ngươi nhìn cái này, sợi tơ rõ ràng đều là cũ. Thật làm ta là oan đại đầu hay sao, rừng thông trưởng cũng rất là ủy khuất, ban đầu là ngươi nói, muốn nhìn thấy đồ vật mua về. Ta cũng thật sự là nhìn thấy những vật kia, ai biết cuối cùng thu đi lên thành phẩm, vậy mà lại là cái dạng này, về sau ta cũng dò nghe bọn hắn chọn mua những vật kia là không giả giá tiền cũng đối được thế nhưng là về sau bọn hắn lại cầm những vật kia đến người ta trong tiệm đi trả hàng những số tiền kia cuối cùng cũng rơi xuống trong tay của bọn hắn nghe xong rừng thôn trưởng giải thích về sau lâm ca càng là tức giận đến lời nói đều nói không nên lời trách không được an hòa thôn muốn so người ta vạn long thôn nghèo đâu quả thực đáng đời tiểu ca ngươi lời nói này coi như quá phận a thúc thúc của người ta cái này không có công lao cũng cũng có khổ lao đến cuối cùng bị mắng người vẫn là ta ta đây không phải trong ngoài không phải người sao vậy ta những số tiền kia có thể còn trở lại không lúc trước đã nói xong muốn giao là đồ theo hiện tại giao lên chính là cái gì là phế phẩm còn muốn lấy muốn kiếm nhiều tiền làm sao kiếm an hòa thôn người liền không có kia hưởng phúc mệnh tiểu ca chính ngươi không có cái này bỏ cánh cam cũng đừng ôm đồ sứ này việc chúng ta trong làng cũng không dựa vào ngươi chút tiền này sống qua, rừng thôn trưởng khoát khoát tay, hiển nhiên đã tức giận. Không dựa vào ta chút tiền này sống qua, kia tốt, tiền cho ta trả lại, ta coi như hết thảy chưa từng xảy ra. Lâm ca cái này trong lòng cũng kìm nén bực bội đâu, mình cái này một ngàn đồng tiền, đồ theo đồ theo không có, tiền tiền cũng không có. Người ta lê lạc có thể làm được theo thùa thôn, kia là người ta cho mọi người cung cấp kim khâu cùng vải vóc. Thậm chí cho người ta phân tiền thưởng, thứ nhất cho 200 đâu, qua những cái kia tham gia người, phát tiền, đều gần một ngàn khối tiền. Ngươi cái này một ngàn khối tiền, còn muốn mời hảo thủ, vậy còn không như cầm cái gối đầu nằm tại kia, là mộng đẹp đâu. Rừng thôn trưởng một trận trào phúng, để lâm ca một câu cũng nói không nên lời, nàng chính là không nghĩ lại dùng tiền mua vải vóc. Lại muốn tạo mánh lới, không nghĩ tới cuối cùng, mình mất cả chì lẫn chài, rừng thôn trưởng, chúng ta an hòa thôn người mình không cố gắng. Không muốn kiếm tiền, Vậy ta cũng không cần thiết lại đổ súng sông xuống biển, về sau. Ta sẽ không lại mang theo chúng ta an hòa thôn người cùng một chỗ kiếm tiền. Thôn trưởng, ta còn muốn mua vải mua tuyến, ngươi nhìn tiền này. Lâm ca cùng thôn trưởng ngay tại tranh luận, lại có người hướng thôn trưởng đòi tiền, chương 347, sai tin. Lâm ca nghe được người kia lại tới đòi tiền, quả thực tức giận đến dơ chân, còn muốn tiền, ta số tiền này. Chính là bị các ngươi những bại hoại này cho bại quan. Thôn trưởng, đây là ai à? Thông dân nhìn xe mặt hoa lệ lâm ca. Ánh mắt lập tức liền thẳng. Đồ hỗn trướng, đây là tiểu ca, người ta là người trong thành, cái này mua đồ tiền, đều là người ta ra. Rừng thôn trưởng nhìn thấy thôn dân không e dè hỏi hắn đòi tiền, sắc mặt cũng khó nhìn. Thôn trưởng, lời này của ngươi coi như nói. Tiền kia cũng không phải chỉ có chúng ta cầm A trên tay ngươi, người kia còn muốn nói tiếp cái gì. Lại bị rừng thôn trưởng kia dọa người ánh mắt mau ngậm miệng, lâm ca đây cũng là thấy rõ ràng nàng tiền này, không chỉ có là thôn dân cho cầm. Liền thôn trưởng cũng thoát không khỏi liên quan, thôn dân xám xịt rời đi, rừng thôn trưởng lại chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nhìn xem lâm ca tại nhìn mình chầm chầm, chỉ có thể tuếp miệng gượng cười hai tiếng, tiểu ca A, đây không phải thúc không giúp ngươi. Thực sự là chúng ta an hòa thôn người nghèo sợ, chút tiền này, đều đủ chúng ta an hòa thôn người, ăn trên một tháng thịt heo. Ngươi trong thành là kiếm đồng tiền lớn, chút tiền này chắc hẳn cũng sẽ không đặt tại trong mắt đúng không? Rừng thôn trưởng nghịch thiên ngôn luận để Lâm ca toàn thân run rẩy. Hôm nay nếu không ngươi đem những số tiền kia cho ta trả lại, nếu không ta liền đi báo cáo ngươi. Rừng thôn trưởng không nghĩ tới Lâm ca vậy mà muốn cá chết lưới rách, chẳng qua hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Có thể a, à, ngươi muốn làm sao báo cáo đều có thể. Tiền là ngươi cho ta, chuyện của ta cũng cho ngươi lo liệu, phía trên cũng là có biên lai. Like. Thông dân trên tay cũng có mua bằng chứng. Về phần những cái này đồ theo có hay không phù hợp tâm lý của ngươi dự tính vậy thì không phải là ta nên suy xét sự tình dù sao những cái này ta lại không hiểu rừng thôn trưởng lời nói không có bất kỳ cái gì sơ hở mà lại coi như lâm ca muốn đi vạch trần rừng thôn trưởng cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ mà lại coi như mình thành công những cái kia thoát không khỏi liên quan thôn dân cũng sẽ hướng về thôn trưởng nói chuyện nói cho cùng hay là mình lúc trước kế sách xảy ra vấn đề tất cả quá trình đều bởi vì chính mình trong thành không có tìm người giám sát mới đưa đến mình thất bại nghĩ đến cái này lâm ca lập tức lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười lâm thúc thúc ngài đừng nóng giận a à. ta đây không phải đang giận trên đầu nha như vậy đi ta điểm kia tiền chẳng khác nào cho chúng ta người trong thôn mua thịt ăn những năm này tại chúng ta an hòa thôn sinh hoạt ta cùng mọi người cũng là có tình cảm còn không đến mức bởi vì những cái này mưa bụi cùng người trong thôn không thoải mái thấy lâm ca cho mình bậc thang rừng thôn trưởng biểu lộ cũng tốt hơn ba phần chẳng qua vẫn như cũ là không có cho lâm ca sắc mặt tốt dù sao lâm ca nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đã không tính là an hòa thôn người mình đồng ý giúp đỡ thứ nhất là hữu tình phân tại thứ hai là lâm ca cho tiền xác thực nhiều lắm trước đó những số tiền kia ta coi như lúc hiếu kính lâm thúc thúc của ngài chẳng qua về sau lâm thúc thúc ngài nhưng nhất định phải giúp ta một chút ta thực sự là không ai có thể tin tưởng lần này ta cho ngài hai ngàn khối tiền chẳng qua lần này cần ngài tự mình đi mua sắm kim khâu cùng vải vóc, mà lại ta còn muốn đem quang, lần này hoạt động. Cần mọi người ra một chút phí báo danh, cũng không đắt, liền hai khối tiền, có điều, nếu như đồ theo bị ta chọn trúng. Ta có thể lại ban thưởng 50 khối tiền, đương nhiên, số tiền này, liền từ lâm thúc thúc ngươi nơi này lĩnh. Rừng thôn trưởng không nghĩ tới, lâm ca vậy mà có tiền như vậy, đi một chuyến trong thành, vậy mà thoáng cái liền lấy ra đến 3.000 khối tiền. Cái này 3.000 khối tiền, nếu là đều cầm trong tay hắn, đều đủ hắn một năm không làm việc nhi, lần này Lâm ca đưa tiền thời điểm, cũng dài cái tâm nhãn, trước hết để cho rừng thôn trưởng viết một cái biên lai, like, phía trên còn viết công dụng. Ta còn hỏi vạn long thôn những thôn dân kia, phải vóc giá cả cùng sợi tơ, ta đều có đánh dấu, những cái kia phí báo danh, ta có thể không cần. Nhưng là lần này, còn hy vọng Lâm thúc thúc không muốn lại khiến ta thất vọng, rừng thôn trưởng tự nhiên là gật đầu nói phải. Đợi đến Lâm ca sau khi đi, lại xì lâm ca một hơi, chẳng qua là cái hoàng mau nha đầu, lại còn dám tính toán ta, cho dù có biên lai. Biết sợi tơ giá cả lại như thế nào, chẳng qua lâm ca phí báo danh ý nghĩ này, ngược lại để rừng thôn trưởng nhịn không được động tâm. Hai khối tiền tính là cái gì cánh cửa, muốn định giá cả, tự nhiên cũng nên là 10 đồng tiền, những cái này vải vóc cùng sợi tơ. Nói thế nào cũng đáng được cái giá tiền này, lần này, lâm ca lại chờ gần thời gian nửa tháng, nhưng vẫn là không gặp rừng thôn trưởng tìm mình. Lâm Ca mình lại ngồi không yên, lâm thúc thúc, ta không phải nói, cũng liền hai tuần thời gian nên có thể làm tốt một nhóm đồ theo đi. Lâm Ca làm sao có thể không nóng nảy, nàng đã được đến tin tức, Lê Lạc trong tay đã có một nhóm đồ theo, vận chuyển về Tuệ Thành. Chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm ít lợi tới sổ, nếu như tất cả mọi người trước tiếp nhận Lê Lạc đồ theo, vậy mình đồ theo. Nhưng liền không có thị trường, người gấp cái gì đâu, cái này hiện tại liền người báo danh, đều còn không có mấy người đâu. Cái này không một đố gục nên hồ, muốn đồ vật cũng phải có mới là a. Lâm ca lần này càng là mắt trợn tròn, hai khối tiền phí báo danh. Đều không ai cho sao, mà lại chỉ cần là ghi danh liền có thể lĩnh vải vóc, những cái kia vải vóc thế nhưng là hai khối tiền cũng mua không được a. Lâm ca, để rừng thôn trưởng là nổi trận lôi đình tiền này còn cho ngươi, vải vóc ta mua, mà lại ta cũng cho bọn hắn, nhưng là ngươi nhìn. Cái này người báo danh, cũng liền một người này, ta đi đâu cho ngươi thông báo mà. Lâm Ca rốt cục tỉnh ngộ. Mình liền không nên hết lần này đến lần khác tin tưởng rừng thôn trưởng, rừng thôn trưởng nói cho nàng tiền. Kỳ thật chẳng qua chỉ là một đống vải vóc cùng sợi tơ, thế nhưng là khi mua sắm đơn bên trên cũng rõ ràng viết những cái kia sợi tơ giá cả. Cũng chính là nàng cho tiền giá cả, Lâm Ca là ngồi xe trở về, nhiều như vậy sợi tơ vải vóc, nàng cũng cầm không đi. Thế là Lâm Ca căm tức nhìn rừng thôn trưởng, rừng thôn trưởng thì là một mặt ngạo mạn về rừng Lâm Ca một chút hắn là biết Lâm Ca không có cách nào đem những vật này cho mang đi, muốn lấy đi, chỉ có thể là lái một chiếc xe trở về. Đang lúc Lâm Ca hết đường xoay sở thời điểm, Lâm Ca bỗng nhiên nghĩ đến một người, Câm Điết. Lúc ấy chính là Câm Điết để cho mình dựng đi nhờ xe, cũng là Câm Điết giúp mình giấu giếm bí mật, mặc dù đến cuối cùng. Là chính mình nói lỡ miệng, để lê lạc bọn hắn bắt được tay cầm, nhưng là tại Lâm Ca trong mắt, Câm Điết vẫn là một người đáng giá tín nhiệm. Nhìn xem thôn trưởng kia dương dương đắc ý bộ dáng, lâm ca biết đây là rừng thông trưởng đang cố ý khó xử mình chỉ cần mình cầm không đi những cái này vải vóc hắn liền có thể đem những cái này vải vóc một lần nữa lui đi để người ta đổi thành tiền cho hắn chỉ là lần này rừng thông trưởng kế hoạch sợ là muốn thất bại chẳng qua lâm ca mình bây giờ lại không dám tùy tiện rời đi vạn nhất để rừng thông trưởng biết được mình ý nghĩ mình khẳng định không có cách nào cứ như vậy toàn thân trở ra thế là lâm ca đối bên cạnh mình trình lộ thì thầm vài câu trình lộ gật gật đầu từ trong viện rời đi, rừng thôn trưởng không biết vì sao. Trình lộ rời đi, chẳng qua nhìn xem Lâm Ca bây giờ không có động tĩnh. Rừng thôn trưởng cũng không sợ Lâm Ca có thể làm ra cái gì vượt qua bản thân trưởng khống sự tình tới, thế nào tiểu ca. Ta giúp ngươi đảm bảo lâu như vậy vải vóc cùng sợi tơ, theo lý thuyết, ngươi cũng phải cho ta một chút vất vả phí đâu. Nhưng ai bảo hai chúng ta là bản gia đâu, ta liền không so đo với ngươi nhiều như vậy, chương 348, sống sót sau tai nạn. Lâm ca nhưng cười không nói, chỉ là đang đợi, thẳng đến xe xích lô thanh âm ở bên ngoài vang lên, Lâm ca khóe miệng ý cười mới càng ngày càng sâu. Ta tìm người, đến, đã Lâm thúc thúc nói, không quan tâm ta đảm bảo phí, vậy ta liền đem những cái này vải vóc cùng sợi tơ tất cả đều mang đi. Nói xong, Lâm ca vẫy vẫy tay, trình lộ cùng câm điếc liền chạy tới, đem vải vóc hướng xe xích lô bên trên chuyển, thông trưởng không nghĩ tới. Mình bình thường đều dùng bất động câm điếc, vậy mà lại bị Lâm ca cho keo đến, những cái này vải vóc nguyên bản hắn liệu định có thể rơi xuống trong tay mình, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện kém như vậy hồ. Rừng thôn trưởng lập tức tức hỗn hển, các ngươi không thể động, đây là tại thôn chúng ta muốn dùng tại theo thùa phía trên. Các ngươi không thể trang đi, rừng thôn trưởng đang muốn ngăn cản, lâm ca ngăn tại rừng thôn trưởng trước mặt, lâm thúc thúc, lời nói ra. Không muốn lật lọng, chẳng qua lúc này, trình lộ lại đột nhiên chạy đến bên cạnh mình, tiểu ca tỷ tỷ, không tốt, cha ta bọn hắn, phát hiện ta vừa mới trang vải vóc thời điểm, vừa vặn bị bọn hắn nhìn thấy, chúng ta phải tranh thủ thời gian kéo hàng, không phải đến cuối cùng. Sợ là phải gặp đoạt, quả nhiên, còn không đợi tâm điếc bọn hắn gắn xong hàng, các thôn dân liền bị rừng thôn trưởng cho gọi tới. Các hương thân nha, đây là ta cho chúng ta người trong thôn mua đồ vật, hôm nay liền phải bị trong thành này người cướp đi, lão trình. Còn có các ngươi nhà nữ nhi, còn muốn đi theo trong thành này người cùng một chỗ chạy, nhà các ngươi tiểu trình không phải còn muốn cưới vợ sao? nhưng nàng vạn không thể để cho nàng lại cho chạy a à, rừng thôn trưởng mấy câu liền đem các thôn dân cảm xúc cho phiến bắt đầu chuyển động sau đó hô nhau mà lên liền phải đi đoạt vải vóc thế nhưng là tại mấy người nhìn thấy câm điếc thời điểm cũng không dám động thủ rừng thôn trưởng còn tại buồn bực đâu làm sao từng cái cùng đứng như cọc gỗ đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ đâu nhìn chăm chú hướng câm điếc trên thân xem xét câm điếc trên thân lại còn mang một cây đao lúc này câm điếc chính cầm đao hướng về phía mấy người trước mặt chỉ vào, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, cử cử. Ta là tiểu ca, ngươi không phải muốn cho ca ca cưới vợ sao, ngươi trước không nên gấp gáp, hiện tại trước giúp ta đem những vật này cho dọn đi. Ai dám cản ta, chính là đang cùng tiền không qua được, ta vốn chỉ muốn, muốn dẫn chúng ta an hòa thôn kiếm tiền. Nhưng là thôn trưởng là thế nào đối đãi chúng ta, ta cho thôn trưởng 2.000 khối tiền, cũng chỉ có những cái này vải vóc ta nghĩ đến cho chúng ta làng kiếm tiền nhưng là thôn trưởng đâu hắn lại còn nghĩ đến muốn đem tiền tất cả đều cho ta nuốt các hương thân các ngươi cũng đừng làm cho thôn trưởng lại cho lừa gạt ta là thật muốn mang mọi người kiếm tiền a lâm ca quả nhiên để những thôn dân kia sửng sốt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhất thời không biết nên tin tưởng ai trước đó để các ngươi mua vải vóc tiền cũng là ta ra chắc hẳn trong tay các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều cầm có nhưng là hẳn là không biết ta lại cho thôn trưởng tiền A, à, không phải những cái này vải vóc lại là từ đâu đến đây này. Trình cha nghe xong lâm ca vậy mà tại trong thành cũng phát tài, lại còn muốn dẫn lấy trình lộ phát tài. Cái này khiến lão trình trực tiếp hai mắt thả lên kim quang, trong thành tiền, kiếm lên nhưng so sánh nông thôn nhiều hơn, về sau mình không có tiền. Còn có thể đi trong thành hỏi trình lộ đòi tiền, mình còn chưa tới trong thành đi dạo qua đây, mà lại lâm ca còn gọi mình cửu cử. Chắc cử. hẳn lâm ca vẫn là nhận mình, nghĩ đến cái này, Trình cha trong lòng cũng có mình suy nghĩ, ngăn tại mặt những người khác trước. Các hương thân, cái này lão trèo lên, là tại ngăn cản chúng ta kiếm tiền A, một mình hắn, còn muốn thụ chúng ta 10 đồng tiền phí báo danh. Cái này lòng dạ hiểm độc thông trưởng, chúng ta hôm nay liền bãi miễn hắn, đám người nghe được kiếm tiền chuyện này. Khi tất cả đều cùng chung mối thù, cùng một chỗ căm tức nhìn thông trưởng, thông trưởng, chúng ta cái này kiếm tiền đường đi. Không nghĩ tới vậy mà đều bị ngươi cho đoạn mất, người ta tiểu ca, rõ ràng là hảo tâm muốn mang theo chúng ta kiếm tiền ngươi làm sao cứ như vậy đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy đâu rừng thôn trưởng cũng không có nghĩ đến lâm ca liền vậy mà cùng mình chơi đâm lưng một bộ này vì tiện phiến bỗng nhúc nhích các thôn dân liền tất cả đều hướng về nàng nói chuyện mắt thấy giấy nhanh không gói được lửa rừng thôn trưởng chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm ca đem những vật này tất cả đều mang đi trải qua chuyện này không ít người tất cả đều lựa chọn đi theo lâm ca cầm điếc lái xe bao nhiêu dặm những người này liền cùng lâm ca bao nhiêu dặm tiểu ca ngươi nói kia kiếm tiền biện pháp chúng ta trước đó đều chỉ là nghĩ nói đùa ngươi cũng biết chúng ta trong làng sẽ theo thù người quá ít mà lại cái này mười đồng tiền phí báo danh chúng ta cũng thực sự là không bỏ ra nổi tới thông trưởng lừa gạt các ngươi ta chỉ là muốn hai khối tiền phí báo danh vì phòng ngừa có tâm làm loạn người ta vốn chỉ muốn muốn dẫn lấy các ngươi kiếm nhiều tiền một bên đem trình lộ cho đẩy ra tới trình lộ liều mạng lắc đầu nhưng là Lâm Ca lại cảm thấy Trình cha nói không phải không có lý. "Trình Trình, ngươi nhìn, tiểu ca tỷ tỷ, ta sợ." Trình Lộ nhìn về phía Trình cha trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể cho bọn hắn kiếm tiền, bọn hắn là sẽ không bắt ngươi thế nào, dù sao bọn hắn còn muốn ngươi cái này cây ruộng tiền." "Cho bọn hắn kiếm tiền đâu?" Lâm Ca khóe miệng nhẹ cười, tại Trình Lộ bên tai, nhỏ giọng nói nhỏ. Trình Lộ mở to hai mắt nhìn, "Thật, thật sao?" Lâm Ca gật gật đầu. Tự nhiên là thật, không tin ngươi có thể chào hỏi bọn hắn một tiếng. Cha, ngươi cùng ca sẽ nghe ta sao? Tiểu ca tỷ tỷ mỗi tháng đều cho ta 10 đồng tiền tiền lương đâu, nếu như các ngươi muốn nghe lời của ta, ta cái này 10 đồng tiền. Liền cho các ngươi hoa. Kỳ thật Trình Lộ cũng là đối trình cha giấu giếm thu nhập của mình, dù sao đây là nàng cùng Lâm ca ước định cẩn thận. Tiền mình kiếm được, muốn để dành được đến một bộ phận. Trình cha nghe xong, mình cái gì đều không cần cố gắng. Liền có thể kiếm được 10 đồng tiền sao có thể không đồng ý đâu, thế là vội vàng liên tục gật đầu, trình trình. Ngươi đừng nói để cha nghe của ngươi, liền xem như để cha đánh ngươi ca dừng lại, cha đều nguyện ý, nói. Trình cha thật đúng là hướng phía tiểu trình trên đầu, có một cái bạo lực, tiểu trình che lấy đầu, liên tục kêu khóc, rất giống là đòi mạng. Nhưng là vì kia 10 đồng tiền, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến, ba ba, đánh thật hay a. À. Trình lộ thấy nguyên bản lấy chính mình xuất khí hai người, hiện tại giống như là chó xù đồng dạng, ở trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ. Trong lòng không khỏi có loại đại thù phải báo khoái cảm, tiểu ca tỷ tỷ ta nguyện ý gánh lấy trọng trách này. Chẳng qua ta nghĩ lấy sau câm điếc ca ca có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền, dù sao câm điếc ca ca có xe xích lô. Có thể tiết kiệm chúng ta không ít thời gian đâu, nói, trình lộ đem chờ mong ánh mắt, rơi vào câm điếc trên thân, chương 349. Lại lần nữa tách rời, thế là, Lâm ca thu mua đồ theo công trình, cũng bắt đầu hơi có chút khởi sắc. Nhưng là những cái kia vải vóc cùng sợi tơ, Lâm ca nhất thời không nghĩ tới xử lý phương pháp, dù sao nhiều hàng như vậy. Ép ở trong tay chính mình, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, mình cũng không có cách nào rời tay, càng nghĩ, Lâm ca nghĩ đến kỳ Nana. Kỳ Nana là xưởng may, tự nhiên là cần đại lượng vải vóc cùng sợi tơ, chẳng qua chỉ là giá cả, sợ là không tốt lắm bàn bạc. Chẳng qua bây giờ Lâm Ca cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Thế là Lâm Ca tìm được kỳ Nana, làm rõ mình ý đồ. Nana, ngươi nhìn. Nhóm này tài năng, nói thế nào chất lượng cũng không kém, mà lại ta cũng là bán buôn đến, cho ngươi tính một cái hữu nghị giá, một ngàn rưỡi. Những cái này liền đều là của ngươi. Kỳ Nana nhìn Lâm Ca mang tới vải cùng tuyến chất lượng. Hợp tác với mình nhà máy ra tới sợi tơ cùng vải vóc, khác biệt kỳ thật cũng không lớn, chẳng qua một ngàn năm trăm khối tiền ngược lại là so với nàng trước đó mua được những vật kia thiếu nhiều. Chị dâu, ngươi đây không phải rõ ràng hố ta đó sao? Những sợi tơ này cùng vải vóc, chung vào một chỗ, nhiều lắm là cũng liền một ngàn đồng tiền đồ vật, cái này một tới hai đi. Ngươi còn kiếm ta 500 khối tiền, thật làm tiền này đều là gió lớn thổi tới hay sao? Mà lại, ngươi cái này vải vóc là từ đâu đến? Biên lai có hay không? Nơi phát ra là nơi nào? Kỳ Nana một trận hỏi thăm nữa, lâm ca đầu đều lớn, thật muốn nói cho Kỳ Nana một câu. Vang cầu ngươi, đừng niệm, nhưng là lâm ca quan sát kỳ na na động tĩnh, rất hiển nhiên, kỳ na na là động tâm, chính là cái giá tiền này. Kỳ na na là không chịu nhận, thế nhưng là lâm ca cũng đau lòng a, à, cái này 2.000 đồng tiền đồ vật, chuyển tay mới bán 1.000 khối tiền. Hắn không phải lỗ lớn sao, lâm ca không phải không nghĩ tới muốn bắt lấy những vật này đi trả hàng, thế nhưng là người ta cùng với nàng cãi cọ. Nói nàng không phải tại mình nơi này mua, đối phương không thừa nhận, lâm ca cũng cầm đối phương không có cách nào, chỉ có thể tự nhận không may. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xin giúp đỡ Kỳ Nana, chẳng qua xem ở người cái này tài năng cũng đủ mới, chất lượng cũng cũng không tệ lắm. Thêm cái 500 khối tiền, cũng là không phải không được, cũng coi là ta còn ca ca một cái nhân tình đi, tóm lại là người một nhà. Kỳ Nana cũng không nghĩ mình cùng Lâm ca ở giữa, huy náo quá khó nhìn, huống hồ ca ca đối với mình coi như không tệ, mình dán lên một điểm tiền. Cũng không gì đáng trách, mà lại Lâm ca tiệm bán quần áo đánh cho thế nhưng là kỳ gia cờ hiệu, nếu quả thật kinh doanh bất thiện lời nói. Đến cuối cùng mất mặt vẫn là kỳ gia, cầm tới tiền lâm ca, xem như giải quyết họa lớn trong lòng. Kỳ Nana cũng là nhìn xem lâm ca suốt ngày bởi vì tiệm bán quần áo đau đầu, làm cho trong nhà đều có chút thần kinh căng cứng, nàng là vì kỳ gia. Cũng không phải vì lâm ca, chút tiền lẻ này, nàng vẫn là xuất ra nổi, mà lại vừa vặn các nàng cũng cần một nhóm vải vóc cùng sợi tơ. Dùng để đẩy nhanh tốc độ, đây cũng là kỳ na na nhặt nhạnh chỗ tốt, lâm ca sự nghiệp này vừa cất bước, liền liên tiếp quẳng ngã nhào. Chẳng qua nàng tuyệt không nhục chí, đã lê lạc có thể làm được sự tình, nàng lâm ca tự nhiên cũng có thể, nàng lần này thất bại. Sai tại biết người không rõ, mà lê lạc chẳng qua là vận khí tốt, tiếp xuống, nàng sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Sẽ không lại để lê lạc lần nữa phách lối xuống dưới, bị lâm ca nhắc tới lê lạc, giờ phút này còn đang cùng nghĩ chính khoa mục cùng chết. Lăng trác quần lại đi công tác đi, lưu nàng lại trong nhà nhìn hài tử, không cần đưa cơm thời gian bên trong. Lê Lạc luôn cảm thấy trong lòng không lạc lạc, nhưng là lại không biết là là lạ ở chỗ nào, chẳng qua lăng trác quần nói. Chỉ cần lần này đi công tác thuận lợi, ký đơn đặt hàng về sau, liền có thể tại Kinh Đô mua một bộ phòng ở. Đây chính là Lê Lạc tâm tâm niệm niệm sự tình, mặc dù Lê Lạc trong lòng rất có không bỏ, dù sao mấy ngày nữa, chính là Tết Trung Thu. Tại cái này trước mắt rời đi, Lê Lạc tự nhiên có rất nhiều không bỏ, nhưng là nam nhân làm sao có thể bị gia đình chỗ ràng buộc đâu. Mà lại trại chăn nuôi cũng là ngay tại phát triển thời kỳ mấu chốt, lúc này tự nhiên không thể tùy tiện từ bỏ, chị dâu. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ca ca chẳng qua chỉ là đi cái chừng 10 ngày, cũng không phải không trở lại. Lăng trác lâm nhìn lê lạc có chút trầm mặt, liền mở miệng sinh động bầu không khí nói, ma ma, đừng nhíu lông mày, ta cùng ca ca. muội muội bồi tiếp ngươi đây, nhìn xem huynh muội ba người như thế hiểu chuyện, Lê Lạc thật sâu thở ra một hơi, Mama không có việc gì. Chỉ là đang nghĩ sự tình xuất thần, hai ngày này Mama dạy các ngươi làm bánh trung thu có được hay không, năm nhân nhân bánh. Lê Lạc thu thập xong tâm tình về sau, cuối cùng triển lộ nét mặt tươi cười, tốt, đợi đến ba ba trở về thời điểm. Liền có thể ăn chúng ta tự mình làm bánh trung thu, lăng tiểu lỗi vỗ tay khen hay nói, chị dâu, ngươi liền bánh trung thu cũng sẽ làm a. À. Lăng Trác Lâm không khỏi sợ hãi tháng phục, thật không biết mình chị dâu, là có cái gì sẽ không, tại chị dâu trên thân, nàng có thể học được đồ vật. Thực sự là nhiều lắm, trước đó lúc rảnh rỗi, thuận tiện học đoạn thời gian, Lê Lạc hướng về phía lăng trác lâm cười cười, ngay sau đó. Lê Lạc liền mang theo người một nhà, ra đường chọn mua cần thiết các loại vật liệu, hạt dưa, hạt đào, đậu phộng, các loại quả hạt quả nhân. Lê Lạc đều mua một chút, chẳng qua Lê Lạc nhưng không có mua dưa gan đường, muốn nói Lê Lạc sợ nhất bánh trung thu bên trong có đồ vật gì. Đại khái chính là những cái kia đỏ đỏ lục lục dưa gan tia, cho nên khi mình có năng lực làm bánh trung thu thời điểm, liền quả quyết vứt bỏ dưa gan tia, các loại tài liệu mua xong, Lê Lạc đem tất cả vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau, nha nha cùng Lăng Tiểu Lỗi. Lại thừa cơ bắt không ít đậu phộng cùng hạt dưa, mình đến nếm thức ăn tươi, bị Lăng Trác Lâm bắt tại trận về sau, lại chỉ là cười ngây ngô. Lê Lạc khoát khoát tay, để bọn hắn ăn đi, vốn là mua nhiều, những cái này quả hạt nhân vốn là mua nhiều một ít ăn nhiều quả hạch hài tử cũng có thể càng thông minh, thấy Lê Lạc đều nói như vậy. Lăng Trác Lâm tự nhiên cũng hy vọng cháu của mình cùng cháu gái, đầu óc càng linh qua một chút, chị dâu, ta cũng tới hỗ trợ. Lăng Trác Lâm lột sắn tay áo, dự định giúp Lê Lạc làm bánh trung thu băng da, nhưng là bên ngoài lại vang lên xe gắn máy loa thanh âm. Lê Lạc tâm giật mình, lại nghĩ đến, Lăng Trác Quần cũng không phải là cử xe gắn máy đi ra, nguyên bản dân lên tâm tư, lại yên tĩnh trở lại. Nhưng là một bên Lăng Trác Lâm, trên mặt lại bò lên trên đỏ ửng, tẩu, chị dâu, có người tới tìm ta chơi, ta liền. Lăng Trác Lâm không dám nói thẳng, con mắt cũng là len lén nhìn về phía Lê Lạc, Lê Lạc nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Trách không được sáng sớm hôm nay, Lăng Trác Lâm liền năn nỉ mình, giúp nàng họa cái xinh đẹp trang phục, liền tóc đều bỏng cái gợn sóng quyển. Còn từ mình nơi này mượn cái thủy tinh cài tóc, nguyên lai like hôm nay vậy mà là gia nhân ước hẹn. Nhìn xem tâm tư đã phiêu ra đến bên ngoài Lăng Trác Lâm. Lê Lạc cười khoác tay áo, đi thôi đi thôi. Chị dâu cũng sẽ không ngăn cản hạnh phúc của ngươi, Sử Long đại ca là một người đàn ông tốt, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi ca bên kia. Ta thật tốt nói với hắn, tạ ơn chị dâu, Lăng Trác Lâm nháy mắt vui vẻ ra mặt, khẽ hát chạy ra ngoài, vừa thấy được Sử Rồng. Lăng Trác Lâm nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng, chạy chậm đi vào Sử Rồng bên người, Sử Rồng còn đặc biệt cách ăn mặc một phen, mặc mặc đồ tây. Bên trong vẫn xứng áo sơ mi hoa, tóc còn đặc biệt làm tạo hình Phung nước hoa, mang lên kính râm, hiển nhiên có hoa hoa công tử ý vị. Trong tay còn cầm lớn một hoa hồng, chương 350, vạch khuyết điểm, sử rồng chờ đợi lăng trác lâm thời điểm. Trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, không có chút nào bất luận cái gì bọn người thời điểm nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Chờ vừa thấy được lăng trác lâm thời điểm, liền kính râm cũng hái được xuống dưới, cười mở ra ôm ấp. Lăng trác lâm lập tức liền bổ nhào vào sử rồng trong lồng ngực, tiểu lâm, trăng tròn vui vẻ. Sử Long tướng Hoa Hồng đưa đến Lăng Trác Lâm trong tay, Lăng Trác Lâm phát hiện, bên trong lại còn có một tấm thiệp chúc mừng. Mở ra thiệp chúc mừng, Lăng Trác Lâm che miệng lại, nguyên lai bên trong lại còn giấu một cây dây chuyền trân châu, Sử Rồng ôn nhu cười. Thế nào? Không, Lăng Trác Lâm ngẩng đầu, ánh mắt toát ra thật sâu cảm động, cảm ơn ngươi, Long ca, ta. Ta làm sao phối ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi đương nhiên phối Tiểu Lâm, ta không quan tâm quá khứ của ngươi. Ta chỉ đau lòng ngươi. Nghĩ ngươi về sau đều có thể trôi qua thật vui vẻ, ta cũng là cái đại lão thô, cái này cũng sẽ không chọn đồ trang sức, tùy tiện chọn. Ta rất thích, Long ca, Lăng Trác Lâm đã cảm động đến sắp rơi lệ, lại bị Sử Rồng cẩn thận từng ly từng tí lau đi, nha đầu ngốc, khóc cái gì? Hôm nay thế nhưng là chúng ta ngày tốt lành, Sử Rồng thanh âm cũng là trước nay chưa từng có mềm mại, Long ca đối ta quá tốt, thế nhưng là ta. Ta cái gì cũng không có cho Long ca chuẩn bị, nha đầu ngốc ngươi chính là long ca lễ vật tốt nhất nói sử rồng liền lại sẽ lăn trác lâm ôm vào trong ngực cái tràng diện này lại vừa vặn bị tân lộ cho nhìn thấy chật 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 đây không phải tiểu lâm sao làm sao không cùng ngọc long tốt lại đổi cái nam nhân đi theo a à, ngươi cái này ánh mắt cũng chả có gì đặc biệt nhìn xem cái này cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh cũng không biết ngươi là làm sao coi trọng tân lộ trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ tất cả đều là đối lăng trác lâm cùng sử rồng trào phúng a à, cái này không phải là muốn thông đồng ca ca ta không thành. Ngược lại làm cho mình ném chức vị phụ nữ chủ tịch tân lộ sao, làm sao, xem chúng ta lăn gia kiếm tiền, ngươi có phải hay không rất đỏ mắt a? À. Toàn bộ vạn long thôn, chỉ có ngươi cùng vương thẩm một nhà không có kiếm được theo thùa thôn tiền. Các ngươi chẳng lẽ trong lòng không cách ứng sao, đáng tiếc ca, chị dâu ta mặc dù rộng lượng, nhưng là ta lăn trác lâm tâm nhãn nhỏ. Nói không để các ngươi kiếm tiền, liền không để các ngươi kiếm được một điểm, lăn trác lâm, ngươi cũng đừng quên. Lúc trước ta trở về thời điểm, vẫn là ngươi một mực tác hợp ta và ngươi ca ca, làm sao, tự mình làm qua sự tình, hiện tại cũng không nhận rồi. Lăng trác lâm nghe xong tân lộ nói móc, mặt đều nhanh đen xong, trước đó nàng tại sao không có phát hiện. Nguyên lai tân lộ vậy mà như thế có thể cách ứng người đâu, cũng phí chính mình lúc trước mọi chuyện khắp nơi đều vì nàng suy nghĩ. Kết quả nàng không chỉ có từ phía sau lưng cho mình đâm đau, còn muốn lấy muốn đem lăng da cho đẩy lên nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh mà lại lại còn cổng nàng, cùng vương thẩm nhi tử thật không minh bạch, nếu không phải cuối cùng mình tận mắt nhìn thấy. Thực sự là không thể tin tưởng, nguyên bản đơn thuần như vậy cô gái hiền lành, bị nàng xem như duy nhất chị dâu nữ hài, vậy mà như thế ác độc. Đến bây giờ còn đến trào phúng chính mình, tiểu lâm, theo lý thuyết, hai chúng ta đều là ly hôn nữ nhân. Vốn là hẳn là đứng ở trên một đường thẳng, tỉ muội của mình kiếm tiền, kết quả ngay lập tức không nghĩ mình, mà là cùng mình rủ sạch liên quan vị này ai đều sẽ tức giận a, à, cho nên ta lúc đầu đội mưa gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi ở đâu đâu, ta không nhà để về thời điểm. Ngươi ở đâu đâu, ta vì ngươi suýt nữa cùng lăng gia đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, ngươi lại tại nơi nào đâu. Hiện tại đến cùng ta đàm tỉ muội tình thâm, tân lộ, mặt của ngươi không khỏi cũng quá lớn chút, tân lộ tại sử rồng trước mặt. Từng cái giải khai lăng trác lâm vết sẹo, để lăng trác lâm hô hấp trì trệ, nhìn về phía sử rồng trong ánh mắt, đều lộ ra chột dạ. Nhưng là Sử Rồng như như của Kiên Định cầm nàng tay, dù là nàng ý đồ rút ra, cũng bị Sử Rồng vững vàng cầm, ngươi nói những cái kia. Cũng chẳng qua là Tiểu Lâm đi qua, những chuyện kia, ta đều biết, vô luận là như thế nào Tiểu Lâm, chỉ cần hiện tại Tiểu Lâm yêu người là ta. Cái này đủ, mời ngươi thu hồi mình trò vặt đi, coi là ở trước mặt ta chửi bới Tiểu Lâm, ta liền sẽ từ bỏ nàng. Ngươi cái này tính toán xem như đánh sai, từ các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, ta cũng nghe ra tới. Tiểu Lâm chẳng qua là dễ dàng lầm tin bằng hữu nói xong, hơn nữa nhìn sự tình không đủ tất cả mặt, những cái này về sau ta đều sẽ dạy nàng. Về phần ngươi, sử trọng lạnh lùng nhìn chầm chầm trước mặt tân lộ, ngươi càng là chửi bới Tiểu Lâm, thì càng chứng minh ngươi đáng thương. Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy không có gì cả, không có thể làm cho ngươi tọa nguyện, thật đúng là thật có lỗi nữa nha. Tiểu Lâm, chúng ta đi, vì dạng này người, lãng phí chúng ta thời gian tốt đẹp, thực sự là không đáng nói đào bảo. Sử rồng liền lôi kéo lăng trác lâm tay, sau đó một tay đem lăng trác lâm ôm đến trên xe gắn máy, đạp xuống chân ga, liền ngên ngang rời đi. Chỉ để lại tại chỗ còn tại thất thần tân lộ, ăn một vả xe gắn máy đuôi khói, tân lộ quả thực tức giận đến dơ chân, vì cái gì? Vì cái gì mình lúc đầu có thể dễ như trở bàn tay thân phận, vậy mà làm sao bắt đều bắt không được, lý thiết xuyên tên phế vật kia. Đến bây giờ cũng không có gì giá trị lợi dụng, chẳng qua hắn vẫn là dây dưa mình, thật là làm cho đầu nàng đau, nàng có đôi khi thậm chí nghĩ. Vì cái gì Lê Lạc lúc ấy muốn thả Lý Thiết Xuyên một ngựa, nếu là Lý Thiết Xuyên được đưa đi ngồi sổn đại lao. Khi nàng cũng sẽ không bị Lý Thiết Xuyên dây dưa, hiện tại Lý Thiết Xuyên, ba ngày hai đầu liền phải thúc mình. Để cho mình cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử, thế nhưng là Lý Gia nghèo như vậy, nàng mới không muốn đến Lý Gia chịu khổ đi đâu, còn nữa. Chính là lăng trác lâm khí mình những lời kia, nàng đến lăng gia, cũng xác thực không phải ngẫu nhiên, mà là lý thiết xuyên uy hiếp nàng để nàng đến hỏi lê lạc muốn một cái làm đồ theo danh ngạch rõ ràng vương thẩm theo thù kỹ thuật cũng không kém nhưng là cũng là bởi vì lê lạc chết sống không chịu cho vương thẩm cái này danh ngạch lại thêm lăng trác lâm cùng tân lộ quan hệ tốt lăng trác lâm còn tại tiệm bán quần áo công việc lý thiết xuyên liền đem chủ ý đánh tới tân lộ trên thân lần này tân lộ tới vốn là hẳn là hướng lăng trác lâm cúi đầu nhưng là không nghĩ tới vừa thấy được lăng trác lâm nàng liền không có cách nào khống chế lại tính tình của mình, tựa như ăn thuốc súng đồng dạng. Hiện tại đừng nói để lăng trác lâm cho mình kiếm một chén canh, liền xem như để nàng hút miếng canh, đều đã không cửa, lần này trở về. Nàng còn làm sao có thể bàn giao, mà lại lâu như vậy, nàng cũng không có bất kỳ cái gì thu nhập, mà lại mỗi lần xuất hiện kiểu mới quần áo. Mình còn muốn mua mua mua, bây giờ đã nhập không đủ xuất, chỉ có thể dựa vào lý thiết xuyên nuôi mình, đây cũng là vì sao lý thiết xuyên nhất định phải làm cho tân lộ ra mặt nguyên nhân, mẹ của mình bởi vì trộm cắp được mời đi uống qua trà. Mình cũng bởi vì phá tiệm được mời đi uống trà, chỉ có tân lộ chẳng qua là cùng lăng gia có chút mâu thuẫn. Không đến mức nói một điểm thể diện cũng không cho, mà lại tân gia cùng lăng gia vẫn còn có chút nguồn gốc, tân gia gặp nạn. Lăng gia ra tay giúp một cái cũng là phải, nghĩ tới đây, tân lộ lại lấy dũng khí, tại lăng gia ngoài cửa, theo lên chung cửa. Lê Lạc có chút buồn bực, hôm nay làm sao nhiều như vậy người tìm tới cửa, thế là đem giặt tay sạch sẽ, cởi tạp về liền đi ra ngoài xem xét. Cái này xem xét không sao, nguyên bản hảo tâm tình, đều bị trước mặt nữ nhân này làm hỏng rơi, làm sao ngươi tới rồi. Lê Lạc sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi, chương 351, Trung Thu, tân lộ trên mặt kéo ra một cái lúng túng nụ cười, Lê Lạc. Ngươi nhìn, có thể mời ta đi vào ngồi một chút sao, ngươi nhìn, ta cái này còn cho bọn nhỏ mang một chút lễ vật đâu, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi ta nghĩ chúng ta còn không có quen thuộc đến lẫn nhau ngồi xuống thật tốt nói chuyện tình trạng lê lạc quay người liền muốn rời khỏi lại lần nữa bị tân lộ gọi lại ta biết ngươi muốn làm cái gì ngươi muốn phát triển theo thù thôn ta có thể giúp ngươi ta lúc đầu tại tuệ thành cũng đi theo ta chồng trước làm qua không ít sinh ý chỉ có điều không có cái gì tốt kỳ ngộ thôi nếu như ngươi cần phải có người đánh ra những tỉnh khác nổi tiếng ta sẽ là một cái rất tốt quân cờ lê lạc ngươi dùng ta không lỗ chẳng qua ngươi phải biết, muốn mở ra nổi tiếng, tiền này là ác không thể thiếu, cho nên ta cần ngươi cho ta cầm 5.000 khối tiền. Ta có thể bảo chứng, ngươi tại tuệ thành tài nguyên, ta toàn bộ đều có thể lấy cho ngươi đến, không chỉ có như thế. Ngươi còn muốn kiếm ngoại tệ, ta cũng có thể giúp một tay, ta sẽ ngoại ngữ, ngươi phải biết, hiện tại sẽ ngoại ngữ người, ít càng thêm ít. Ta còn nhận biết không ít ngoại quốc thương nhân, cho nên ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lê Lạc liền mặt không thay đổi nghe Tân Lộ tại kia nói dông dài, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó thì sao? Liền để ta làm coi tiền như rác, ngươi cái gì cũng không làm đến, liền phải ta 5.000 khối tiền, Tân Lộ. Không nên tùy tiện cầm người khác làm đồ đần, mà lại, ngươi còn không biết đi, vệ thành bên kia, ta đã có nhân mạch, căn bản cũng không cần ngươi. Cho nên ngươi cũng không cần phí hết tâm tư, để ta cho ngươi cơ hội, có thời gian này, chẳng bằng lên thành bên trong thử thời vận cũng dù sao cũng so trong thôn ôm cây đợi thỏ mạnh hơn một chút, dù sao tân gia điểm kia công đức, không thể tại ngươi cái này hoàn toàn bị hủy. Tân lộ thấy Lê Lạc lại còn trái lại giáo huấn mình, mặt trực tiếp cuộc xuống, Lê Lạc, lúc nào, liền ngươi cũng xứng giáo huấn ta rồi. Từ nhỏ đến lớn, thứ ta muốn, còn không người có thể tranh đến quá ta, ngươi lại tính là thứ gì, không phải liền là so ta mệnh tốt một chút. Có lăng ca ca ở phía trước giúp ngươi, nếu như ngươi không có lăng ca ca, ngươi lại có thể làm thành sự tình gì nói cho cùng ngươi chẳng qua vẫn là dựa vào nam nhân thôi lăng trác quần là nam nhân ta ta làm sao không thể dựa vào rồi ta nhìn ngươi là ăn không được nho mới nói nho chua thứ ngươi muốn ngươi muốn tranh dùng nghiêm chỉnh thủ đoạn tranh người ta miệng bên trong đồ vật ngươi cũng phải đoạt ta nhìn ngươi là thật đói lê lạc nếu như không phải ngươi lăng ca ca lúc đầu liền hẳn là ta lúc nào vòng đến ngươi nhúng chàm Lăng ca ca nhất định là bởi vì ta đi không từ giả giận ta. Cho nên mới không chịu để ý đến ta. Tân lộ, làm người đâu, phải có chút tự mình hiểu lấy, không phải ai cũng sẽ ở tại chỗ chờ ngươi, làm sao? Ngươi khi đó ghét bỏ lăng ca một nghèo hai trắng, đi theo kẻ có tiền chạy thời điểm, tại sao không có nghĩ tới lăng ca, kẻ có tiền nghèo túng, ngươi một giây sau liền đem người ta đạp, hiện tại lại nghĩ đến trở về thấy người sang bắt quàng làm họ. Thật lấy chính mình làm bánh trái thơm ngon rồi, coi như không có ta, lăng ca cũng sẽ không nhìn ngươi một chút lê lạc bất đắc dĩ liếc mắt đến bây giờ tân lộ còn cho là mình là tiểu công chúa đâu tới chỗ nào đều muốn bị người khác nâng trong lòng bàn tay đã có năng lực vậy liền nên phát huy năng lực của mình a à, cả ngày kêu gào khắp nơi kiếm chuyện dạng này hại người không lợi mình vô dụng công lê lạc thật không biết dạng này người sống cái gì sức lực tân lộ thấy tại lê lạc nơi này không chiếm được tiện nghi liền hướng về phía trong môn hô to lăng ca ca ta là tân lộ ngươi ra tới thấy ta một mặt, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi hô đi. La rách cổ họng cũng vô dụng, lăng trát quần là sẽ không gặp ngươi, ngươi liền dẹp ý niệm này đi, nói, lê lạc liền quay người. Trở lại phòng bên trong, mặc cho tân lộ ở bên ngoài hô người, nhưng là tân lộ cái này tiếng la. Lại làm cho lăng tiểu quan ba người nghe không vô, ma ma, người bên ngoài là ai a, một mực đang kêu ba ba danh tự. Chúng ta muốn chiếu cố đầu óc người không tốt, cho nên không cần để ý tới. Lê Lạc tiếp tục làm việc lấy hướng bánh trung thu ra bên trong lớp hãm liêu. Cái này lăng trác quần đều đã rời đi ngày thứ 9. Hôm nay Tết Trung Thu, Lê Lạc ngược lại là thực tình hy vọng mình có thể nhìn thấy lăng trác quần mặt. Nếu như Tân Lộ có thể đem lăng trác quần cho hô trở về, nàng không ngại Tân Lộ nhiều hô hai tiếng. Phía ngoài Tân Lộ cuốn họng đều nhanh hô bốc khói, cũng không thấy lăng trác quần ra mặt, không cam lòng trở về. Nếu không chung quanh hàng xóm ánh mắt đều nhanh muốn để nàng muốn tìm kẻ đất cho chui vào rốt cục yên tĩnh, lê lạc lỗ tai này cũng rốt cục thanh tịnh rất nhiều, liền làm bánh trung thu đều càng thêm thuận buồm xuôi gió, rất nhanh. lê lạc liền làm nâng lên một chút bàn bánh trung thu, dùng chuyên môn khuôn đúc đem bánh trung thu cho ngã út ra tới. từng cái mượt mà lại xinh đẹp bánh trung thu, liền đơn giản hình thức ban đầu. sau đó lê lạc lại theo thứ tự tại bánh trung thu trên gia soát bên trên trứng gà dịch, sau đó đưa vào lò nướng bên trong, rất nhanh. bánh trung thu kia thơm ngọt khí tức liền từ trong phòng bếp truyền tới lăng tiểu lỗi cùng nha nha đã sớm canh giữ ở lò nướng trước mặt chờ lấy bánh trung thu ra lò những năm qua ba huynh muội cũng là không phải là không có nếm qua bánh trung thu nhưng là từ khi vương thẩm sang đây xem bọn hắn về sau những cái kia bánh trung thu hộp quà liền toàn bộ đều bị vương thẩm cho lấy đi bọn hắn có thể ăn vào bánh trung thu số lần đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà bây giờ bọn hắn không chỉ có bánh trung thu ăn hơn nữa còn là mama tự mình làm muốn hỏi ai là trên thế giới này hạnh phúc nhất tiểu hài tử. Bọn hắn nhất định là nhất tay nâng phải nhất dùng sức mấy cái, sắc trời càng ngày càng mờ, bánh trung thu cũng mới vừa ra lò. Lê là còn là một chút điểm tâm ngọt, dù bùn nhân bánh băng da bánh trung thu, còn có vị mặn bánh quai chèo, lại bao một chút sủi cảo. Mấy cái tiểu hài tử, ăn đến là quên cả trời đất, thẳng đến cái bụng ăn đến sắp nứt vỡ mới khó khăn lắm đình chỉ, ma ma, đây là ta nếm qua. Cực kỳ ăn ngon bánh trung thu, bên trong không có màu đỏ lục sắc điều nhỏ đầu, cắn xuống một hơi miệng đầy thơm ngát. Lăng tiểu lỗi trong tay cua bị cắn rơi một hơi bánh trung thu, nhảy cẩn nói, lê lạc mặt mày công công. Trong tay cũng cầm một khối bánh trung thu, đây cũng là mình đi vào cái này dị thế, trôi qua cái thứ nhất Tết trung thu. Mặc dù người trọng yếu nhất không ở bên người, nhưng là có ba đứa hài tử bồi tiếp mình, cũng là không tính cô đơn. Thế nhưng là bên cạnh người kia, cũng chỉ có một người, có thể hay không hắn cũng đang tưởng niệm các nàng đâu có thể hay không cũng cùng mình nhìn xem đồng dạng một phần minh nguyệt đâu hôm nay ánh trăng cũng phá lệ sáng tỏ chiếu toàn bộ thôn trang đều có thể thấy rõ đường xá mấy cái tiểu hài tự ăn uống no đủ tìm khách tiểu bằng hữu cùng một chỗ chạy tới bắt đom đóm trên đường đi đều là bọn nhỏ tiếng cười nói vui vẻ lê lạc cũng nhìn xem bọn nhỏ cười nháo nhưng trong lòng càng phát ra cảm thấy trống vắng bỗng nhiên một bóng người từ xa mà đến gần chậm rãi từ dưới ánh trăng đi tới trong tay dường như còn cầm cái gì, đi đường còn khập khiển. Lê Lạc nhìn xem thân hình, lại cảm thấy nhìn không rõ ràng, không dám nhận nhau. Hẳn đến bóng người càng ngày càng gần, nhẹ nhàng kêu một tiếng, lạc lạc, Lê Lạc biểu lộ từ chấn kinh, đến vui sướng, lại biến thành đau lòng. Trong mắt chứa đầy nước mắt, người đây là làm sao làm, toàn thân đều là bùng, nơi này còn đập phá, sau đó không nói lời gì địa. Liền đem lăn trác quần kéo về phòng, chương 352, an tâm, lê lạc nhanh nhẹn xuất ra cái hòm thuốc tại lăng trác quần nhìn chăm chú phía dưới giúp lăng trác quần xử lý vết thương người cái này thế nào làm đi đàm cái buôn bán công phu làm sao còn bị thương nặng như vậy sẽ không là bị ai đánh a à, lê lạc ngữ khí hết sức kinh ngạc nhưng là động tác trên tay nhưng không có dừng lại lăng trác quần cứ như vậy yên lặng nhìn xem lê lạc trên tay cầm lấy tâm bông động tác rất là nhu hòa đem bên trong nhỏ vụn cục đá cát sỏi đều cho hắn thanh lý ra tới sợ làm đau hắn không có việc gì, ngươi một mực dùng sức một chút. Ta không thương, lăn trác quần khóe miệng lại cười nói, lê lạc cúi đầu không nói, nhưng là lực đạo trên tay, như cũ không có trọng xuống tới. Ta sốt ruột trở về gặp ngươi, trên đường không có chú ý rõ ràng dưới chân, sợ ngươi lo lắng, lăng trác quần khẽ thở dài. Biết lê lạc không để ý hắn, là nghĩ đến muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, ngươi làm sao, không cẩn thận chút, có thể đuổi kịp trở về. Lê lạc cắn môi cánh, trong mắt chứa đầy nước mắt, ta, nghĩ trở về cùng ngươi, lăng trác quần trong lòng gấp. Đưa tay giúp Lê Lạc lao đi nước mắt, không khóc không khóc, ta muốn để ngươi vui vẻ, cái này, còn cho ngươi mang lễ vật, nói. Lăng trác quần từ trong lòng ngực của mình, lấy ra một cái hộp, nhìn xem thích hợp ngươi, liền dẫn trở về, lăng trác quần trong tay. Là một cái tinh xảo tiểu xảo mặt dây chuyền, mặt trên còn có cái hình bầu dục tiểu khai quang, mở ra về sau, có thể đem ảnh chụp đem thả đi vào. Đây là một đôi, chúng ta có thể đem chụp ảnh chung bỏ vào lê lạc ngẩng đầu hốc mắt đỏ đỏ mà nhìn xem lăng trác quần cái này từ mình lại tới đây về sau mặc dù sắc mặt lạnh lùng nhưng là mọi chuyện khắp nơi đều sẽ bảo hộ chính mình nghĩ lấy mình nam nhân sẽ thời thời khắc khắc lo lắng lấy bọn hắn tiểu gia nam nhân giờ phút này trong lòng tràn đầy hạnh phúc trình ngọc châu bọn hắn không phải là không có để lê lạc đi về nhà nhưng là lê lạc vẫn là nghĩ canh giữ ở trong nhà trông coi có mình cùng lăng trác quần hồi ức tiểu gia dù sao coi là mình lúc đến nơi này, chân chân chính chính được xưng tụng người nhà mình, là lăng trác quần. Dù cho Trình Ngọc Châu cùng lâm tụng, bọn hắn cũng là quan tâm nguyên chủ, mà không phải mình, chân chân chính chính tiếp nhận lê lạc. Là lăng trác quần cùng ba đứa hài tử, cho nên cái ngày lễ này, nàng muốn thủ chính mình tiểu gia, nhìn xem ba đứa hài tử hạnh phúc vui vẻ. Nàng cũng vui vẻ được tự tại, rốt cuộc xử lý tốt vết thương, lê lạc còn tại miệng vết thương đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Lăng Trác Quần nhìn xem Lê Lạc kia gọn gàng phương thức xử lý, hơi có chút giật mình thần, còn đứng ngay đó làm gì, quần áo phá, đi đổi lại. Hôm nào cho ngươi thêm làm hai kiện quần áo, Lê Lạc thúc giục nói, chờ thay xong quần áo về sau, chúng ta nếm bánh trung thu. Lăng Trác Quần gật gật đầu, như cái thuận theo lông vàng đồng dạng, lên lầu, trở về phòng, sau đó đổi rộng rãi áo ngủ mới ra ngoài. Lăng Trác Quần lúc xuống lầu, Lê Lạc tại trong phòng bếp bận biểu sống lại, đem trong tủ lạnh còn thừa lại một chút thịt tia tăng thêm chút ớt xanh, phối hợp gia vị xào thành ký hiệu. Sau đó lại hạ một cái mặt, không cần một lát, cái này rau xanh mì thịt băm. Liền bưng đến lăn trác quần trước mặt, lên xe sủi cảo xuống xe mặt, lê là con mắt lóe sáng tinh tinh, nhưng là lăn trác quần tay phải. Lại bởi vì bao lấy băng gạt, không thể rất tốt uống lượng, tới cho ngươi ăn, nhìn xem lăn trác quần kia vụng về bộ dáng. Lê là cũng không cười, mà là bưng bát, đem mì sợi bốc lên đến, thổi lạnh đưa đến lăn trác quần trước mặt. Lăng trác quần trong mắt lóe lên một tia giải dụa, sau đó liền tùy ý Lê Lạc ném cho ăn chính mình, mặc dù hắn không có nói cho Lê Lạc. Tay trái của mình còn có thể dùng, nhìn xem Lê Lạc nghiêm túc như vậy, hắn cũng không tốt lại nói những cái này, ma ma, ngươi mau nhìn. Ca ca bọn hắn bắt thật nhiều đom đóm, nha nha cười chạy vào trong nhà, chỉ vào bên ngoài cho Lê Lạc nhìn. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy trường hợp như vậy, vội vàng che ánh mắt của mình, chừa lại một cái khâu nhìn lén, ba ba mặt xấu hổ nha nha đều không cho Mama cho ăn cơm ăn lăng trác quần lúng túng nhẹ ho hai tiếng kém chút sạch đến chính mình nha nha ba ba thụ thương cần chiếu cố Mama mới cho ba ba cho ăn cơm lê lạc buông xuống bát đũa có chút chục dạ giải thích nói nghe được lăng trác quần thụ thương nha nha cũng vội vàng chạy tới nhìn xem lăng trác quần bị bao thành bánh chân đồng dạng tay rất là khẩn trương ba ba không đau không đau nha nha cho hô hô sau đó nha nha rất là nghiêm túc nâng lên lăng trác quần cánh tay giúp Lăng trát quần thổi vết thương, ca ca, nha nha chạy thế nào đi vào gọi mẹ mụ, mụ mụ bây giờ còn chưa trở về, Lăng tiểu lỗi trong hai tay. Còn bưng lấy một con đom đóm đâu, bọn hắn cùng đám tiểu đồng bạn chơi thời điểm, Lăng tiểu lỗi tay mắt lanh lệ bắt đến một con. Lúc này mới nghĩ đến muốn cho Lê Lạc nhìn xem, ta vừa mới, giống như nghe được thanh âm của một nam nhân. Lăng tiểu quan ánh mắt ngưng trọng, nhìn chầm chầm cổng, chân thành nói, nam nhân, có thể hay không, có người ăn cướp. Lăng tiểu lỗi lập tức khẩn trương lên, nhưng vẫn không quên bảo vệ tốt mình nhỏ đom đóm. Ta cái này đi vào nhìn một cái. Lăng tiểu quan bước chân nhẹ nhàng địa, chậm rãi tới gần cổng, sau đó tại cửa ra vào dò xét một con đầu. Liền thấy nha nha tại giúp lăng trác quần thổi vết thương, lăng tiểu quan vội vàng chạy đến lăng trác quần bên người, ba ba. Ngươi lại thụ thương, lần này, lăng tiểu lỗi cũng kìm nén không được, vội vàng chạy vào phòng, ô ô ba ba, tiếng khóc kia kém chút còn tưởng rằng lăng trác quần như thế nào đây ba ba không có việc gì chẳng qua chỉ là ngã một phát lăng trác quần đã mình dùng tay trái bắt đầu ăn mì trước mặt mọi người hắn thực sự là có chút thẹn thùng lăng tiểu quan cẩn thận kiểm tra lăng trác quần vết thương trên người xác định chỉ là quảng cánh tay về sau mới hơi an tâm một chút trước đó ba ba trên thân cuối cùng sẽ có to to nhỏ nhỏ vết thương nhìn qua rất là nhìn thấy mà giật mình mỗi lần trong đêm thời điểm hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy ba ba điểm đèn cắn răng xử lý vết thương hắn còn tưởng rằng lần này vẫn còn may không phải là lăng tiểu qua nghiêng lòng thở dài một hơi lăng tiểu lỗi cũng ngừng tiếng khóc hắc hắc, ba ba không có việc gì a à, ta đom đóm lăng tiểu lỗi giật mình hoảng hốt suy nghĩ chuyển hóa quá nhanh để người trong lúc nhất thời có chút theo không kịp tiết tấu chẳng qua rất nhanh lăng tiểu lỗi liền phát hiện nằm sấp ở trên ghế salon tiểu côn trùng ha ha nguyên lai like ở đây ta còn tưởng rằng là mất nữa nha lăng tiểu lỗi cẩn thận từng ly từng tí đem đom đóm bảo hộ lên lôi kéo lê lạc nói ma ma đi chúng ta đi ra bên ngoài nhìn đom đóm lê lạc không yên lòng nhìn thoáng qua lăng trác quần lăng trác quần gật gật đầu sau đó vùi đầu tiếp tục ăn mặc lê lạc mới theo lăng tiểu lỗi ra tới sau đó lăng tiểu lỗi đưa bàn tay ra liền nhìn thấy một cái nho nhỏ đen nhánh côn trùng phía sau cái mông chậm rãi bắt đầu tỏa sáng sau đó càng ngày càng sáng lại thời gian dần qua yếu xuống tới đây là Lê Lạc lần thứ nhất thấy rõ đom đóm, nàng lúc nhỏ, cho dù ở nông thôn. Cũng không gặp được dạng này tiểu tinh linh, lúc kia, bên cạnh nàng, đã không gặp được như thế sạch sẽ trong veo dòng sông nhỏ, Lê Lạc ánh mắt. Một mực đi theo đom đóm ánh sáng, sau đó tiểu gia hỏa vẫy lên cánh, từ lăng tiểu lỗi trong tay bay đi, tại ánh trăng chiếu chiếu phía dưới. Đom đóm ánh sáng mặc dù nhỏ, nhưng là nó cũng như cũ đang cố gắng phát sáng, nàng lúc này tựa như là một con đang cố gắng phát sáng đom đóm. Trên thế giới này cố gắng muốn để người khác nhìn thấy trên người mình ánh sáng, rất xinh đẹp, nha nha vỗ tay rất là vui vẻ. Chương 353, tự nhiên đâm ngang, chỉ chốc lát sau, lăng trác quần cũng ra tới, nhìn xem bên ngoài lấm ta lấm tấm ánh sáng. Nhìn xem chung quanh người nhà, rất là an tâm, may mắn hắn trở về, lăng trác quần lặng lẽ tới gần tại lê lạc bên người. Sau đó đem mấy đứa bé cũng kéo đi qua, nhìn xem sáng trong minh nguyệt, đáy mắt đầy tràn ôn nhu, hôm nay chúng ta lăng gia cũng coi là đoàn viên đúng tiểu lâm đâu lăng trác quần lúc này mới phát hiện mình từ trở về thời điểm liền không có nhìn thấy lăng trác lâm ba ba ta biết cô cô cùng long thúc thúc cùng đi ra chơi nha nha ngẩng đầu nháy mắt to mở miệng nói lăng trác quần lại nhìn về phía lê lạc nhìn thấy lê lạc cũng nhẹ gật đầu cùng long ca cùng một chỗ cái kia ngược lại là không cần phải lo lắng chẳng qua ta nhìn long ca cùng tiểu lâm ở giữa hôn nhân yêu đương tự do liền để chính các nàng làm chủ đi Lê Lạc. Để Lăng Trác quần không khỏi ghé mắt, nhìn Lê Lạc vài lần, lúc trước cao gia hôn sự, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ai có thể nghĩ tới. Nhà bọn hắn vậy mà làm được dạng này sự tình, Sử Long đại ca ngươi hiểu rõ, chẳng lẽ còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Lăng Trác quần lắc đầu, chẳng qua Long ca trước đó không phải tại chính đạo phía trên, ta sợ Tiểu Lâm sẽ có cái gì nguy hiểm. Long ca khoảng thời gian này, cũng tại Thường Xuyên cùng ta tiếp xúc, còn muốn lấy để ta dẫn hắn kiếm tiền đâu? ta nhìn long ca tay chân cũng nhanh nhẹn mà lại tại sinh ý trên trận một chút thủ đoạn hắn so ta còn muốn rõ ràng mà lại bên cạnh hắn còn có tiểu lâm đâu cái này tiểu lâm cùng long ca hai người chỉ là đi một chuyến tuệ thành liền đem tuệ thành long đầu cho dựng vào tuyến tài vận của bọn hắn chỉ sợ vừa mới bắt đầu đâu hai người bây giờ còn đang phát triển chúng ta cũng không cần can thiệp quá nhiều lê lạc an ủi lăng trác quần nói lăng trác quần cẩn thận suy tư một chút lê lạc ngươi nói ngược lại là có đạo lý coi như nàng không lấy chồng, anh của nàng ta trả lại cho nàng lật tẩy đâu, còn không đợi mấy người trở về đi. liền nhìn thấy thôn trưởng vội vàng hấp tấp tới, tiểu lăng, các ngươi, nhanh đuổi tới trên trấn đi, tiểu lâm thụ thương. Lăng trác quần cùng lê lạc nhìn đối phương một chút, sau đó sắc mặt rất là ngưng trọng, ta đi tìm dược tiếng. Để dược tiếng mang theo chúng ta đến trên trấn đi, nói xong, lê lạc liền cưỡi xe gắn máy, chạy tới trần dược tiếng trong nhà lăng trác quần nhìn xem lê lạc kia thuần thục điều khiển xe gắn máy tư thế không khỏi lâm vào trầm tư theo hắn biết lê gia là không có xe gắn máy đừng nói là lê gia liền kỳ gia đều sẽ không xuất hiện xe gắn máy dạng này công cụ khi lê lạc là thế nào sẽ cưỡi xe gắn máy chẳng qua bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này việc cấp bách là muốn đi trước xem xét lăng trác lâm tình huống rất nhanh trần dược tiến liền mở ra xe xích lô đằng sau đi theo cửa xe gắn máy lê lạc liền chạy về Trần Dược Tiến nhìn thấy Lê Lạc chạy xe máy thời điểm, trong ánh mắt kinh ngạc. Một chút cũng không có lăng trác quần ít, mà lại kia xe gắn máy lớn như vậy giá đỡ, Lê Lạc vậy mà có thể chống lên. Đây mới là nhất làm cho Trần Dược Tiến khiếp sợ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đến trên trấn đi, Lê Lạc sắc mặt. Không có chút nào mang thở, sau đó đem nha nha ôm đến trên xe đi, lăng tiểu quan cùng lăng tiểu lỗi cũng tốc độ ánh sáng lên xe. Lăng trác quần thì là lưu tại cuối cùng, trên đường thời điểm, Trần Dược tiếng còn nhịn không được nhả rảnh. Ta cái này cùng Lăng Ca đi công tác mấy ngày nay, vậy cơ hồ là không ngủ không nghĩ chạy về, không nghĩ tới cái này còn không có nhắm mắt lại. Liền lại chạy đến trên trấn đến, chờ các ngươi đến trên trấn về sau, ta về nhà trước, đợi ngày mai muốn tiếp các ngươi thời điểm. Đánh cho ta trại chăn nuôi điện thoại liền tốt, Lăng Ca, ngươi nói ngươi làm sao còn thụ thương đây, hai ngày hai đêm không có chợp mắt. Chính là nghĩ đến sớm một chút gấp trở về thấy chị dâu, cũng không nói để chị dâu an tâm một chút, dược tiếng, ngươi lời ngày hôm nay, hơi nhiều. Lăng trác quần thanh âm lành lạnh, nhưng là tại Lê Lạc nghe tới, lại tràn đầy đau lòng, đến trên trấn cũng kém không nhiều 20 phút. Như không phải là bởi vì vạn long thôn ngay tại tu đại lộ, chỉ sợ thời gian sẽ lại ngắn một chút, mấy người đến bệnh viện về sau. Trước tiễn biệt trần dược tiếng, mới vội vàng hỏi thăm y tá, tìm tới lăng trác lâm phòng bệnh, chỉ thấy lăng trác lâm đã mang theo hô hấp cơ ngủ bên cạnh nhưng không thấy sử rồng thân ảnh. Sử rồng đâu, không phải nói hắn sẽ thật tốt bảo hộ tiểu lâm sao. Làm sao lại biến thành cái dạng này, lăng trác quần toàn thân đều đang run rẩy mình bây giờ chỉ có lăng trác lâm cái này một người muội muội Làm sao vậy mà biến thành bộ dáng này, các ngươi là vị nữ sĩ này gia thuộc sao, cùng vị nữ sĩ này cùng nhau, còn có một vị nam sĩ, thụ trên đao. Hiện tại ngay tại cứu giúp, các ngươi biết gia thuộc của hắn ở nơi nào sao, cô y tá, để lăng trác quần sững sờ ngay tại chỗ, vết đau. Khi đã thương người người đâu, lăng trác quần lập tức cảnh giác nói, cô y tá lắc đầu. Là vị nữ sĩ này mang theo vị kia thụ thương tiên sinh đến, hết thảy đều đợi đến vị nữ sĩ này tỉnh, các ngươi hỏi lại đi, đa tạ cô y tá. Lê Lạc biết hiện tại lăng trác quần cảm xúc rất là kích động, thế là đi theo cô y tá ra ngoài, là một loạt thủ tục, tại bệnh lịch đơn bên trên. Lê Lạc nhìn thấy kia tên của nam nhân, chính là Sử Rồng, vị tiên sinh này giao nộp đơn, ta cùng nhau giao, bởi vì là đêm khuya lúc này trong phòng bệnh cũng chỉ có lăng trác lâm một cái bệnh nhân lê lạc liền để mấy đứa bé nằm tại nó trên giường bệnh của hắn mình thì là cùng lăng trác quần cùng một chỗ trông coi lăng trác lâm thẳng đến nửa đêm lăng trác lâm mới ung dung tỉnh lại tỉnh lại chính là cảm xúc kích động hỏi thăm sửa rồng ở nơi nào long ca long ca ta muốn gặp long ca máu đều là máu lăng trác lâm nước mắt từ khóe mắt tuột xuống tiểu lâm đừng sợ ta là ca ca có chuyện gì nói cho ca ca liền tốt lăng trác quần chậm rãi vỗ lăng trác lâm lưng ý đồ để lăng trác lâm tỉnh táo lại nhìn thấy người trước mặt là lăng trác quần về sau lăng trác lâm mới từ bỏ dãy dụa, sau đó trong mắt lóe lên một tia hận ý ca báo cảnh là cao ngọc rồng là hắn thương hại long ca long ca là vì bảo hộ ta mới cao ngọc rồng đây là lăng trác quần cùng lê lạc toàn cũng không nghĩ tới qua người ta đi báo cảnh lê lạc không nói hai lời liền chạy ra ngoài lăng trác lâm thì là nuốt một mụn nước bọc tiếp tục nói hắn kết hôn cái kia đối tượng đứa con trong bụng không là của hắn hắn còn mắng ta là hồ ly tinh cổng hắn cùng người khác tốt nhưng rõ ràng là hắn trước cùng người khác long ca bảo hộ ở bên cạnh ta nhưng là không biết lúc nào hắn vậy mà xuất ra một cái chồng chất đau đến sắc trời quá tối long ca né tránh không kịp lúc này mới cao ngọc rồng lăng trác quần chậm tay chật đất nắm chặt xem ra chỉ là để cao ngọc rồng mất đi công việc vẫn là quá tiện nghi hắn, lần này thế nhưng là cố ý giết người. Ngay tại trong đại lao đợi mấy năm đi, Long ca đâu, ta muốn tìm Long ca, ta gặp được thật là nhiều máu, ca ca, ta lúc ấy thật thật là sợ. Mới mang theo Long ca đến bệnh viện, về sau ta liền cái gì cũng không biết, lăng trác lâm khóc đến khóc không thành tiếng. Nói chuyện cũng nói năng lộn xộn, yên tâm đi, Long ca sẽ không có chuyện gì, ngươi ở đây thanh thản ổn định dưỡng sinh thể. Có tình huống như thế nào ta sẽ nói cho ngươi biết, vì Lăng Trác Lâm an toàn nghĩ. Lăng Trác Quần vẫn là không đành lòng đem sửa rồng còn tại cứu giúp tin tức nói cho nàng. Chương 354, bị bắt. Hiểu rõ chân tướng Lăng Trác Quần, đi vào cửa phòng giải phẫu, lo lắng chờ tin tức, nếu như không phải sửa rồng. Chỉ sợ Lăng Trác Lâm liền phải mất mạng. Huynh đệ, ngươi cần phải thật tốt còn sống, chúng ta lăng gia. Sao có thể thiếu ngươi như thế lớn một cái nhân tình. Không lâu sau đó, cửa phòng giải phẫu cứu giúp đèn liền dập tắt sử rồng cũng bị đẩy ra tới, đồng dạng cũng là hôn mê trạng thái. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Lăng trác quần đuổi về phía trước dò hỏi. Ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Bệnh nhân phần bụng gặp nghiêm trọng lợi khí quẹt làm bị thương, dứt khoát không có thương tổn đến yếu điểm. Chúng ta vừa mới đối với bệnh nhân tiến hành cứu giúp, hiện tại cần tỉnh dưỡng, bệnh nhân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Gia thuộc có thể yên tâm, nghe được sử rồng không có nguy hiểm tính mạng, lăng trác quần kia căng cứng thần kinh, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cảm ơn trời đất, lăng trác quần chắp tay trước ngực, rất là may mắn, lăng trác lâm nhìn thấy vẫn còn đang hôn mê sử rồng. Lập tức cảm xúc kích động lên, liền phải đứng dậy nhổ truyền dịch đầu, đi xem sử rồng tình huống, muội muội đừng kích động, ngươi yên tâm đi. Sử Long đại ca hắn sẽ không có chuyện gì, lê lạc tay mắt lanh lệ đem lăng trác lâm ngăn lại, Long ca không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Bác sĩ nói rất nhanh liền có thể tỉnh lại, Lăng Trác Quần cũng liền bận biểu an ủi Lăng Trác Lâm nói, nghe được Lăng Trác Quần. Lăng Trác Lâm mới hơi an tâm một chút, là bác sĩ nói sao, Lăng Trác Quần gật gật đầu, rất là may mắn, không có thương tổn đến yếu điểm. Chẳng qua đánh thuốc tê, chờ thuốc tê lực quá về sau khả năng tỉnh lại, Cao Ngọc Rồng bên kia ngươi cũng yên tâm, hắn là trốn không thoát. Hắn rất nhanh liền sẽ đem ra công lý, tổn thương người Cao Ngọc Rồng, lúc ấy cũng là uống rượu, nhất thời xúc động, phạm phải chuyện sai. Trong lúc bối rối, đem nhiễm máu chủy thủ cho vứt bỏ, một đường tè ra quần về đến nhà, đem đầu được trong chăn, càng không ngừng phát run. Treo đến muốn ngủ tàu quế phân một mặt kết bỏ, cái này Tết Trung Thu, là Tết Trung Thu, cũng không biết ngươi ở bên ngoài đi lung tung cái gì. Không biết, còn tưởng rằng đây là nửa tháng bảy quỷ tiết đâu, nói, tàu quế phân liền bị tử cho Cao Ngọc rồng kéo. Chỉ thấy Cao Ngọc Long thủ bên trên, còn có vết máu, dọa đến tàu quế phân kêu lên sợ hãi, a à, Cao Ngọc rồng vội vàng che tàu quế phân miệng sau đó trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, ngậm miệng, nếu là lại hô lên một tiếng, ta liền giết ngươi. Tào Quế Phân vội vàng điên cuồng gật đầu, hiện tại là không có chút nào dám lại treo chọc Cao Ngọc Rồng, sau đó. Cao Ngọc Rồng nhìn về phía Tào Quế Phân bụng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tìm tòi nghiên cứu, hắn cũng là bởi vì lăng trác lâm. Mới nổi cơn điên, nói Tào Quế Phân trong bụng loại, chưa chắc là cao Gia, cái này hắn chỗ nào có thể chịu được rồi. Lúc này mới chẳng qua hai tháng, mình cùng Tàu Quế Vân kết hôn là không giả, nhưng là Lăng Trác Lâm, nàng làm sao có thể? Nhanh như vậy liền cùng người khác tốt đây, mà lại tại người khác trong ngực cười đến vui vẻ như vậy, nhìn thấy mình thời điểm. Thì là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, tránh chi như xà hạt, còn nói tạ ơn mình bỏ qua nàng, ha ha, một cái giày rách mà thôi. Còn bị nam nhân xem như bảo đồng dạng sủng ái, dựa vào cái gì, mà lại mình lúc ấy cũng là thực tình muốn vãn hồi lăng trác lâm. Nhưng là lăng trác lâm lại đối với mình nhổ nước miếng, còn nói hắn không có bản lĩnh để nàng mang thai không có nghĩa là nàng long ca không được sau đó còn cầm bản báo cáo cho mình nhìn phía trên biểu hiện chính là lăng trác lâm thân thể hết thảy bình thường chính ngươi xem một chút đi thân thể có vấn đề người là ngươi cái này một tấm bản báo cáo trở thành đề chết cao ngọc trồng cuối cùng một cọng rơm một khắc này hắn chỉ muốn trước mặt hai chó nam nữ tất cả đều đi chết nhìn thấy lăng trác lâm trong mắt kia hốt hoảng thần sắc lúc trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một ti cùng đau nhất rõ ràng trước đó bọn hắn cũng là dạng này phải tốt thế nhưng là đều là bởi vì nàng không chỉ có hắn công việc mất đi hiện tại còn cho hắn biết nguyên lai tàu quế phân trong bụng hài tử vậy mà cũng không phải hắn lúc trước hắn liền từng có hoài nghi mình chẳng qua là cùng tàu quế phân ngủ một giấc làm sao sống hơn 10 ngày tàu quế phân liền đã có phản ứng rồi lúc ấy tàu quế phân nói cho hắn có ít người phản ứng xác thực sớm hơn một chút hắn liền tin kết quả là Hắn mới là buồn cười nhất cái kia trò cười sao? Lăng, ngươi từ chúng ta cao gia lăng ra ngoài, Cao Ngọc trồng cầm gối đầu. Hướng phía tàu Quế Phân đập tới, ngươi phát cái gì thần kinh, uống chút phá rượu, còn có biết hay không ngươi là ai rồi, ta cho ngươi biết. Ngươi nhanh đi cho ta kiếm tiền, nếu không ngươi để hai mẹ con chúng ta uống gió tây bắc hay sao? tàu Quế Phân còn không biết. Cao Ngọc Rồng đã biết chân tướng, còn tại liếu lo không ngừng, a, à, bụng của ngươi bên trong là ai con hoang, còn không biết đâu. Cao Ngọc Rồng lạnh lùng nhìn về Tào Quế Phân, "Cao Ngọc Rồng, ngươi đây là ý gì? Ta thế nhưng là cùng ngươi, ngươi bây giờ nói những cái này." "Không khỏi cũng quá không phải nam nhân đi." Tào Quế Phân trong mắt lóe lên một tia chột dạ. Rõ ràng mình cùng những cái kia người cũng đã cắt đứt liên lạc, Cao Ngọc Rồng là làm sao biết đứa nhỏ này không phải hắn rồi? Ha ha. "Tiện nhân, đến bây giờ ngươi còn muốn cho ta tiếp bàn?" Cao Ngọc Rồng cười đến có chút điên cuồng, "Ta cho ngươi biết, ta không thể sinh." "Là ta không thể sinh." ta lại nơi nào đến hài tử, tất nhiên là ngươi cùng người ngoài cùng một chỗ tàn tiệu với nhau con hoang. Sau đó Cao Ngọc Rồng quyết tâm, hướng phía Tào Quế phân quyền đấm cước đá, một bên đánh, còn một bên hô, con hoang. Ta đánh chết cái này con hoang, Tào Quế phân che lấy bụng của mình, sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy từng dòng nước ấm từ dưới thân truyền đến. Máu chảy đầy đất, cứu ta, mau cứu ta, Tào Quế phân khí tức càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng trực tiếp hôn mê ngay tại chỗ nghe được nhi tử phòng ngủ truyền đến động tĩnh cao mẫu, một mặt không kiên nhẫn gõ cửa, phát hiện cửa cũng không có khóa gấp, trực tiếp đẩy cửa tiến đến, lại phát hiện dạng này cực kỳ bi thảm một màn, kém chút keo lên tiếng, còn tốt kịp thời che miệng của mình. Nhi tử, còn thất thần làm gì a? À, mau gọi xe cứu thương, nhanh cứu người, ôi, tôn nhi của ta a! À, cao mẫu vừa muốn keo khóc, liền nhìn thấy nhi tử dùng âm lạnh ánh mắt nhìn xe mình, lập tức liền đình chỉ thanh âm, nhưng là nàng vẫn là không có cách nào ngồi chờ chết vội vàng đánh thức còn tại phòng ngủ ngủ cao Ngọc Lương, chuẩn bị mang theo Tàu Quế Phân đến bệnh viện. Thế nhưng là còn không đợi hai người đem Tàu Quế Phân mang đi ra ngoài, lại bị cảnh sát tìm tới cửa, xin hỏi. Cao Ngọc Rồng đồng chí có ở nhà không? Đối mặt cảnh sát đề ra nghi vấn, Cao Mẫu chột dạ, vội vàng khoát tay, không, không tại, đồng chí. Con dâu ta hiện tại sinh mệnh hấp hối, cần đến bệnh viện, còn mời đồng chí tạo thuận lợi, để chúng ta cứu người. Đối phương xem xét vậy mà là như thế cấp tốc sự tình vội vàng nhường đường, hai người các ngươi đi hỗ trợ, còn không đợi toàn bộ người rời đi. Cao Ngọc Rồng từ cửa phòng đi ra, các ngươi dẫn ta đi đi, ta chính là Cao Ngọc Rồng. Cao Mẫu quay đầu nhìn thấy mặt xám như cho Cao Ngọc Rồng, lòng nóng như lửa đốt, quay đầu đau khổ cầu khẩn nói, cảnh sát đồng chí, chuyện này cùng ta Nhi Tử cũng không quan hệ a, à, các ngươi không thể mang đi hắn vị đồng chí này. Cao Ngọc Rồng cùng một cọc cố ý đã thương người án có quan hệ, chúng ta nhất định phải mang đi hắn, để hắn làm ghi chép, cố ý. Đã thương người, Cao Mẫu bị mấy chữ này mắc, dọa đến hôn mê bất tỉnh, kém chút ngã sắp xuống tại trong thang lầu, trong lúc nhất thời. Cao gia loạn thành hỗn loạn, chương 355, dây dưa, Cao Mẫu không để ý tới Cao Ngọc Rồng. Chỉ có thể trước mang theo Cao Ngọc Lương cùng một chỗ, mang theo Tàu Quế Phân đi bệnh viện. Không nghĩ tới lại tại bệnh viện nhìn thấy Lê Lạc mấy người thân ảnh, Cao Mẫu liền con mắt đều không có nhìn Lê Lạc một chút. Lại hiếu kỳ vì sao Lê Lạc vậy mà lại ở đây, Lê Lạc vội vàng lấy thuốc, cùng Cao Mẫu vừa vặn sai một cái thân vị, tuyệt không nhìn thấy Cao Mẫu. Cao Mẫu lén lén lúc lúc phân tại Lê Lạc sau lưng, lại nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Lăng Trác Lâm, trong lòng thống khoái không thôi, a. À. Không nghĩ tới người tiện nhân kia còn có một ngày như vậy, không tai họa nhi tử ta, còn nằm tại trên giường bệnh, thật là sống nên Tào Quế phân gia thuộc, bệnh nhân hiện tại nhu cầu cấp bách phẫu thuật, cần giao nộp, y tá thanh âm truyền tới. Cao Mẫu mới khó khăn lắm thu tầm mắt lại, nhưng mà giao nộp đơn bên trên số lượng, lại làm cho Cao Mẫu hít vào một ngụm khí lạnh, cái này. Cái này phẫu thuật đều muốn hơn ngàn khối A, chúng ta nơi nào xuất ra nổi nha, đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Các ngươi vẫn là mau chống trù tiền, đem phí tổn nộp lên, nếu không chậm trễ bệnh tình, bệnh viện tổng thể không phụ trách cao mẫu nhìn về phía cao ngọc lương cao ngọc lương toàn thân lắc một cái mẹ ta cũng không có tiền lại thêm ta còn không có cưới vợ đâu tiền này ta nơi nào xuất ra nổi nha thế nhưng là nữ nhân kia trong bụng thế nhưng là mẹ nó cháu trai a à? thế nhưng là mẹ ngươi có hay không nghĩ tới vì sao anh ta sẽ cùng nữ nhân kia đánh lên trước đó rõ ràng anh ta vẫn luôn là che chở nữ nhân kia có thể hay không ai đúng rồi cao mẫu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đấy mắt hiện lên một vòng tinh quang vừa mới ta nhìn thấy lăng gia người. Đã lăng trác lâm để ta không có cách nào ôm cháu trai, tự nhiên cái này tổn thất tinh thần phí, muốn lăng gia ra. Lại thêm lăng gia còn để Ngọc Long cùng ngươi đều mất đi công việc, khoản này bồi thường, cũng cần bọn hắn ra, cho nên tiểu phân tiền. Chúng ta đi tìm lăng gia muốn, lăng gia, nghĩ đến lăng gia, cao ngọc rồng liền không nhận được toàn thân run rẩy Lần trước lăng trác quần ánh mắt âm ngoan kia, còn trong lòng hắn lòng còn sợ hãi đâu, mẹ, nếu là đi, Ngươi đến liền tốt Ta là không có ý định đi mạo hiểm như vậy Cao Ngọc Lương chụp lấy tay Một bộ lù lù bất động bộ dáng Cao Mẫu hận sắc không thành cương Nhưng là lại quả thực nghĩ không ra những biện pháp khác Thế là cho mình tráng tăng thanh thế Đi vào trước phòng bệnh Ô! Ta số khổ nàng dâu à Ngươi làm sao? Cao Mẫu khóc lóc sướt mướt, Sau đó giống như vô tình hướng phía Cửa phòng bệnh trước nhìn thoáng qua A, à, Đây không phải tiểu lâm sao Tiểu lâm nha Ngươi nhanh cứu lấy chúng ta vợ con phân đi Nàng, con của nàng liền phải mất mạng. Cao mẫu khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, co quắp ngã trên mặt đất, cầm lăng trác lâm tay. Ngươi cùng Ngọc Long tình cảm tốt như vậy. Ngươi cũng không thể thấy chết không cứu A, à. mẹ trong mong 6 năm, thật vất vả mới chờ đến cái này cháu trai. Ngươi cũng không thể thấy chết không cứu A, à. lăng trác lâm chán ghét cao mày, hất ra cao mẫu tay, phản phất đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thiểu. Vừa lên đến liền một câu quan tâm nàng đều không có liền không nói còn chuyên môn đi lên nắm chặt nàng ngay tại truyền dịch Tây. Đạo đức bắt cốc nàng, nàng là cái gì tốt khi dễ người sao, không nghĩ tới nàng trước đó vậy mà cùng nhà như vậy. Cùng một chỗ ở chung thời gian 6 năm, cái này 6 năm, nàng đều không biết mình là làm sao nhận nhận qua đến, lăng. Ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi, con của ngươi là tội phạm giết người, ngươi con dâu nhi hài tử không có, quản ta chuyện gì. Tội phạm giết người, cao mẫu sửng sốt, nhi tử ta không phải tội phạm giết người, ngươi đừng ngậm máu phun người ca lăng trác lâm hướng phía lăng trác quần hô lăng trác quần mang lấy cao mẫu cánh tay liền đem cao mẫu cho ném ra ngoài bác sĩ bàn giao muội muội ta cần tỉnh dưỡng con của ngươi cố ý đã thương người chuyện này còn không tính xong đâu cao mẫu làm sao cũng không nghĩ ra chẳng lẽ không phải nhi tử liền uống cái rượu công phu sao khi nào trả dính dáng đến vụ án rồi nhưng là lại không có tại lăng trác lâm trên thân mò được chất béo nàng thực sự là không cam tâm tôn nhi của ta u mệnh của ngươi thật là khổ. Cao mẫu không có cách nào, chỉ có thể sờ sờ tác tác giải khai mình buộc lên dây gai dây lưng quần, từ màu lam khăn tay bên trong. Đếm ra đến mấy trương tiền giấy, rất là đau lòng đi vào giao nộp chỗ, đem phí tổn nộp lên, bác sĩ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải bảo trụ cháu của ta a. À, cao mẫu liền kém cho bác sĩ quỳ trên mặt đất, phẫu thuật trọng địa, còn mời gia thuộc né tránh. Chờ ở bên ngoài đợi, cao mẫu đợi tới đợi lui, kết quả bác sĩ sau khi đi ra, lấy xuống khẩu trang lại chỉ nói hai chữ nén bi thương cao mẫu nháy mắt cảm giác trời đều sập cao ngọc lương lại không kiên nhẫn lãng phí ta thời gian ngủ kết quả kết quả là liền đứa bé đều không gánh nổi còn hoa nhiều tiền như vậy nữ nhân thật sự là bồi thường tiền hàng muốn ta nhìn đại ca liền không nên cưới nàng lúc trước đại tẩu còn mỗi ngày đều sẽ cho chúng ta tiền tiêu cái này tào quế phân trừ sẽ mang đứa bé bên ngoài lại không làm việc còn mỗi ngày mua tốt ăn chúng ta cao gia còn nhất định phải thời thời khắc khắc đều muốn thuận theo nàng đại ca đây không phải tìm cái tổ tông sao hiện tại hài tử cũng không có đại ca còn tại trong lao đâu ta nhìn nữ nhân này a à. chính là cái sao chổi ta về nhà mẹ ngươi ngay ở chỗ này trông coi đi nghe cao ngọc lương một phen bực tức cao mẫu sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào thậm chí cũng muốn đi thẳng một mạch nàng còn lo lắng lấy tại trong lao hài tử đâu nghĩ đến cái này cao mẫu hướng bác sĩ mượn điện thoại cho An Hòa Thôn gọi điện thoại, sau đó liền đi theo Cao Ngọc Lương cùng rời đi. Chỉ để lại Tào Quế Phân còn tại trong bệnh viện hôn mê, rất nhanh, Tào Quế Phân đệ đệ liền đuổi tới bệnh viện. Nhìn xe mua sắc trắng bệch Tào Quế Phân, giận không chỗ phát tiết, đi thẳng tới Cao Gia, cho Cao Ngọc Lương cùng Cao Mẫu dừng lại đánh cho tê người. Tỷ tỷ của ta tại nhà các ngươi thụ nhiều như vậy ủy khuất, các ngươi vậy mà như thế đợi nàng, ta nói cho các ngươi biết. Nếu như tỷ ta có cái gì không hay xảy ra, ta cùng các ngươi cao gia, không đội trời chung, trải qua tàu quế phân đệ đệ một phen giáo dục. Cao mẫu cũng không dám lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, lập tức ăn ngon uống sướng, đều cho tàu quế phân đưa qua, lăn trác lâm thân thể. Trải qua một ngày điều dưỡng, cũng kém không nhiều khôi phục lại, chính là thảm một bên sữa rồng, mạnh mẽ nằm ba ngày, khả năng xuống giường. Khoảng thời gian này tất cả đều là lăng trác lâm đang cẩn thận chiếu cố sử rồng, bưng trà dân nước, hiển nhiên hiền thê lương mẫu. Cao mẫu mấy lần nghĩ đến cùng lăng trác lâm phát cáo, nhưng là đều bị lăng trác quần ánh mắt cho trừng trở về, đợi đến sử rồng có thể xuất viện. Lăng trác quần mang theo người một nhà đều đến chào hỏi sử rồng, tiểu lăng A, các ngươi chiến trận này, không khỏi cũng quá long trọng đi. Sử rồng đều có chút thẹn thùng, tuyệt không long trọng, long ca, hai ngày này ta đều đã suy xét tốt, chờ ngươi thân thể tốt. Chúng ta liền lĩnh chứng đi, hôm nay là để anh ta bọn họ chạy tới, cho hai ta làm chứng. Sử rồng trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ, thật. Thật sao, tiểu lăng, ngươi cũng đồng ý rồi, ngươi đều vì tiểu lâm làm được mức này, ta còn có thể ngăn cản cái gì đâu. Lăng trác quần vỗ vỗ sử rồng bả vai, về sau ngươi nếu là khi dễ tiểu lâm, ta cũng không tha cho ngươi, sử rồng đại hỷ quá khứ. Sau đó trịnh trọng kỳ sự cam đoan, yên tâm, ta cho dù chết, cũng sẽ không lại để tiểu lâm thụ một điểm tổn thương. Lăng trác lâm vội vàng che sử rồng miệng, phi phi phi, ngươi đây là nói cái gì mê sản đâu, chương 356, dọn nhà sử long tướng lăng trác lâm ôm vào trong lòng mặt mũi tràn đầy không đáng tiền mà cười cười tiểu lâm còn tốt ngươi không có việc gì ta lúc ấy đều kém chút coi là ta muốn mất đi ngươi lăng trác lâm cho sử rồng một quyền ngươi mới là dọa ta nữa nha mạnh mẽ đón lấy một đao ngươi biết ngay lúc đó tình cảnh có bao nhiêu dọa người sao lúc này chúng ta tuyệt đối không tha thứ cao ngọc rồng nếu không cũng không thể để hắn thật dài giáo hứng, cao gia còn muốn đến người giả bị đụng nhà chúng ta cũng bị ca ca cho chắn trở về Nghe bệnh viện y tá bác quái nói, Cao Mẫu cùng Cao Ngọc Lương đều bị Tào Quế Phân người nhà đánh cho một trận, hiện tại Cao Mẫu cũng đã biết. Tào Quế Phân trong bụng hài tử, không phải Cao gia, nhưng là Tào Quế Phân cắn chết chính là Cao Ngọc Rồng. Cao gia cũng đánh không lại Tào Quế Phân đệ đệ, cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn, người cũng không biết nghe được những tin tức này thời điểm. Ta quả thực muốn cười, khả năng này chính là báo ứng xác đáng đi, Sử Rồng có thể nghe được, mặc dù Lăng Trác Lâm nói là lấy Cao gia báo ứng nhưng thật ra là đau lòng mình trước đó trả giá đến cỡ nào không đáng tiểu lâm yên tâm đi về sau ta sẽ thật tốt thủ hộ ngươi sử trồng dùng sức cầm lăng trác lâm tay đem lăng trác lâm ôm vào trong lòng cô cô mặt xấu hổ nha nha chỉ lấy khuôn mặt nhỏ của mình trứng nhã rảnh nói tiểu hài tử những cái này tình cảnh không thể nhìn lăng tiểu lỗi nghiêm túc che nha nha con mắt sau đó mình lại cười nở hoa ta đã không phải là ba tuổi tiểu hài tử cho nên ta có thể nhìn cô phụ Ngươi làm sao không thân cô cô một hơi a? À. Lăng Tiểu Lỗi nghe rất là hưng phấn, lăng Trác Quần cho lăng Tiểu Lỗi một cái bạo hạt dẻ, suốt ngày không học tốt. Nơi nào học được những cái này không đứng đắn? Lăng Tiểu Lỗi vò chính mình cái đầu nhỏ, biểu môi rất là ủy khuất nhìn về phía Lê Lạc, ma, ma. Ngươi nhìn ba ba, ta nhìn ngươi cũng là muốn ăn đòn, làm sao lời nói đều nói, Lê Lạc cười ứng hòa lấy lăng Trác Quần. Để lăng Tiểu Lỗi tức giận đến ôm ngực, mọc lên ngột ngạt, hôm nay là ngày tháng tốt chúng ta đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Lăng tiểu lỗi nguyên bản còn đang hờn dỗi, nhưng là vừa nghe nói ăn đồ ăn ngon, liền lại cũng không đói hoài tới sinh khí, ta cũng đi. Ta cũng đi, trên bàn cơm, Lê Lạc lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Lăng Trác Lâm, đây là ngươi ca cùng ta một phen tâm ý. Ngươi tại tiệm bán quần áo cũng công việc mấy tháng, trong đó vận hành chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng rất nhiều, lại thêm long ca trên tay giao thịt Các ngươi hoàn toàn có thể tự mình mở một nhà tiệm bán quần áo, cái này trong thẻ ngân hàng, đầy đủ các ngươi bán đi một cái mặt tiền cửa hàng. Mua sắm quần áo, vậy liền coi là là ta và ngươi ca đưa cho tân hôn của các ngươi lễ vật, còn mời không muốn chối từ. Lê Lạc đem thẻ ngân hàng đặt ở Lăng Trác Lâm trong tay, nắm chặt Lăng Trác Lâm tay, Lăng Trác Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tẩu. Chị dâu, thứ quý giá như thế, ta làm sao có thể nhận lấy đâu? Sử rồng cũng liền âm thanh phụ hòa, đúng vậy a, à, chị dâu ta sửa rồng cũng không phải cái gì tay chân không trọn vẹn người, mà lại ta trước đó cái gian phòng kia quán ba cũng có thể đổi thành tiệm bán quần áo, ngược lại là tiết kiệm xuống không ít tiền đâu, chỉ cần cải tạo thành phục trang cửa hàng liền có thể. Tiểu Lâm gả cho ta, ta còn cái gì cũng không có cho Tiểu Lâm đâu, làm sao còn ngược lại để các ngươi cho ta hai lễ lớn như vậy đâu? Tẩu tử ngươi để các ngươi nhận lấy, các ngươi liền nhận lấy, cái gì lễ bất lễ, Tiểu Lâm mệnh đều là ngươi cứu chúng ta còn cần nhiều như vậy nghi thức xã giao sao, chỉ cần hai người các ngươi, có thể đem mình tháng ngày quá tốt. Đó chính là đối với chúng ta lớn nhất hồi báo, ca, ngươi yên tâm, mặc dù bây giờ ta không có cách nào cho Tiểu Lâm cái gì. Nhưng là về sau nên cho Tiểu Lâm, đồng dạng cũng sẽ không chênh lệch, sử rồng biểu lộ nghiêm túc nói, cái gì cũng không nói, đều tại trong rượu. Sử rồng dơ ly rượu lên, cùng lăn trát quần đụng đụng chén, rất nhanh, vợ chồng hai cái tiệm bán quần áo, cũng hồng hồng hỏa hỏa mở tiệm cải tạo cũng không tốn phí cái gì nặng nề công trình, mà lại có lê lạc hỗ trợ, bản thiết kế cũng là rất nhanh liền làm tốt. Đường kỳ kỳ lão công giúp làm tiệm bán quần áo phòng thử áo, cùng một chút cần thiết cất giữ quần áo ngăn tủ, lại thực dụng lại thuận tiện. Mấu chốt còn phòng trộm, tiệm bán quần áo gây dựng cùng ngày, còn hấp dẫn không ít khách hàng. Coi trọng tề thành cương thiết kế ngăn tủ cùng băng ghế, còn kéo theo tề thành cương đồ nội thất cửa hàng lửa một cái. Không ít người chính là hướng về phía Lê Lạc bản hiệu, đi đến tiệm bán quần áo, mua mình ngưỡng mộ trong lòng trang phục, còn lọt vào không ít đồng hành đố kỵ, thế là trong lúc nhất thời, nguyên bản lãnh lãnh thanh thanh đường đi. Vậy mà cũng lục tục mở tiệm bán quần áo, nhưng là rất rõ ràng, cũng không có lăn trác lâm vợ chồng bọn họ hai người tiệm bán quần áo nóng nảy. Có ít người liền sinh ra tiểu tâm tư, tại hai người mặt tiền cửa hàng đổ dầu, để hai người cửa hàng mở không xuống. Nhưng là bởi vì Long ca thủ hạ còn có không ít huynh đệ, rất nhanh liền đem đối diện người gây chuyện chân thực một phen về sau liền rốt cuộc không ai dám gây sự không đến gần hai tháng liền truyền đến lăng trác lâm mang thai tin tức biết được tin tức lăng trác lâm có sợ hãi nhưng là cuối cùng bị nồng đậm vui sướng thay thế nghĩ đến ca ca trong nhà ba đứa hài tử nhu thuận lại bộ dáng khả ái lăng trác lâm có thể nào không tâm động đâu thế là hai người đặc biệt về nhà mang không ít lễ vật đến báo tin vui nha nha nhìn chầm chầm lăng trác lâm bụng nhỏ biểu lộ một hồi nhíu mày một hồi lại cười a à cô cô trong bụng tiểu bảo bảo, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Nghe được nha nha câu nói này, Lăng Trác Lâm cười đến không ngậm miệng được. Lê Lạc tự nhiên cũng không đáng kể. Đồng thời Lê Lạc Biển cùng Lăng Trác Lâm mở miệng nói, nha nha nói người bảo bảo sẽ rất xinh đẹp. Người bảo bối liền nhất định sẽ xinh đẹp. Lăng Trác Lâm không rõ nội tình, Lê Lạc liền đem lúc ấy nha nha cho Thẩm Kiều Kiều tiên đoán sự tình. Nói cho Lăng Trác Lâm nghe, Lăng Trác Lâm nghe xong, biểu lộ lại nghiêm túc rất nhiều, nha nha năng lực này, nhất định phải giữ bí mật nếu không nếu là bị có tâm người lợi dụng, đối nha nha đến nói, không phải một chuyện tốt, Lê Lạc cực cực đầu, nếu như có thể. Ta càng hy vọng nha nha là bình thường hài tử, chẳng qua đây cũng không phải là nha nha cố ý muốn dùng năng lực. Nàng chỉ có điều muốn biết đệ đệ của nàng muội muội có phải là khỏe mạnh, nói, hai người ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nha nha. Không biết nên cầm nha nha năng lực này làm sao bây giờ, dù sao thất phu vô tội, ma ngọc có tội, thời tiết càng ngày càng lạnh. Lê Lạc để lăn trác quần cho nàng thu thập những cái kia vịt lông, cũng có đất dụng vỏ, Lê Lạc lợi dụng tại tiệm bán quần áo khe hở. Vì ba đứa hài tử, làm ba kiện áo lông, không chỉ có khinh bạc, mà lại kiểu dáng cũng nhìn rất đẹp, huynh đệ hai người đi trên đường. Tại người khác còn mặc lớn hoa áo bông thời điểm, hai người còn mặc khinh bạc lại quần áo đẹp để cùng quần, quả thực tiện sát bạn học chung quanh. Liền lâm mặt cũng nhao nhao nháo, muốn để Lê Lạc cho mình là một thân áo lông, Lê Lạc sau đó cho Trình Ngọc Châu đưa đi mấy món áo lông tiện thể còn cho hai cái song bào thai huynh muội đưa đi chăn lông, chỉ là Lê Lạc đưa chăn mền thời điểm. Lại phát hiện trong nhà đã không có thẩm kiều kiều cùng hài tử cái bóng, mẹ, anh ta cùng chị dâu đâu, đoạn thời gian trước. Ngươi ca đơn vị cho ngươi ca phân phòng ở, ngươi ca đã mang theo tổ tử ngươi dọn đi trong thành, nếu không phải tiểu mặt còn ở nơi này đi học A. Ta cùng ngươi cha liền cùng theo qua, chương 357, tính toán, đơn vị phân phòng ở còn lớn lạc, không chỉ có ba gian phòng ngủ còn có phòng bếp, thậm chí còn cung cấp ấm đâu, hài tử trong thành A, đi bệnh viện cái gì cũng thuận tiện một chút. Chờ tiểu mặt năm nay bên trên sông học, ta nghĩ đến đến lúc đó liền để tiểu mặt chuyển tới trong thành đi học. Tiểu mặt cũng không cần lại gặp tội, mỗi ngày leo núi trên đường học, lê lạc cực cực đầu, thời tiết này càng ngày càng lạnh. Đường núi cũng rất khó đi, chạy xe máy cũng không an toàn, biết rơi thời điểm, bọn nhỏ cũng chỉ có thể đi đường đi học. Lê Lạc cũng lo lắng bọn nhỏ an nguy, Lê Lạc nghĩ tới để hàng gia cùng tiểu mau trong nhà, từ nàng đến giáo. Nhưng là lại sợ hai người cùng những học sinh khác tách rời, chỉ có thể coi như thôi, chờ Lê Lạc khi về nhà. Cũng cùng Lăng Trác Quần thương lượng lên chuyện này, Lăng Trác Quần giơ hai tay lên tán thành, trại chăn nuôi mùa đông. Toàn bằng lấy năm heo kiếm tiền, Lăng Trác Quần cũng đã sớm suy tư, ở trong thôn kiếm được tiền từ đầu đến cuối có hạn. Chẳng bằng điều dưỡng thực trận bàn cho những người khác, hắn tại mấy tháng trước thời điểm, liền đã nghĩ đến muốn khuếch trương đại quy mô. Chúng ta đem đến trong thành đi, là vì để hàng gia cùng tiểu mau tiếp nhận tốt hơn giáo dục, nhưng là nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm. Ta vẫn là hy vọng bọn nhỏ có thể trong thôn chơi, dù sao trong thành càng nhiều hơn chính là nhà cao tầng. Nhưng là tại nông thôn lại có thể dẫm lên xốp thổ địa, mùa hè bắt ép xanh nồng nọc, mùa đông còn có thể ở trên mặt hồ trượt băng, ném tuyết. So với trong thành phải có ý tứ nhiều, Lê là cũng không hy vọng hàng gia bọn hắn sẽ chỉ học vẹt vợ chồng hai người trong lòng có tính toán, liền hỏi thăm Lăng Tiểu Quang cùng Lăng Tiểu Lỗi hai người ý kiến. Lăng Tiểu Quang một mặt không quan trọng nhún vai, mặc kệ ở nơi nào, hắn đều chỉ nghĩ đến phải học tập thật giỏi, rèn luyện thân thể. Nhưng là Lăng Tiểu Lỗi lại có chút không nở, hắn còn muốn cùng nhị nha bọn hắn chơi đâu, nếu là mình dọn nhà, rất nhiều tiểu đồng bọn. Cũng không thể cùng nhau chơi đùa, chẳng qua làm Lê Lạc nói, bọn hắn tại nghỉ đông và nghỉ hè sẽ còn trở về thời điểm. Lăng tiểu lỗi trong lòng sau cùng điểm kia lo lắng cũng không có, giải quyết hài tử đám đó nghĩ cái gì, Lê Lạc liền tới đến trong thành. Đem chăn lông mang cho thẩm kiều kiều, ca ca cùng chị dâu chuyển nhà mới, ta cũng không biết, vốn đang phải cho các ngươi đưa một phần hạ lễ. Những này là chút bổ thân thể thịt, còn có cái này, đắp lên giữ ấm, thẩm kiều kiều ôm lấy hài tử. Nhìn xem Lê Lạc bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật, trong lòng rất là cảm động, ngoài miệng lại quán trách. Trước đó ngươi cho bọn nhỏ làm nhỏ biết tất, cũng thái bảo ấm, còn có ta bộ quần áo này, đều không nở cởi ra. Cái này chăng mình nhìn qua liền bất tiện nghi, ngược lại để ngươi tốn kém. Chị dâu, người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói đâu, ta lần này đến. Trừ tặng đồ bên ngoài, còn có một chuyện khác, ta nghĩ đến để ca ca giúp ta thu xếp một chút, nơi nào có hơi lớn một điểm phòng ở. Cách trường học gần một chút, tốt nhất giao thông cũng thuận tiện một chút, ta và ngươi ca cũng chính thương lượng chuyện này đâu. Thẩm Kiều Kiều nghe Lê Lạc ý đồ đến, lập tức tựa như là tìm được tri kỷ, đơn vị phân phòng ở mặt dù tốt, nhưng là cái này đến cuối cùng. Còn chưa nhất định sẽ là phòng ốc của mình, nhưng là mình mua, giấy tờ bất động sản trong tay của mình, tóm lại là muốn an tâm một chút. Đã các ngươi cũng muốn mua phòng, chẳng bằng hai nhà chúng ta mua được cùng đi, đến lúc đó cha mẹ cùng tiểu mặt, chúng ta người một nhà. Còn có thể cùng nhau ăn cơm, Lê Lạc nghe xong, cũng vui vẻ, cái này bất chính vừa vặn sao, chờ phòng ở mua tốt bọn nhỏ đi học vấn đề giải quyết bọn hắn cũng coi là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chờ lê lạc đem mua nhà tin tức nói chuyện đường kỳ kỳ cùng kỳ na na rất là kích động lăng trác lâm thì biểu thị nếu như chính mình nếu có tiền cũng muốn cùng lê lạc đem phòng ở mua được cùng một chỗ đường kỳ kỳ cũng không chút nào yếu thế ta cùng lão tề gần nửa năm kiếm được tiền cũng kém không nhiều có thể trong thành mua một bộ phòng ở không bằng chúng ta tất cả đều mua cùng một chỗ để người ta cho ta cái chiết khấu lê lạc không nghĩ tới mình chỉ là đem tin tức đem thả ra ngoài vậy mà nhất hô bách ứng người bên cạnh đều muốn mua phòng chẳng qua cái này cũng là chuyện tốt không phải chờ sau này giá phòng phóng đại thời điểm bọn hắn lại nghỉ mua hoa coi như không chỉ chút tiền này thừa dịp trong tay có tiền đem phòng bản nắm ở trong tay mới là bản lĩnh kỳ na na thì là vui vẻ nhất cái kia dạng này mình cũng không cần thường xuyên hướng nông thôn chạy mà là tùy thời tùy chỗ liền có thể tìm lê lạc mấy người bọn hắn chơi mặc dù nàng không sợ đường xá xa xôi nhưng là nơi nào có trong thành tùy thời tìm người phương tiện A, mà lại nàng lúc ở nhà. Cuối cùng sẽ bị kỳ liên thành cùng lâm ca hai người ở giữa dương cung bạc kiếm bầu không khí, làm cho đau đầu không thôi. Nàng muốn chửi thầm thời điểm, liền cái muốn chửi thầm người đều không có, đợi khi tìm được người lúc nói, cũng đều quên mất không sai biệt lắm. Các ngươi nếu như tìm không thấy cái gì tốt khu vực, ta cũng có thể giúp một tay, ta đi theo cha mẹ vẫn là nhận biết không ít người. Vừa vặn cũng coi là cho hắn căng căng công trạng, Lê Lạc tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ nếu là có thể thỏa mãn mình nhu cầu. Tiền đối với nàng mà nói, đại khái chỉ là chữ số, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Sau đó, kỳ na na liền dẫn đến tin tức tốt. Thành tây bên kia, vừa vặn có một nhóm hiện phòng tại bán ra, giá cả ước chừng tại 6 vạn trái phải, 120 bình phòng ở. Ba thất hai sảnh, còn mang phòng bếp, nước ấm. Lê Lạc nghe được giá cả thời điểm, có chút hoảng hốt, 6 vạn đồng tiền phòng ở. 120 bình, ngẫm lại mình trước đó hoa 20 vạn, lại chỉ có thể giao cái tiền đặt cọc, còn có 30 năm phòng vay phải trả. Lê Lạc thậm chí muốn nhiều mua hai bộ, dạng này nửa đời sau mình thu tô đều có thể kiếm không ít tiền, Lê Lạc nhịn không được cười ra tiếng. Như thế để cái khác tiểu tỷ muội có chút không hiểu thấu, bởi vì đường kỳ kỳ cùng lăng trác lâm sắc mặt, kỳ thật cũng không dễ nhìn. Dù sao cái này 6 vạn khối tiền, đối Lê Lạc cùng lăng trác quần hai người đến nói, có lẽ cũng không tính nhiều nhưng là đối với đường kỳ kỳ cùng lăng trác lâm đến nói đây chính là còn cần cân nhắc lại kiểm tra mới quyết định muốn hay không mua bọn hắn hiện tại trong tay có thể có một vạn khối tiền dư khoản tại toàn thôn đều đã coi như là hiếm như lá mùa thu tồn tại nếu không chúng ta lại suy nghĩ một chút lăng trác lâm dẫn đầu đánh trống lui quân dù sao nàng cùng sử rồng chuyện hai người nghiệp mới vừa vặn cất bước khắp nơi cũng đều là dùng tiền thời điểm bọn hắn muốn tích lũy một chút tiền đến dùng cho cuộc sống của hai người ta cũng cảm thấy cần suy tính một chút đường kỳ kỳ biểu lộ cũng rất là thận trọng ta quyết định ta muốn mua hai bộ lê lạc vung tay lên đánh nhịp nói lê lạc quyết định này để ở đây ba người khác đều kém chút chấn kinh cầm hai hai bộ ngươi mua nhiều như vậy phòng ở làm cái gì phòng ở hiện tại thế nhưng là thương phẩm có thể dùng đến mua bán mà lại từ các nơi tin tức nhìn về sau giá phòng sẽ chỉ tiếp tục đi cao nếu như bây giờ nhà lời nói chỉ sợ về sau lại nghĩ mua liền không có hiện tại cái giá tiền này lê lạc để cái khác muốn lùi bước hai người rơi vào trầm tư theo bọn hắn nghĩ lê lạc sẽ không vô duyên vô cớ làm ra cái gì cử động khác thường hơn nữa nhìn kỳ nana biểu lộ dường như cũng đang khiếp sợ lê lạc lời nói dù sao cái kia bán nhà cửa bằng hữu cũng nói cho nàng hiện tại cái giá tiền này xem như một cái điểm đóng băng giá thành tây bên kia bây giờ còn không có phát triển nhưng là lâu dài đến xem kinh tế trọng tâm sẽ dần dần hướng thành Tây chết đi, cho nên hiện tại mua phòng ốc, chính là tốt nhất thời điểm, chương 358, ảo giác. Lê Lạc giải quyết dứt khoát, đường kỳ kỳ cùng lăng trác lâm, cũng bởi vì Lê Lạc, cho dù là mượn Lê Lạc cùng kỳ na na tiền. Cũng phải trước đem phòng ở mua đến tay, tạm thời trước đem phòng ở tích lũy đưa tới tay, kỳ na na thấy đều có chút nóng mắt. Nàng cũng muốn mua phòng ốc, nhưng là nàng hiện tại trong tay tiền, lại nhiều lắm là chỉ có thể có cái một vạn khối tiền trái phải nếu như muốn mua nhà chỉ có thể hướng ngân hàng mượn tiền đúng rồi nàng nghe qua lê lạc nói ngân hàng có hay không hơi thở vay nghiệp vụ vậy cũng là nàng chỉ cần từ ngân hàng lấy tiền trước đem phòng ở mua đến tay bên trong khi nàng chẳng phải cũng có thể có được phòng ốc của mình sao dù cho về sau kinh tế tiêu điều nhưng là phòng ở, ở trong tay chính mình nhất định là bảo đảm giá trị tiền gửi nghĩ đến cái này kỳ Nana càng thêm kích động thế là làm ra một cái cử động kinh người ta cũng muốn mua phòng đây là ta đã sớm suy xét tốt sự tình, anh ta đã thành gia, nhưng vẫn là cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Nhiều người cùng một chỗ chen ở dưới mái hiên, khó tránh khỏi sẽ có ma sát, vì để tránh cho một chút phiền toái, ta nhìn có phòng ốc của mình. Vẫn là rất cần thiết, Lê Lạc lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dậy biểu lộ, dưới cái nhìn của nàng, Kỳ Nana ánh mắt cũng còn rất khá nha. Vậy mà cũng biết sớm mua phòng ốc, kiếp trước Kỳ Nana, tại theo thùa tay nghề bên trên, có rất lớn tạo nghệ, nhưng là phía đầu tư mặt. Lại tất cả đều là dựa vào lâm ca đến hoàn thành, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ kỳ nana, dường như lại rất có mình ý nghĩ. Lê Lạc cho rằng đây là cái rất tốt hiện tượng, nếu như kỳ nana xem như kịch bản bên trong NPC, hiện tại nàng đã coi là có mình tư tưởng NPC. Sẽ không lại thụ kịch bản bài bố, không lâu sau đó, Lê Lạc mấy người liền mượn theo thùa thôn danh hiệu, đem vay giải quyết. Mấy người cũng tọa nguyện cầm tới phòng bản, nhưng là kỳ nana lại được cho biết, không phù hợp quy định, nguyên nhân chính là kỳ na na thuộc về người trong thành mà lại không lâu sau đó kỳ na na liền bị kỳ thư đồng cùng kỳ liên thành hẹn đàm nghe nói ngươi đến ngân hàng đi công việc vay rồi vì cái gì chẳng lẽ là trong nhà của chúng ta không có tiền sao vẫn là nói ngươi có ý tưởng gì khác cha ta muốn mua phòng nghĩ từ nơi này dọn ra ngoài ta muốn dựa vào năng lực của mình quá tốt cuộc sống của mình a à, ngươi mua phòng liền có thể tự lo cuộc đời của mình rồi làm vay chính là ngươi muốn sinh hoạt Ngươi biết cái này mấy vạn khối tiền. Năm, ngươi cần còn bao nhiêu tiền không? Một tháng phải trả gần 500 khối tiền. Cái này 500 khối tiền, thế nhưng là nông thu người một nhà gần một năm tiêu phí, nếu như không phải là bởi vì người bảo đảm vấn đề. Ta đều còn không biết, ngươi vậy mà như thế lớn mật, nếu không phải là bởi vì ta đem chuyện này bác bỏ. Chỉ sợ ngươi hiện tại liền phải trên lưng kết xù nợ nần, kỳ na na người ngốc, vốn cho là là mình thỉnh cầu vô dụng thông qua. Nguyên lai vậy mà là bị ba của mình cùng ca ca động tay chân. Nói, là ai để ngươi làm như vậy? Kỳ Thư đồng đau lòng nhất ốc mà nhìn xem Kỳ Na Na. Kỳ Na Na nơm nớp lo sợ, nhưng không có đem lê lạc danh tự nói ra. Nhưng là Kỳ Liên Thành lại nhìn chầm chầm Kỳ Na Na nói. Ta nghe nói, hai ngày trước, ngươi chính là đi thành Tây Bằng Hữu của ta nói với ta. Ngươi có nghĩ muốn mua phòng ý nghĩ, còn không chỉ là mua một bộ. Hôm nay liền biết ngươi rất cần tiền tình huống. Ta nhìn, nhất định là có người xúi dục người này có lẽ không phải người khác, chính là Lê Lạc, nghe được Lê Lạc danh tự lúc. Kỳ Na Na hiển nhiên con ngươi co rụt lại, Kỳ Liên Thành liền biết là mình đoán đúng, ngươi tại sao lại nghe nàng mê hoặc. Nàng chẳng qua chỉ là mở nhà tiệm bán quần áo, có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngươi một tháng này phải trả 500 khối tiền. Còn không lên chẳng lẽ nàng còn có thể thay ngươi vẫn không được, ca, ta có phải là không có nói cho ngươi, kỳ thật ta mỗi tháng tiền lương. Đã có 500 khối tiền, mà lại, bên tay ta đã để giành được không ít tiền, còn có công ty chia, là ai nói cho ngươi nói, ta mua không nổi nhà. Liền xem như có lãi tức thấp, ta cũng có thể mua được phòng ở, hôm nay, coi như các ngươi nói toạt trời. Phòng này ta cũng phải không mua không thể, kỳ thư đồng cùng kỳ liên thành liếc nhau một cái, không nghĩ tới kỳ na na vậy mà như thế bướng bỉnh. Xong khi Lâm Ca trở về thời điểm, nghe được mấy người tại cãi lộn, Lâm Ca cũng mười phần tán thành, để kỳ na na mua phòng ốc. Kỳ na na mình cũng ngoài ý muốn, ngày bình thường mình cái này chị dâu, nói cái gì đều muốn cùng mình làm trái lại. Hôm nay ngược lại là đổi tính tử rồi, nhưng mà một giây sau, kỳ na na liền bỏ đi ý nghĩ này, mua phòng ốc là đương nhiên phải mua. Nhưng là đâu, muốn cho liên thành mua, na na là cái nữ nhi, là phải lập gia đình, nơi nào cần để cho na na mua phòng ốc đâu, cha. Người nói có đúng hay không, nếu như người kia ngoài miệng nói yêu na na, lại ngay cả phòng ở đều không nở cho na na mua. Nana liền chỗ ở đều không có, còn không thể tùy thời trở về nhìn ngươi cùng mama, làm sao có thể hiếu kính các ngươi nhị lão đâu. Ta cùng liên thành dọn ra ngoài, đến lúc đó cũng có thể thường xuyên trở về nhìn ngài, dù sao chúng ta cả một nhà ở cùng một chỗ. Mặc dù náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng là Nana cùng liên thành dù sao lớn, lại ở cùng một chỗ liền không thích hợp, cho nên ý của ngươi là. Phân gia, kỳ thư đồng một câu liền nói rõ lâm ca chân thực ý đồ, nhưng là lâm ca làm sao có thể tùy tiện thừa nhận chuyện như vậy đâu. Ba ba, ngài nói như vậy coi như khó nghe. Ta chỉ là tại vì ngài cùng Mama giải quyết nan đề a. Ngài nói đúng không? Mà lại thành tây bên kia. Cách liên thành đi làm địa phương cũng gần một chút. Ta cũng định đem trang phục của ta cửa hàng cho bán đi. Dạng này lại góp một chút tiền, hẳn là liền có thể mua một bộ phòng ở. Kỳ thư đồng nghĩ nghĩ, nhi tử như thế lớn, về sau vẫn là muốn sinh con. Lúc này mua phòng ốc, xác thực cũng là nên suy xét sự tình. Mà lại trên tay bọn họ vừa lúc cũng còn có hai vạn đồng tiền tiền tiết kiệm tình hình kinh tế trong tay của các ngươi có thể kiếm ra đến bao nhiêu tiền ta và mẹ của ngươi có thể lại cho các ngươi ra một vạn khối tiền chúng ta lão cũng không giúp đỡ được cái gì chừng hai năm nữa a à, ta đều nên về hưu đến lúc đó ta còn có thể giúp các ngươi mang mang cháu trai các ngươi cũng tốt bận biểu chính mình sự tình kỳ liên thành không nghĩ tới mình chậm trải vậy mà biến thành phong bạo trung tâm mà lại hắn cũng xác thực không có nghĩ qua mua chuyện phòng ốc nhưng là suy nghĩ lại một chút lê lạc cũng tại thành tây bên kia mua phòng có phải là liền chứng minh mình có thể mỗi ngày nhìn thấy lê lạc rồi kỳ na na nghe xong lâm ca phát biểu quả thực đều nhanh muốn chọc giận học máu mà lại trước đó rõ ràng ba ba cùng ma ma sủng ái nhất người là mình thế nhưng là không nghĩ tới đối với chuyện này bọn hắn tình nguyện cho kỳ liên thành một vạn khối tiền dùng để mua phòng ốc cũng không để chính nàng xuất tiền mua mình thích phòng ở mà lại cái gì gọi là nữ hài tử cuối cùng đều là phải lập gia đình phòng ở muốn nam nhân mua vậy nếu như nàng cùng đối phương cãi nhau đối phương bỗng nhiên đến một câu ngươi lăn ra ngoài phòng này là ta mua lấy tính cách của nàng tự nhiên là sẽ không lại về cái nhà kia về phần kỳ gia chỉ sợ nàng cũng không có cách nào lại trở về nghĩ như vậy kỳ na na vẫn là quyết định cần nhờ bản thân cố gắng cầm xuống thuộc về phòng ốc của mình chẳng qua chuyện này không chỉ cần phải ẩn nấp một chút càng cần hơn lê lạc hỗ trợ Chờ Kỳ Nana đem chuyện này nói cho Lê Lạc thời điểm, Lê Lạc không nói hai lời, cũng cho Kỳ Nana xuất ra một vạn khối tiền đến, mà lại. Còn nguyện ý làm Kỳ Nana người bảo đảm, chương 359, cảm giác hạnh phúc, chờ một loạt thủ tục làm được. Kỳ Nana trong tay cầm tới phòng bản thời điểm, kích động đến nước mắt đều rớt xuống, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có một ngày, ta có thể có một gian thuộc về phòng ốc của mình, ta có thể dùng tới làm ta mình thích sự tình, có ban công, có thang máy còn có tầng cao nhất. Chúng ta mấy nhà người tùy thời đều có thể tụ tập lại một chỗ, trên thế giới còn có so cái này càng chuyện hạnh phúc sao. Lê Lạc nhìn xem kỳ Nana trên mặt giàu giặc nụ cười, nhìn trong tay mình phòng bản, cũng có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Kiếp trước làm xã súc làm gần 10 năm, mới có được một tòa vay phòng ở, bây giờ chẳng qua mình nửa năm chỗ kiếm được những số tiền kia. Liền đủ mình mua phòng ốc, nàng cảm giác mình nên tăng tốc bước chân, nếu không mình liền không đuổi kịp mua kinh đô phòng ở còn có Thượng Hải thành phố phòng ở, nàng cũng sẽ không bỏ qua, ai sẽ ngại tiền của mình nhiều đâu. Mà lại mình bây giờ lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, tuyệt không lo lắng cho mình mua không nổi những vật này. Mà lại mình lúc ấy cũng tưởng tượng lấy, có thể cùng người nhà của mình cùng bằng hữu, ở cùng một chỗ, cái khác tầng lầu. Trên dưới ở giữa liền có thể mua đồ ăn cùng dùng, quả thực không nên quá thoải mái, hiện tại mục tiêu của mình. Cũng coi là hơi hoàn thành một chút ca, Lê Lạc cầm trong tay mình phòng bản, cảm giác hạnh phúc của mình chỉ số lại tăng lên mấy phần. Liền đường kỳ kỳ cùng lăng trác lâm, đều không thể tin được, mình lại có thể cầm xuống trong thành một bộ phòng ở. Lăng trác lâm hẳn là mấy người bên trong, cảm xúc lớn nhất một cái, nguyên bản nàng coi là. Mình ngay tại trên trấn cùng Cao Ngọc Rồng một nhà sống hết đời vô ưu vô lự sinh sống, thật không nghĩ đến. Hôn nhân bên trong hết thảy tất cả đều là lời nói dối, may mắn trời xanh có mắt, để nàng nhìn thấy sử rồng, mới phát hiện. Nguyên lai chân chính yêu một người, là không nỡ nàng thụ nửa điểm ủy khuất, mà lại sẽ đem nàng sủng thành tiểu nữ hài. Tại nàng nói mình muốn mua phòng thời điểm, sử rồng lập tức đem mình sổ tiết kiệm toàn bộ nộp lên đến lăng trác lâm trên tay. Nguyên bản định tại hôn lễ cùng ngày, làm tân hôn lễ vật cho ngươi, đã ngươi nghĩ muốn mua phòng, vậy những này liền sớm tặng cho ngươi. Phía trên tiền, ngươi có thể tùy thời lấy dùng, mặc dù khả năng không có lăng ca trên tay nhiều như vậy. Nhưng là mua một cái hai người chúng ta tiểu gia, sợ là cũng gần như đủ, mà lại ngươi còn có thể tùy thời nhìn thấy người nhà của mình. Có lẽ ngươi sẽ càng thêm vui vẻ, mà lại chúng ta tiểu bảo bảo ra đời thời điểm, đại khái cũng muốn cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Rất nhanh, Lâm ca cũng góp đủ tiền, dự định đến thành tây bên kia lại đi mua phòng ở, nhưng là chọn tới chọn lui đều không thỏa mãn. Mỗi lần hỏi tương đối hài lòng hộ hình, lại bị đối phương báo cho, đã bị mua đi, cái này khiến Lâm ca không chỉ có chút tích tụ. Kỳ liên thành ở một bên, Sắc mặt cũng rất là khó coi, mình không hiểu thấu, liền từ ba ba nơi đó cầm một vạn khối tiền. Lại thêm Lâm ca bán đi mặt tiền cửa hàng tiền, lại muốn lấy tới mua phòng ốc, tiểu ca, chúng ta không phải muốn mua phòng không được sao? Qua một đoạn thời gian nữa, đơn vị liền sẽ cho ta chia phòng tử, làm sao ngươi bây giờ còn muốn mua phòng, đây không phải lãng phí tiền sao? Ngươi cho rằng đơn vị chia phòng, còn có thể phân mấy năm, sớm một chút mua xuống phòng ở, liền có thể sớm hưởng thụ mấy năm đến lúc đó nếu như hai người chúng ta có hài tử muốn chiếu cố hài tử thời điểm chúng ta nơi nào có không gian mua hài tử thứ cần thiết đâu cho nên phòng ở là nhu yếu phẩm lâm ca thái độ mười phần kiên quyết cuối cùng lâm ca vẫn là tại thành tây chọn một ngôi nhà tầng lầu cũng không cao cũng không có cái gì nhập hộ thang máy nhưng là tiền cũng không có chút nào so lê lạc mấy người bọn hắn mua giá cả thấp chỉ là bởi như vậy lâm ca phát hiện mình có thể cho an hòa thôn những thôn dân kia phát tiền càng ngày càng ít mà lại gần tiếp xúc mấy lần lên lý an xuống tới lý an đối nàng vẫn là không ưa ngươi liền đoạn mất cái này tưởng niệm đi ta là sẽ không giúp cho ngươi nước trà trong tiệm lý an nâng đỡ mắt kính của mình nghiêm trang mở miệng nói lâm ca khóe miệng nhẹ cười ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì ngươi thích lê lạc nhưng là lê lạc đã kết hôn mà lại đối phương vẫn là cái đã kết hôn lão nam nhân nhưng là người ta có tiền a à, ngươi có cái gì chẳng lẽ chỉ bằng chính mình một lời yêu thương đối lê lạc lấy lòng nói ngươi thích Lê Lạc. Lê Lạc liền có thể quay đầu nhìn xem ngươi sao, ta cho ngươi biết, đừng nằm mơ, nếu là không có tiền, ngươi liền xem như ra mắt. Người ta nữ hài tử còn không biết sẽ nhìn ngươi một chút sẽ không đâu, chớ đừng nói chi là Lê Lạc loại kia mỹ nữ, Lý An trướng há miệng. Muốn phản bác cái gì, nhưng là lại nghĩ đến lúc ấy nghe được phụ thân cùng mình nói chuyện, lúc trước Lê Lạc cả cho lăng trác quần thời điểm. Thu lăng trác quần 5.000 khối tiền, 5.000 khối tiền, hắn một tháng sử dụng tiền sinh hoạt, cũng chỉ mới 10 đồng tiền. 5.000 khối tiền, hắn nên dùng bao nhiêu cố gắng, mới có thể kiếm được cái này 5.000 khối tiền. Nhưng là lăn trác quần tùy tiện liền có thể lấy ra, vậy ngươi có thể cho ta mở bao nhiêu tiền lương, Lý An trực tiếp mở miệng nói. Ngươi chỉ cần cùng ta làm phiên dịch, một tháng ta cho ngươi 20 đồng tiền tiền lương, thúc đẩy ta đàm thành tờ đơn. Ta còn có thể ngoài định mức cho ngươi 50 đồng tiền trích phần trăm, chẳng qua, số tiền này phải đợi đến ngươi tìm cho ta đến cái thứ nhất hộ khách bắt đầu tính lên, bằng không mà nói. Ta liền sẽ phán đoán ngươi phiên dịch kỹ thuật không quá quan, tiền này, ta tự nhiên cũng là không thể tính với ngươi. Lý An cẩn thận tính toán một phen, một tháng 20 khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng là so với ba ba tại Lê Gia làm lái xe. Hắn cái này 20 khối tiền đã không tính ít, lại thêm ngoài định mức cho 50 khối tiền, dù nói thế nào, mình cũng là kiếm được đến tiền. Về phần hộ khách, hắn căn bản cũng không thiếu, chỉ cần hắn cầm những cái kia đồ theo, đến trong lớp cầm mấy đầu. Đi đưa cho nước ngoài đồng học, hắn tin tưởng, rộng tung lưới nhất định có thể đánh đến cá. Đợi đến trình lộ đem đồ theo phóng tới trước mặt nàng thời điểm, Lâm ca cũng bắt đầu chọn lựa ưu tú đồ theo. Thế nhưng là làm những cái kia đồ theo lấy đến trong tay thời điểm, liền ngoài nghề như nàng. Đều có thể nhìn ra những cái này đồ theo chất lượng cũng không qua ải, dạng này đồ theo, còn muốn một bộ tác phẩm 10 đồng tiền thật làm ta là oan đại đầu hay sao lâm ca đem những cái này đồ theo tất cả đều ném ở trình lộ trước mặt trình lộ lật xe máy phó tác phẩm nhỏ giọng nói lầm bầm ta cảm thấy những cái này đồ theo nhìn qua còn rất tốt ngươi nói là là ánh mắt của ta vấn đề sao lâm ca trên mặt lộ ra vẻ không vui trình lộ tranh thủ thời gian lắc đầu không không phải ta chẳng qua là cảm thấy những người này tận năng lực của mình cũng chỉ có thể đủ làm được mức này đem những cái này đều lui đi nói cho bọn hắn những cái này đồ theo không được. thấy lâm ca muốn trả hàng, trình lộ sốt ruột, tiểu ca tỷ tỷ, ngươi bây giờ nói trả hàng, ta cùng những cái kia các hương thân không có cách nào bàn giao a, à. ta thế nhưng là hướng bọn hắn cam đoan, nhất định sẽ cho bọn hắn mang tiền trở về. kia là ngươi cam đoan, cùng ta lại có quan hệ gì, lâm ca không quan trọng nhúng vai bàn, tiểu ca tỷ tỷ, ngươi lúc đó thế nhưng không phải nói như vậy a, à. trình lộ gấp đến độ cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên nàng cái này không chỉ có là cho các hương thân làm cam đoan, còn có ba ba của nàng cùng ca ca, cũng khuyên bảo nàng. Nhiều từ lâm ca nơi đó cầm chút tiền trở về, nhưng là những cái này, nàng đều không dám nói cho lâm ca, chương 360, bị lừa. Ta lúc ấy không phải liền là nói, ta sẽ chọn lựa đồ theo sao, chẳng lẽ còn để an hòa thôn những người kia, đem ta làm coi tiền như rác hay sao? Ta trước đó trên người bọn hắn, đã tổn thất mấy ngàn khối tiền, số tiền này, ta là thế nào cũng sẽ không cho bọn hắn ngươi để cha ngươi đi cảnh cáo bọn hắn một phen ta cho ngươi thêm cha bọn hắn một chút tiền để những người kia đừng hành động thiếu suy nghĩ bằng không mà nói về sau cha ngươi cùng ngươi ca ta cũng sẽ không lại đưa tiền nghe xong lâm ca trình lộ cảm giác mình đã bị lâm ca cho khung đến trên lửa nướng một bên là an hòa thôn thôn dân một bên khác là lâm ca nhưng là nàng lại không có cách chỉ có thể lựa chọn lâm ca nếu không về nhà lời nói nàng cũng chỉ có lấy chồng con đường này nàng nhất định phải lưu tại trong thành do dự hồi lâu, cuối cùng trình lộ vẫn là quyết định, về trong thôn cho những người kia nói rõ ràng. Mà lại Lâm Ca rất là đau lòng địa, từ mình tại Lê Gia kiếm được tiền, lấy ra một bộ phận, cho trình cha cùng trình ca. Trình cha cùng trình ca thu tiền về sau, cũng rất là thống khoái, cảnh cáo những cái kia lão thái thái cùng phụ nữ. Nói bọn hắn theo thùa quá kém cỏi, người ta không thu, cái gì theo thùa thôn, lần này cũng không có sao văn, Lâm Ca cũng không có đồ theo bán. Trong lòng tự nhiên là nóng nảy, thế là dưới tình thế cấp bách nàng nghĩ đến một cái biện pháp mặc dù trong tay nàng không có đồ theo nhưng là không có nghĩa là nàng không thể từ trong tay người khác mua a à. vạn long thôn bây giờ đã là theo thùa thôn khi nàng trực tiếp từ vạn long thôn thu mua theo thùa không là tốt rồi rồi thế là lâm ca lần nữa sai sử lên trình lộ để trình lộ mang theo tiền đến vạn long thôn thu mua theo thùa nhưng là mấy lần thu mua trình lộ cuối cùng đều là thất bại thế là trình lộ đi vào kỳ gia cùng lâm ca báo cáo tình huống tại sao có thể như vậy? Có phải hay không là ngươi cùng giá tiền của các nàng không có bàn bạc, Lâm ca chỉ hận trình lộ vô dụng. Liền chuyên đơn giản như vậy cũng làm không được, trình lộ bị mắng không ngẩng đầu được lên, hốc mắt đều hồng hồng, tiểu ca tỷ tỷ, không. Không phải như vậy, nghe được khóc thúc thít thanh âm, Lâm ca càng thêm không kiên nhẫn, suốt ngày trừ sẽ khóc sướt mướt, còn có thể làm gì? Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì 100 khối tiền, tại vạn long thôn, liền 10 đầu đồ theo đều không thu được, ta, ta cũng không biết. Chỉ biết đối phương nói, người ta bên kia mỗi người mỗi tháng đều có 50 khối đồng tiền tiền lương đâu, mà lại theo ra tới một cái gai theo. Còn có thể có một đồng tiền trích phần trăm, đồ theo càng tốt giá cả cũng sẽ càng cao. Người ta căn bản là chướng mắt chúng ta cái này 10 đồng tiền, lần này, trình lộ cũng nhịn không được nữa, sụp đổ khóc lớn. Sau đó quay người liền phải chạy ra cửa bên ngoài đi, ai ngờ ở thời điểm này, trùng hợp kỳ liên thành từ đơn vị trở về không có chú ý tới trình lộ, hai người vừa vặn đụng cái đầy cõi lòng, trình lộ bị đâm đến mũi đều đỏ lên, thật, thật xin lỗi anh rể. Trình lộ hai mắt đẫm lệ con mắt, ngẩng đầu ủy khuất nhìn thoáng qua kỳ liên thành, sau đó chạy ra ngoài. Kỳ liên thành cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà tại trình lộ trên thân, nhìn thấy lúc trước bị mình gây khóc lê lạc cái bóng. Bỗng nhiên trong lòng liền có một trận cùng đau nhất, sắc mặt đen phải khó coi, lâm ca nhìn thấy kỳ liên thành trở về về sau. Lập tức đổi một bộ mặt khác, Liên Thành, ngươi trở về rồi. Ừm, Kỳ Liên Thành nhà nhà cực cực đầu, vừa mới nàng. Kỳ Liên Thành nhìn một chút cổng, nhưng lại cảm thấy hỏi ra lời đến không quá phù hợp, thế là lắc đầu, không có việc gì, hừ. Liền một chuyện nhỏ cũng làm không được, ta nói nàng hai câu, liền không quan tâm khóc lên, cũng có vẻ là ta khi dễ nàng như vậy. Ta nhìn có như vậy hung sao, Kỳ Liên Thành cầm lấy chén nước, sau đó trộn liếc một cái lâm ca. Kém chút bị lâm ca kia làm ra vẻ biểu lộ cho sặc đến, không có tuyệt không hung đúng liên thành ca ca ta mua qua phòng ở ngươi nhìn đây là phòng của chúng ta bản kỳ liên thành trở về lâm ca lập tức liền đem những cái kia chuyện tình không vui ném ra sau đầu kéo kỳ liên thành cánh tay một mặt hưng phấn nói nhưng khi kỳ liên thành nhìn thấy giấy tờ bất động sản bên trên địa chỉ thời điểm ánh mắt lại mờ đi là ai nói với ngươi muốn mua mảnh đất này lâm ca có chút không nghĩ ra làm sao rồi ta cho rằng thành tây về sau tương lai mấy năm nhất định sẽ bồng bột phát triển hiện tại chúng ta lại không mua phòng ốc rất nhanh liền mua không được ta đi tìm ngươi nói với ta người bạn kia ta chọn chúng mấy bộ phòng ở tất cả đều có người mua còn lại bộ kia không chỉ có lấy ánh sáng không tốt mà lại bố cục ta cũng không thích ngươi nhìn cái phòng này diện tích lớn không nói mà lại mỗi ngày cũng đều có thể nhìn thấy ánh nắng mà lại đi hai bước còn có suối phun có thể nhìn đủ những cái này ta lúc trước cho ngươi nói người bạn kia nói bọn hắn nơi nào cũng có hơn nữa còn có nhập hộ thang máy cùng tầng cao nhất hơn nữa lúc ấy bằng hữu của ta đều nói với ta còn có mấy bộ phòng nguyên đâu làm sao ngươi trôi qua về sau liền biến thành một bộ rồi ta cũng không có nghe nói có người từ nơi nào mua phòng mà lại ngươi chẳng lẽ không biết sao nơi này cư xá đã coi như là vi quy kiến trúc là tùy thời muốn hủy trừ mà lại một điểm bồi thường đều không có ngươi bây giờ mua bên kia phòng ở không phải tại bên trên đuổi tử cho người ta đưa tiền sao lâm ca trên đầu ngươi treo cái kia, đến cùng là cái gì a? À? Có thể hay không có chút năng lực suy tư, ngươi cũng không nhìn tin tức sao, lại còn sẽ rớt xuống trong hố đi. Lâm ca cũng không có nghĩ đến, mình hoa nhiều tiền như vậy, vậy mà tìm cái làm trái xây nhà, còn không có bồi thường. Sớm biết lúc ấy còn lại bộ kia phòng ở, nàng nên cầm xuống, còn đứng ngay đó làm gì? Hiện tại còn không tranh thủ thời gian cầm giấy tờ bất động sản hòa hợp đồng, đến bọn hắn bên kia lui khoảng đi, chậm thêm một chút. Sợ là ngươi số tiền này đều muốn truy không trở lại, kỵ Liên thành gấp đến độ phát hỏa, giắt Lâm Ca cánh tay. Liền tới đến bán nhà cửa địa phương, bán phòng tiêu thụ nhìn thấy Lâm Ca thời điểm, quả thực hai mắt thả kim quang. Nhưng nhìn đến đối phương khí thế hung hăng, Tiêu thụ chỉ cảm thấy đối phương lần này tới, sợ là có cái gì dự cảm không tốt. Tiêu thụ vội vàng cúi đầu, sợ Lâm Ca sẽ nhận ra mình, nhưng là Lâm Ca vẫn là nhận ra hắn, các ngươi có còn lương tâm hay không? Ta tại các ngươi nơi này mua phòng ở ngươi vì cái gì không sớm chút nói cho ta cái này phòng ốc là làm trái xây nhà còn gạt ta ký hợp đồng tiêu thụ cầm lâm ca trong tay hợp đồng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói chủ xí nghiệp ngài đại khái không có cẩn thận xem xét hợp đồng chúng ta trên hợp đồng mặt là viết rõ ràng ngầm thừa nhận chủ xí nghiệp hiểu rõ tình hình này thương phẩm phòng sẽ tùy thời bị thu hồi lâm ca không nghĩ tới hợp đồng này bên trong lại còn sẽ có dạng này điều lệ nhưng là mình lúc ấy cẩn thận xem xét cũng không có bên trong đầu này không không đúng đây không phải ta lúc ấy ký hợp đồng lâm ca giúp mình giải thích tiêu thụ trừng lên mí mắt lâm tiểu thư hợp đồng này nhưng cho tới bây giờ đều không hề rời đi quá bên cạnh ngài tại sao lại có thể nói không phải ngài ký hợp đồng đâu lâm ca trong lúc nhất thời hết đường chối cãi các ngươi chớ cùng ta dở trò gian coi như bên trong thật sự có đầu này lại như thế nào chỉ cần là vi quy kiến trúc hợp đồng này chính là vô hiệu các ngươi sợ không phải cái gì cũng đều không hiểu a, à, coi là bán những phòng ốc này chạy trốn liền không sao rồi, nói cho ngươi. Nhanh lên đem số tiền này đều lui còn cho chúng ta, nếu không cũng đừng trách bị kiện. Chương 361, kiếm nhiều tiền. Đối phương bị Kỳ Liên Thành khí thế kia bị dọa cho phát sợ, chỉ có thể yên lặng đem điện thoại gọi cho lão bản, chờ lão bản đến tới. Nhìn thấy Kỳ Liên Thành cùng Lâm ca, trên mặt lộ ra không vui thần sắc, ngần ấy việc nhỏ ngươi đều làm không xong hiện tại còn không phải để ta xuất mã sao, tiêu thụ trong lòng cũng rất là ủy khuất, ta làm sao biết cái này nam nhân vậy mà khó chơi như vậy. Lão bản đi vào kỳ liên thành bên người, nghe nói chính là ngươi muốn trả phòng tử, kỳ liên thành gật gật đầu. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cái này hợp đồng sao, phía trên điều khoản đã chứng minh, cái phòng này không thể bán. Các ngươi nhất định phải trả lại tiền, các ngươi cứ việc đi cáo đi, chúng ta cái phòng này đã tại bán, kia liền không khả năng có vấn đề. Các ngươi nếu là gây sự nữa, chúng ta coi như không khách khí biết chúng ta phía sau dựa vào là người nào không ta chỉ có thể nói cho ngươi chúng ta người sau lưng họ kỳ nghe xong lão bản kỳ liên thành trong lòng lột bột một tiếng toàn bộ thành đô họ kỳ năng lực vẫn còn tương đối lớn trừ phụ thân của mình bên ngoài những người khác giống như cũng không có nghe nói có cái gì lợi hại lão bản còn cho là mình hù dọa kỳ liên thành thế là đắc ý ta nhìn a à, ngươi vẫn là sớm một chút đem những vật này lấy về nói không chừng đến lúc đó bồi thường còn có phần của ngươi đâu lâm ca vừa nghe đến có bồi thường lập tức con mắt liền sáng ý tứ này là bọn hắn cái tiểu khu này về sau sẽ bị hủy đi nàng trong trí nhớ tại sao không có một đoạn này a à. kỳ liên thành chỉ có thể dằn xuống mình khiếp sợ trong lòng về đến nhà hỏi thăm kỳ thư đồng sau đó chỉ nhìn thấy kỳ liên thành đóng sập cửa mà ra kỳ thư đồng trong thư phòng ngồi rất lâu cũng không thấy đi ra ngoài về sau trong một đoạn thời gian kỳ gia toàn bộ khí áp đều là trầm thấp mà lại kỳ liên thành lần nữa đi ngay lúc đó bất động sản công ty lần này đối phương rất là nhanh nhẹn đem tiền trả lại cho kỳ liên thành nhưng mà kỳ liên thành lại quay đầu đến chỗ của mua phòng ốc thời điểm lại bị bằng hữu báo cho bên kia phòng ở đã bán xong kỳ liên thành trong lòng một trận tiếc nuối nhưng mà lần này lâm ca trong tay lại có tài chính khởi động từ vạn long thôn thu mua đồ theo thời điểm cũng dễ dàng rất nhiều dù sao đã cao hơn so Lê Lạc đưa cho tiền nhiều gấp đôi. Lê Lạc sau đó cũng phát hiện vấn đề này, ngay từ đầu, tất cả mọi người ấp úng. Dù sao Lê Lạc đối bọn hắn cũng là tận tâm tận lực, muốn để các nàng kiếm được tiền, bọn hắn cũng không lý tới từ phải tin một ngoại nhân. Nhưng là dần già, tại người đầu tiên đảo hướng Lâm Ca về sau, không chỉ có kiếm được tiền, còn ở những người khác trước mặt khoe khoang, dần già. Những người khác tiểu tâm tư cũng liền hoạt lạc, thẳng đến Trương Tẩu đem chuyện này nói cho Lê Lạc thời điểm, Lê Lạc cũng rất là bình tĩnh. Xem ra đối phương đổ đến có chuẩn bị, biết chúng ta kiếm tiền, liền đến thu mua chúng ta đồ theo, hơn nữa còn biết thị trường của chúng ta giá. Mặc dù ta cũng không biết từ ai trong miệng lưu truyền ra đi, nhưng là không cần bối rối, ta tự nhiên có biện pháp ứng đối. Hiện tại trừ chị dâu ngươi, chúng ta bên này còn có bao nhiêu người tại, trương tẩu tính toán một cái. Trừ lưu thẩm mấy người bọn hắn rút thành tương đối cao còn không có bị bắt cóc bên ngoài, cái khác những cái kia không khéo tay không nhiều đều bị người lôi kéo bảy tám phần xem ra ta cho giá cả còn chưa đủ để các nàng hài lòng a à, đã như vậy vì bọn hắn đi thôi lê lạc cười nói thế nhưng là chúng ta một tháng này chẳng phải tương đương với làm không công sao trương tẩu có chút nóng nảy nàng cũng không thể bởi vì một chút cất chuột để nàng kiếm không được tiền dù sao nhà bọn họ sinh hoạt mới vừa vặn tốt một chút dạng này trương tẩu các ngươi tạm thời ngừng tay đầu sống liền nói tới gần cửa ải cuối năm chúng ta nghĩ ai muốn đi đón việc tư đều có thể. Nhưng là không thể đem chính chúng ta sáng ý bán cho người khác, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ký những cái kia hợp đồng sao. Lê Lạc khóe miệng nhẹ cười, phía trên có chúng ta độc quyền, nếu ai để chúng ta tổn thất mình độc quyền. Chúng ta là có quyền để các nàng đem những hàng hóa kia cho tiêu hủy, còn có những cái kia dựa vào chúng ta bản hiệu thu nhập. Cũng sẽ phản còn cho chúng ta, nghe xong Lê Lạc, Trương Tẩu cảm giác lưng của mình trở nên lạnh lẽo, ai nếu là dám cùng Lê Lạc đối nghịch đây tuyệt đối là dời lên trong tay nện mình chân trương tẩu bỗng nhiên có chút đồng tình đối diện muốn phá đổ lê lạc người nguyên bản nàng còn gấp từ lê lạc nơi này tìm biện pháp không nghĩ tới lê lạc đã sớm nghĩ kỹ đối sách rất nhanh trương tẩu liền đem tin tức truyền ra tất cả mọi người rất là cao hứng nguyên bản trong lòng còn có phản bội lê lạc ấy nấy nhưng là thấy lê lạc như thế hiểu chuyện bọn hắn kiếm lên tiền đến ngược lại là càng thêm không thẹn với lương tâm phải kể tới cao hứng nhất đương nhiên là lâm ca không chỉ có bên tay chính mình cướp được lê lạc tài nguyên mà lại lý an còn xác thực kéo tới không ít ngoại quốc bạn bè đâm nhau theo phi thường yêu quý lâm ca đương nhiên thập phần vui vẻ dù sao nước ngoài thị trường là to lớn những vật này là quốc gia của bọn hắn không có cho nên đối với mấy cái này rất là si mê nhưng là đối phương nói ra muốn cùng lâm ca gặp mặt đồng thời muốn từ lâm ca trong miệng nghe được đối những vật này giảng giải về sau mới suy xét phải chăng muốn mua lại những vật này lần này lâm ca nhưng phạm khó nàng không chỉ có sẽ không tiếng anh mà lại đâm nhau theo những cái này môn đạo cũng là kiến thức nửa vời làm sao đi cùng người ngoại quốc câu thông những cái này lâm ca còn xác thực không rõ ràng nhưng là lâm ca vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp từ trong thôn mời một cái tú nương tới giúp mình giải thích thế là cái này nhiệm vụ lại rơi xuống trình lộ trên đầu làm trình lộ đem người mang tới thời điểm đối phương lại là đâm nhau theo kỹ xảo cùng một chút lịch sử nguồn gốc quả thực nhất khiếu bất thông dốt đặt trắng mai hoàn toàn không có cách nào để lý an phiên dịch ra tới lâm ca vẫn như cũ không nghĩ nhục chí thế là lựa chọn đến xưởng may đi cầu một cầu mưa cầu vòng đại sư nhưng mà vũ hồng đại sư tại nhìn thấy lâm ca thời điểm liền không có một chút sắc mặt tốt ngươi đoạt người khác có tên ngạch còn muốn dùng tiền đến thu mua ta cùng ngươi làm tuyên truyền ta học theo thùa nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên thấy người như ngươi ngươi đời này đều mơ tưởng để ta giúp ngươi làm tuyên truyền sau đó vũ hồng đại sư đem lâm ca đặt ở nàng trên mặt bàn tiền tất cả đều đẩy còn cho lâm ca đang lúc lâm ca cảm thấy mình lần này xem như không có cách nào để người giảng giải theo thùa lại đột nhiên có người ngăn ở lâm ca trước mặt tiểu ca hóa ra là ngươi a trước đó ta liền còn đang suy nghĩ ngươi làm sao đột nhiên liền từ xưởng may rời đi ta nhìn ngươi còn rất có thiên phú nghe nói ngươi bây giờ tại lê gia làm đại tiểu thư còn gả cho kỳ liên thành thật sao mệnh của ngươi thật là tốt ai không giống ta còn ở nơi này bị xem như gia súc đồng dạng lao động dù cho sẽ một tay theo thùa lại có năng lực gì đâu giao mưa một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói Lâm Ca từ trong đầu của chính mình tìm kiếm liên quan tới trí nhớ của người này trên mặt lộ ra ý cười hóa ra là giao lão sư Lâm Ca khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn A à, không nghĩ tới tiểu ca lại có thể nhận ra ta đúng vậy trước đó ngươi còn ở dưới tay ta đợi hai ngày nữa đâu giao mưa thấy Lâm Ca vậy mà nhận biết mình vậy mình đối Lâm Ca đến nói, tự nhiên cũng là có mấy phần giao tình tồn tại, vừa mới ta nghe được, ngươi cùng Vũ Hồng Đại Sư cãi nhau, thế nhưng là chuyện gì xảy ra sao? Chương 362, thất bại, giao mưa giả vờ như không biết rõ tình hình hỏi thăm Lâm Ca, Lâm Ca ngầm hiểu, không? Ta cùng Vũ Hồng Đại Sư chẳng qua là tự ôn chuyện, chẳng qua ta xác thực có một việc, đang bị buồn rầu. Ta đây không phải gần đây mua sắm một nhóm đồ theo, dự định lối ra nước ngoài, nhưng là bây giờ đối phương cần ta giảng giải theo thùa ta chỉ là cái thương nhân, nơi nào hiểu được mấy cái này công công quấn quấn, lúc này mới nghĩ đến muốn tìm một cái cố vấn. Giúp ta giải đáp nghi vấn giải hoặc, giao mưa nghe xong, mắt sáng rực lên, tiểu ca A, ngươi đây cũng không tìm đối người nha. Ta nhìn Vũ Hồng Đại Sư rất bận, nhưng là nhắc tới lý luận A, ta cũng là hiểu sơ một chút. Không biết ta có thể hay không hướng tiểu ca tự đề cử mình đâu, lâm ca tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Mình đang lo tìm không thấy người đâu, Thế là Lâm Ca cùng Giao Mưa ăn nghiệp với nhau, Giao Mưa liền đi theo Lâm Ca cùng một chỗ. Vì những cái kia ngoại quốc bạn bè giải đáp nghi vấn giải hoặc, theo thù lịch sử đâu, xa nhất có thể truy tố đến tiền sử văn hóa. Lúc ấy mọi người dùng sắc thái đến Mỹ hóa mình, sử dụng châm cùng tuyến đem liên quan đến tiêu vào hàng dịch bên trên theo thù sốc. Hình thành hoa văn đồ án, các người bây giờ thấy những cái này đồ theo, phía trên còn ẩn chứa không ít kỹ pháp. Cái này hữu dụng bên trên phá nhung, cái kia là loạn châm theo nó có phương đông truyền thống văn hóa đặc biệt mị lực. Giao phó chúng ta văn hóa lấy khăn che mặt thần bí, giao mưa một trận giảng giải, lại thêm lý an phiên dịch. Để ngoại quốc bạn bè nghe được là say sư ngon lành, thế là rất nhanh, liền đem lâm ca trong tay theo thùa, toàn bộ đều ra mua. Lâm ca lúc ấy thu mua thời điểm, cũng chỉ một kiện đồ theo 10 đồng tiền, nhưng là bán cho ngoại quốc bạn bè thời điểm. Giá cả cũng đã lật gần gấp 10, làm lâm ca nhìn thấy trên tay mình kia nhiều đến hoa mắt tiền lúc, rốt cuộc cảm giác mình đã khổ tận cam lai. Không chỉ có thoải mái cho Lý An cùng giao mưa phát tiền, liền trình lộ cũng không có quên, cuối cùng, Lâm Ca còn cảm tạ mình tuyến nhân. Tân lộ, nếu như không phải tân lộ báo tin, nói Lê Lạc dùng bao nhiêu tiền để vạn long thôn người giúp nàng làm việc. Nàng làm sao có thể từ nội bộ khiêu động Lê Lạc căng cơ, Lê Lạc, ta nói qua, ngươi là đấu không lại ta, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Dù cho ngươi có Ngô Khánh Lâm hỗ trợ thì sao, ta không phải còn có thể thắng qua ngươi, Vũ Hồng Đại Sư, người chướng mắt giao mưa. Hiện tại cũng đến thủ hạ của ta, tại xưởng may không có nàng ngày nổi danh, tại ta chỗ này, nàng có thể thỏa thích phát sáng phát nhiệt. Lần này văn hóa giao lưu, Lâm Ca cũng đặc biệt để người thu hình lại, đồng thời cũng tại đài truyền hình bên trên bắt đầu tung ra. Lê Lạc nhìn thấy Lâm Ca lên TV thời điểm, thậm chí còn ngơ ngác một chút, nhưng khi giao mưa nói ra những nội dung kia thời điểm. Lê Lạc mặt lập tức liền đen, những cái kia bản thảo, tất cả đều là nàng viết ra, để giao mưa sửa sang lại. Vì chính là đến lúc đó mình có thể hướng quốc gia khác người, tuyên truyền hoa quốc nội dung, mà bây giờ, lại bị người khác đạo văn sáng ý. Kỳ Nana cũng không có nghĩ đến, mình có một ngày, vậy mà lại bị lâm ca theo đầu, ngồi tại trước máy truyền hình. Để cho mình nhìn nàng cao quan thời khắc, làm Kỳ Nana nghe được những cái kia học thuộc lòng bản thảo thời điểm, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Những cái này, không đều là lạc lạc viết sao, hơn nữa còn đặc biệt chọn lựa tương đối xuất sắc mấy cái theo thùa hiện tại xem ra những cái kia theo thùa kiểu dáng thậm chí cũng rất là quen thuộc chẳng lẽ kỳ na na hiếp mắt nhưng là lâm ca hiện tại như của đắm chìm trong trong vui sướng một chút cũng không có chú ý tới kỳ na na ánh mắt làm kỳ na, na tại lê lạc trước mặt vì lê lạc bên vực kẻ yếu thời điểm lê lạc lại cái gì chỉ trích lời nói đều chưa hề nói lạc lạc ngươi nói hai câu a à, bây giờ người ta đều trèo lên đầu ngươi ngươi làm sao còn bình tĩnh như vậy, Lê Lạc cười cười. Đây không phải một chuyện tốt sao, kỳ na na nắm đấm đều cứng rắn, cái này làm sao cho phải sự tình rồi, nguyên vốn phải là ngươi tiền kiếm được. Hiện tại cũng bị lâm ca kiếm đi, ngươi còn cảm thấy là chuyện tốt, ta nhìn ngươi chính là không tim không phổi. Cái này theo thùa cũng không phải chuyên thuộc về ta không phải gì, vì cái gì chỉ cho phép ta giới thiệu. Không cho phép người khác giới thiệu đâu, mà lại người ta cũng là vì đồ theo làm tuyên truyền, không có gì phải tức giận, chỉ cần là chúng ta văn hóa tự tin, không phải bị cái khác những cái kia bọn chuột nhắc trộn đi qua, liền không quan trọng. Nghe xong Lê Lạc giải thích, kỳ na na ngược lại là cũng không có tức giận như vậy, đúng vậy a, à, cái này bánh ga tô liền đặt ở công chúng khu vực. Ai muốn ăn liền ăn, lúc nào biến thành tư nhân rồi, chẳng qua Lê Lạc nhìn qua, không khỏi cũng quá mức bình tĩnh đi, cái này. Rất không bình thường, nhưng là, họa có thể đồng dạng, những cái kia ký hiệu, cũng không thể giống nhau như đúc nha, Lê Lạc khóe miệng nhẹ cười l là bài của ta tử ta thỉnh cầu nhãn hiệu vậy thì không phải là ai tùy tiện đều có thể dùng ngươi một mực cầm cái này để lâm ca cho ngươi tiền liền tốt nói lê lạc đem quyền tài sản giấy chứng nhận sao chép kiện giao đến kỳ na na trong tay kỳ na na tay khi nhìn đến phía trên nội dung thời điểm càng không ngừng rung lạc lạc ngươi cái này không khỏi cũng quá ác đi cái này lâm ca nhất định không nghĩ tới ngươi lại có dạng này chuẩn bị ở sau đây không phải đưa nàng tài lộ cho hoàn toàn đoạn mất sao thật sao khi nàng mượn danh nghĩa của ta vơ vét của cải thời điểm cũng chưa hề nói nàng kiếm đủ những cái kia liền thu tay lại a à. lê lạc hé miệng cười trộn nói kỳ na na cũng là một mặt cười xấu xa đây chính là vì cái gì nàng thích lê lạc nguyên nhân không sau lưng sau dở trò cũng sẽ không đi chủ động treo chọc người khác nhưng khi người khác treo chọc nàng thời điểm nàng cũng sẽ không là một cái bánh đậu bao mặc cho người khác khi dễ mình hơn nữa còn không đánh mà thắng làm cho đối phương trả giá đắt Đợi đến Kỳ Nana đem một đống giấy ném tới Lâm ca trước mặt thời điểm, Lâm ca còn tại buồn bực đâu. Ngươi đem những cái này phóng tới trước mặt ta, là làm gì? Lâm ca, ngươi còn cho là mình làm những chuyện kia không có người phát hiện sao? Để cho mình bên trên TV, liền nên tiếp nhận ngươi những cái kia làm những cái kia chuyện xấu xa mang cho mình ảnh hưởng. Ngươi bốc lên dùng người ta bản hiệu thu lợi, hiện tại còn hỏi vì cái gì người ta tới tìm ngươi. Trong lòng ngươi mình một điểm số đều không có sao? đợi đến Lâm Ca xem hiểu phía trên chữ về sau, con ngươi nháy mắt co vào, làm sao có thể? Ta lúc nào xâm phạm nàng lê lạc quyền lợi rồi, những cái kia tất cả đều là ta bỏ tiền mua về kiếm được tiền, tự nhiên là ta. Lâm Ca che chở mình, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Chuyện này liền xem như ngươi làm đến Diêm Vương gia kia cũng là người ta lê lạc có lý, ngươi không có kia bỏ cánh cam, cũng đừng ôm kia đồ sứ sống. Ngươi cho rằng vì cái gì Giao Mưa sẽ giúp ngươi? nàng còn trộn Lê Lạc viết văn án, chẳng qua Lê Lạc cũng không có truy cứu ngươi những cái này, nhưng là khuyên ngươi. Vẫn là sớm một chút rời xa giao mưa, nếu không đến lúc đó, ngươi làm sao thất bại cũng không biết, giao mưa. Trách không được lúc ấy giao mưa từ mình nơi này cầm xong tiền liền biến mất, đây có phải hay không là liền chứng minh. Kỳ Nana cùng chính mình nói những cái kia, toàn đều là thật, không, ta không thể thu tay lại, như thế thị trường khổng lồ. Dựa vào cái gì chỉ làm cho Lê Lạc một người kiếm tiền, ngươi đem Lê Lạc tìm cho ta tới, ta phải thật tốt cùng Lê Lạc nói chuyện. Nàng không thể đối với ta như vậy, chương 363, liên kết thương mại, Lê Lạc nghe được Lâm Ca muốn tìm đến mình thời điểm. Tuyệt không ngoài ý muốn, lấy Lâm Ca tính cách, nếu là không tìm đến mình, ngược lại là mới xảy ra vấn đề. Lâm Ca đem Lê Lạc hẹn đến một nhà quán trà, Lê Lạc rất là ưu nhã cầm túi sách, ngồi tại Lâm Ca đối diện. Nhưng là Lâm Ca cũng không phải tự mình một người đến, mà là đem vu thục lan cùng một chỗ mang đi qua nếu như ngươi là đến nói cho ta để ta thu hồi mình khởi tố kia cũng không cần phải đàm lê lạc nhấp một miếng nước trà thấy đối diện hai người không nói một lời mình liền trước tiên mở miệng nói lê lạc ngươi liền nhất định phải đem sự tình làm được như thế tuyệt tình trạng sao vu thục lan hung tận chỉ trích lấy lâm ca ta làm đến mức nào rồi tại nữ sĩ đừng quên là lâm ca xâm phạm bản quyền thuộc về ta nhãn hiệu nếu như hôm nay trái lại là ta tổn hại lâm ca lợi ích, vậy ngươi bây giờ, là sẽ giúp ta nói câu công đạo đâu, lê lạc cùng vu thục lan giằng co. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua lâm ca trên thân, vẫn là sẽ giúp lấy lâm ca, cùng đi đối phó ta đây, ngươi. Ta đương nhiên là đứng tại nữ nhi của mình bên này, vu thục lan một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, để lê lạc không khỏi bật cười. Cho nên lý chính là như thế cái lý, các ngươi bên người thân không cần đạo lý, vậy liền để pháp viện giúp ta tìm lại công đạo. Các ngươi không muốn thật tốt hòa giải, tự nhiên có con đường giúp chúng ta hòa giải, đừng quên. Nếu là một khi bị những cái này cơ cấu tham gia, tài sản là sẽ bị cưỡng chế chấp hành, đến lúc đó, ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền. Đều sẽ rõ rõ ràng ràng, số tiền này, ngươi toàn bộ đều cho ta phun ra, lâm ca lập tức hoảng, nàng biết, Lê Lạc nói tới hết thảy đều là thật. Nhưng là nàng lúc này mới vừa nếm đến ngon ngọt, còn không có kiếm bao nhiêu tiền, liền bị Lê Lạc cho đoạn mất tài lộ, nàng không cam tâm. Cái này cuối năm, ngươi đừng cho lẫn nhau tìm không thoải mái vì tiện đem chuyện này lật bản chẳng phải được rồi là từ ngươi nơi này lật bản đi nhưng là dựa dẫm vào ta lật không được bản lâm ca ta đã đẩy lại đẩy cho tới bây giờ đều không có quấy rầy quá cuộc sống của ngươi a à, thế nhưng là ngươi lại là làm sao đối ta không chỉ có muốn làm khó ta đem ta đuổi tới nông thôn hiện tại liền ta kiếm tiền ngươi cũng phải từ đó cản trở nếu như hôm nay không phải trên tay của ta có như thế một cái duy quyền đồ vật ngươi sẽ tới tìm ta nói chuyện sau ngươi đừng tưởng rằng tìm tại nữ sĩ đến ta chính là thiếu ngươi ta nói đã rất rõ ràng ban đầu là các ngươi lê gia nhất định phải cùng ta phân rõ giới hạn hiện tại cũng không cần cầm cái gọi là dưỡng dục chi ân đến trước mặt ta thi ân cầu báo các ngươi phạm vào những chuyện kia ta đã nhiều lần tha thứ cùng nhượng bộ lần này vô luận như thế nào ta cũng phải mở rộng chính nghĩa của mình lê lạc một phen nói lâm ca cùng vua thục lan là á khẩu không trả lời được nhưng là cũng thật sự rõ ràng, chính là bọn hắn sai, cho dù bọn họ không nhận. Nhưng là nên phải trả cho Lê Lạc tiền, vẫn là cần còn, nhưng ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Không bằng ngươi bây giờ thì tới lấy đi, Lâm ca mỉm cười mở miệng cười nói, Vua thục lan liền vội vàng tiến lên che Lâm ca miệng. Ngươi đứa nhỏ này, nói đến cái gì mê sản, Lê Lạc, tiểu ca thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta cho tiểu ca trả, chẳng qua nhận lấy số tiền này về sau ngươi đừng có lại xuất hiện tại tiểu ca trước mặt, Lê Lạc cười lạnh một tiếng. Phản phất từ vu thục lan trong miệng nghe được cái gì chuyện cười lớn, tại nữ sĩ, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình trạng. Lần này gặp mặt, là con gái của ngươi lâm ca gọi ta tới liên kết thương mại, ngươi cho rằng ta đặc biệt vui lòng gặp nàng. Ta còn muốn về nhà chiếu cố hài tử đâu, cùng các ngươi ở đây nói nhảm, quả thực là lãng phí sinh mệnh, Lê Lạc từ trong bọc. Đem phiếu nợ đẩy lên lâm ca trước mặt, cái này chính là ngươi phiếu nợ, Phía trên viết có trả khoản ngày, nếu như không có đúng hạn trả khoản. Về sau ngươi liền rốt cuộc không có cách nào kiếm tiền nha, Lê Lạc những tâm nhắc nhở xong Lâm Ca, liền cầm lấy bọc của mình. Chuẩn bị đứng dậy rời đi, đã đều bàn bạc ổn thỏa, ta cũng sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian, còn mời Lâm nữ sĩ nhớ kỹ, kia 5 ngàn khối tiền. Còn mời mau chóng đánh tới ta tấm thẻ này bên trên nha, Lê Lạc ưu nhã hướng phía ngoài cửa đi đến, lại bị Lâm Ca đột nhiên đứng dậy. Ngăn lại đường đi, Lâm Ca một cái bàn tay, liền phải vung ra lê lạc trên mặt, lê lạc tay mắt lanh lệ địa, ngăn trở Lâm ca công kích. Sau đó lại trở tay, cho Lâm ca hai cái bàn tay, Lâm ca ánh mắt toát ra không thể tin biểu lộ, ngươi làm sao dám? Ta vì cái gì không dám? Lâm tiểu thư, ngươi cho rằng ta vẫn là hơn nửa năm trước, vì tiện tùy ý ngươi khi dễ lê lạc sao? Lê lạc biểu lộ kiên định lại nghiêm túc. Đóng lấy Lâm ca bàn tay một khắc này, vừa đẹp vừa ngầu, Lâm ca cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này lê lạc, nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì lăng rác quần, vậy mà lại thích một nữ nhân như vậy, lê lạc, ta nhất định sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Để ngươi quỳ xuống đến cầu ta, nói ngươi hối hận chọc tới ta, lâm ca che lấy gương mặt của mình, trong ánh mắt toát ra đối lê lạc hận ý. Nàng không nghĩ tới lê lạc sẽ ngăn trở công kích của mình, cũng không có nghĩ đến lê lạc lực tay như vậy mà như thế lớn. Cái này xem xét chính là luyện qua, lăng trác quần làm sao lại thích dạng này một cái cọc cái đâu, càng là tới gần cửa ải cuối năm trại chăn nuôi cũng càng thêm bận rộn không ít thôn dân đều từ trại chăn nuôi nơi này mua thịt lê lạc cũng thuận lý thành chương cho trong xưởng người đều nghĩ nàng không hy vọng đều đã ăn tết còn muốn trói buộc nhân viên mà lại nàng còn có thể thừa dịp những khi này đem trong xưởng máy móc cũng toàn bộ đều đổi mới một bên nếu không nếu như xuất hiện cái gì máy móc của mềm hóa vấn đề khi sinh sản trang phục đối lê lạc đến nói cũng coi là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đợi xử lý xong những chuyện vụn vặt khác Lê Lạc liền dẫn bọn nhỏ, đến trên trấn đi chọn mua. Không ít quán nhỏ phiến, tại thứ ba thật khó chịu phủ lên một tấm bao tải, phía trên bày đầy rau quả cùng nguyên liệu nấu ăn. Lê Lạc đều kém chút chọn đến hoa mắt, ba đứa hài tử liền ngoan ngoãn cùng tại Lê Lạc phía sau, giúp Lê Lạc túi sách tử. Lê Lạc còn lại cho bọn nhỏ mua thêm không ít quần áo, hiện tại mỗi người cũng có thuộc về đồ lót của mình tủ. Quần áo nhiều đến trong tủ treo quần áo đều nhanh không bỏ xuống được, những cái này toàn bộ đều là đến từ Lê Lạc cưng chiều, ma ma vì cái gì ăn tết mọi người muốn chuẩn bị nhiều như vậy đồ tết a Lăng tiểu qua một bên giúp lê lạc túi sách tử một bên dò hỏi năm này a đặt mua đồ tết là chúng ta từng nhà ắt không thể thiếu hạng nhất đại sự thời cổ rất nhiều người đều không có cơm ăn mà lại giao thông cũng không giống hiện tại như thế tiện lợi cho nên liền cần sớm đến chọn mua đồ tết cũng chính là chúng ta nói tới đi chợ mọi người bận rộn một năm tròn chính là tại lúc sau tết mới có thể ăn được số lượng không nhiều ăn thịt sẽ còn bái phỏng thân hữu ăn tết là độc thuộc về chúng ta hoa quốc nghi thức cảm giác đại biểu cho đoàn viên tường hòa cùng hy vọng lần này không chỉ có là lăng tiểu qua nghe được say sưa ngon lành liền lăng tiểu lỗi cùng nha nha đều nghe được mê mẩn lão bản đến một chút pháo kép lão bản mua ba bức câu đối còn có những cái này hạt dưa cùng đường tất cả đều cho ta xưng được một chút chọn mua đồ tết lê là cũng không có chút nào mập mờ rất nhanh liền đem chỗ thứ cần thiết, chọn mua đầy đủ. Tất cả mọi người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, thắng lợi trở về, chương 364, đi nhờ xe, lê lạc mua đồ xong về nhà. Vừa vặn đụng phải những người khác cũng lục tục ngo ngoe trở về trở lại, hứa mai thấy lê lạc dẫn theo bao lớn bao nhỏ, cũng không tiện. Liền để lão công dừng xe đến, mang theo lê lạc trở về, lê lạc ngay từ đầu còn tại chối từ, nhưng là hứa mai giữ chặt lê lạc, lên đây đi. Lạc lạc, chúng ta quan hệ đều gần như vậy mà lại ngươi nhìn hổ đầu còn muốn cùng muội muội cùng nhau chơi đùa đâu chỉ thấy hổ đầu mắt nhỏ một mực rơi vào nha nha trên thân cùng nha nha làm lên trò chơi mà lại nếu như không phải lăng ca sợ là chúng ta vạn long thôn muốn ăn được một con heo thịt cũng khó khăn lắm đây những năm qua tại lăng ca vẫn chưa về thời điểm chúng ta vạn long thôn vậy nhưng là có tiếng nghèo khó thôn chúng ta vạn long thôn cái gì cũng không nhiều là thuộc cô độc người nhiều nhất mà lại cũng không có cái gì tay nghề cả ngày trừ chơi bời leo lỏng là cái gì cũng sẽ không làm cái này không có tiền nơi nào có thể trôi qua bên trên cái gì tốt năm quanh năm suốt tháng có ít người nhà liền chút bãi dầu đều vớt không lên mọi người a à. cũng không nguyện ý lại hướng nông thôn đợi đều muốn đi trong thành thử thời vận đây cũng chính là vì sao tiểu lâm sẽ đến trên trấn nguyên nhân nhưng là lăng ca không lâu sau liền cải thiện tình huống này ngay từ đầu mọi người cũng không tin lăng ca cái này trại chăn nuôi có thể làm ra manh mối gì đến lại thêm lúc kia đều là tập thể ăn chung nồi nhà ai dám lấy tiền mình làm lão bản a lê lạc nghĩ nghĩ lúc ấy xác thực vẫn là kinh tế tập thể phát triển thời điểm đối với hộ cá thể mọi người chỉ là lo liệu lấy ngắm nhìn thái độ nhưng là có can đảm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người cũng sớm đã kiếm được đầy bồn đầy bát lăng trác quần chính là đứng tại đứng đầu nhất đám người kia nhưng là lăng ca liền có thể thành sự không chỉ có trại chăn nuôi thiết lập đến còn đem những cái kia không có công việc người trẻ tuổi cũng động viên cho mọi người phát tiền lương ngày lễ ngày tết thời điểm còn cho mọi người phân thịt ăn cho nên mọi người a à, nên muốn đọc lấy lăng ca ân tình lê lạc nháy nháy mắt không nghĩ tới vạn long thôn vẫn còn có dạng này lịch sử chẳng qua từ khi nàng tới về sau nhìn thấy những cái kia tràn cảnh lại cùng hứa mai nói một trời một vực dù sao có bệnh đau mắt quá nhiều người thế nhưng là nhận không ra người nhà so với mình nhà tốt nhưng là lăng trác quần trên tay một người tài phú, đều so toàn bộ làng tài phú còn nhiều hơn. Bởi vậy chỉ có thể trở thành đám người ngưỡng vọng tồn tại, dù cho có bệnh đau mắt, nhằm vào lăng trác quần. Cũng nhằm vào không ra cái như thế về sau, mà lại lăng trác quần cũng không phải lo liệu lấy một nhà độc đại thái độ. Mà là cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, làm nông thôn kinh tế, thực hiện cộng đồng giàu có. Cho nên những cái kia muốn nói lăng trác quần làm độc quyền thủ đoạn những người kia, cũng chỉ có thể thất bại mà về nghe hứa mai nói về lăng trác quần trước đó cố sự không chỉ là lê lạc liền mấy cái tiểu hài tử cũng là nghe được say sưa ngon lành tốt như vậy ba ba nếu như lúc trước không phải chúng ta chỉ sợ ba ba sẽ có cao hơn thành tựu đi lăng tiểu quan nhỏ giọng nói lầm bầm lúc ấy lăng trác quần đứng tại hắn cùng đệ đệ hai người trước mặt trong ngực còn ôm lấy nha nha cùng bọn hắn nói từ nay về sau ta chính là ba của các ngươi về sau ta sẽ thật tốt chiếu cố các ngươi sẽ không lại để các ngươi nhận nửa điểm tổn thương trước đó lăng trác quần quả thật có thể chiếu cố về đến trong nhà cùng trại chăn nuôi hai cái địa phương nhưng là dần già lăng trác quần sinh ý càng lúc càng lớn trong nhà liền chậm rãi chỉ còn lại ba đứa hài tử không có cách nào lăng trác quần mới mời vương thẩm tới chiếu cố ba người trước đó vương thẩm đối bọn hắn cũng còn tính là tận tâm tận lực nhưng là từ khi lăng trác quần càng ngày càng ít trở về nhà vương thẩm liền bắt đầu ngược đãi bọn hắn nếu như không phải lê lạc xuất hiện lời nói chỉ sợ bọn họ hiện tại thời gian sẽ càng thêm không dễ chịu, khả năng hết thảy đều là tốt nhất thu xếp đi. tại bọn hắn bất lực thời điểm bị ba ba thu dưỡng, tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, mama đi vào lăn da, ba ba vất vả, mama cũng đồng dạng là anh hùng của chúng ta. tại hứa mai tán dương lăn trát quần thời điểm Lăng tiểu quang lên tiếng thay lê lạc mở miệng nói, hàng gia là đại ca ca, vậy mà đều biết thay mama nói chuyện, lạc lạc người đứa con trai này nuôi phải thật có thể. Hứa Mai hướng về phía Lê Lạc giơ ngón tay cái lên, vẫn là mấy đứa bé nhu thuận hiểu chuyện, ta mang theo bọn hắn, cũng không phí khí lực gì. Chị dâu, người cái này coi như khiêm tốn, ai không biết tại trong xưởng, tất cả đều là tại khen ngài hiền lành. Còn nói nhà ai nếu là cưới giống ngài lão bà như vậy, vậy nhưng thật sự là mộ tổ đều bốc lên khói xanh, hứa mai lão công Triệu Gia Minh vừa cười. Vừa lên tiếng nói, nghe xong Triệu Gia Minh, hứa mai trong lòng cảm giác khó chịu, biểu môi, u, cưới chị dâu là mộ tổ bốc lên khói xanh. Khi cưới ta chính là gia môn bất hạnh chứ sao, cưới hứa mai tỷ tỷ, kia là có phúc ba đời, lê lạc ở một bên cười hòa giải. Hứa mai biểu lộ lúc này mới hòa hoãn lại, nhìn một cái chị dâu miệng, trách không được tất cả mọi người khen chị dâu đâu. Muốn ta là cái nam nhân A, à, cũng muốn cưới lạc lạc, đáng tiếc ca, à, chúng ta đều không phải lăng ca, không có kiếm tiền bản lĩnh không nói. Còn không người nhà cao cao đẹp trai một chút, chị dâu cùng lăng ca mới là một đôi trời sinh, lực lượng ngang nhau tồn tại, trên đường đi. Mấy người cười cười nói nói, nhìn xem chung quanh một phái hồng hồng hỏa hỏa không khí, nguyên bản quạng cu ẻ trên đường phố. Cũng đều bày đầy đồ Tết quán nhỏ, không ít người còn đặc biệt từ những thôn khác tử, tới đi chợ đâu, vạn long thôn so với trước kia đến. Ngược lại là náo nhiệt không ít, lê lạc cực đầu không ngừng, nhìn xem chung quanh những cái kia các hương thân chất phát khuôn mặt tươi cười. Mình cũng nhịn không được cười lên, trước kia cái này vạn long thôn nhưng không có đi chợ, cái này không dựa cả vào lấy lăng ca. Từ trên trấn mua về phiên chợ, cho chúng ta thôn trưởng nhưng thần khí xấu, đợi đến ăn tết đoạn thời gian kia, cửa thôn tử kia trên sân khấu. Còn sẽ có người hát vỡ kịch đâu, lê lạc ký ức, lập tức liền bị kéo về khi còn bé, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trên đường còn mấy người trẻ tuổi đe một con lợn trói gô lên, nhìn qua có cái chừng 200 cân bộ dáng. Đó chính là từ trại chăn nuôi kéo trở về heo, Lê Lạc mắt sách nhìn thấy heo trên lỗ tai, có lăng gia trại chăn nuôi dấu hiệu đặc biệt. Còn rất hiếu kỳ năm này heo là thế nào chết, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đầu lại một đầu niên kỹ heo. Được đưa đến sân khấu kịch bên kia trên đất trống, chung quanh còn bày không ít tấm ván gỗ. Phía trên đánh gậy tất cả đều là tinh tế dày đặc đao các vết tích, từ khi tiểu lăng trở về về sau. Trong thôn liền định ra phép tắt mỗi cuối năm, chúng ta đều sẽ làm thịt sáu đầu năm heo. Mỗi cái nhà hộ đều có thể chia lên gần 10 cân thịt heo đâu, đi, chúng ta tới xem xem đi, hứa mai nghĩ đến, Lê Lạc là người trong thành. Tự nhiên là chưa từng gặp qua nông thôn giết năm heo, lại thêm giết năm heo người, không phải người khác, chính là Lăng Trác Quần. Lê Lạc trong đám người nhìn thấy Lăng Trác Quần, ngược lại là không có lộ ra quá kinh ngạc, dù sao tại Lê Lạc xem ra. Từ Lăng Trác Quần đến chủ trì giết năm heo sự tình rất là bình thường, bọn trẻ tại cái này nhìn xem, có thể hay không không tốt lắm. Dạng này máu tanh tình cảnh, Lê Lạc sợ sẽ hù đến nha nha cùng hổ đầu, Chương 365, giấc năm heo, đừng sợ. Trong làng hài tử thấy tràn diện này thấy nhiều, một chút cũng sẽ không sợ, mà lại dính dính năm khí, cũng không có gì không tốt, ngươi nhìn. Bên kia đã tụ mãn người, trong tay cũng đều dẫn theo chậu lớn tử đâu, hứa mai chỉ chỉ chung quanh kia lít nha lít nhít người. Cười đến không ngậm miệng được, triệu ca, ngươi nhanh đi về, cầm hai cái chậu lớn tới, chúng ta cũng chờ ăn mặc thịt. Hứa mai vội vàng chọc chọc một bên triệu gia minh, hưng phấn nói, Triệu gia minh bạch nhưng cũng biết, cái này thịt heo a à. Khẳng định càng là tươi mới càng tốt, thế là ngựa không dừng vó liền chạy về nhà, ngược lại là lăng tiểu lỗi. Nhìn xe một bên nhảy bắp rang cùng bán nước mía, có chút không dời nổi bước chân, lê lạc từ trong bao tiền của mình mặt, xuất ra bốn khối tiền. Phân biệt cho nha nha, hổ đầu, hàng gia cùng tiểu mau, không sai không kém, chỉnh chỉnh tề tề, tạ ơn lạc lạc thím, hổ đầu không nghĩ tới. Mình cũng sẽ có cùng ca ca muội muội đồng dạng đãi ngộ, nháy mắt con mắt cười đến hiếp thành một đường nhỏ. Lê Lạc nhéo nhéo hổ đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cần phải đi theo hàng gia cùng tiểu mau ca ca, cùng theo bảo vệ tốt nha nha muội muội a. À. Hổ đầu dùng sức cực đầu, Lạc Lạc thím yên tâm, ta sẽ không để cho nha nha buông ra ta tay. Hứa Mai Nguyên vốn không muốn làm cho hổ đầu cầm Lê Lạc tiền, dù sao bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nhưng là Lê Lạc lại nói. Ăn Tết nha, lấy cái tặng thưởng không nói, lại thêm hôm nay là hứa mai bọn hắn cho mang về, cái này một khối tiền liền cái lộ phí đều không đủ đâu. Cho hứa mai hứa mai chắc chắn sẽ không thu, nhưng là cho hài tử, hài tử lại có thể cao hứng cả ngày, đại nhân cùng tiểu hài đều cao hứng. Mấy cái tiểu bằng hữu tay cầm tay đi theo tại cái khác tiểu bằng hữu phía sau đứng xếp hàng, lê lạc cũng là cùng hứa mai cùng một chỗ. Sang đây xem như thế nào giết năm heo, chỉ thấy trói gô trắng bóng lợn thịt, bị hai người dùng cây gậy nâng lên. Sau đó treo ở đại hào đòn cân phía trên, trước cân nặng ra tới một cái đại khái trọng lượng, năm năm đầu heo toàn bộ cân nặng xuống tới. Đại khái liền có gần 2.000 cân trọng lượng, mà vạn long thôn mang lên đại nhân cùng tiểu hài, có gần 500 người, chừng 200 gia đình. Trừ lăng trác quần mổ chính bên ngoài, gần như toàn thôn tráng niên, đều thay đổi tạp về, cầm đao, chuẩn bị bắt đầu chia cắt khối thịt. Chỉ thấy mấy đầu heo tất cả đều cẩn thận, nắng nóc đem đầu heo toàn bộ cắt đi, nội tạng cùng đại tràng các cái khác một chút xuống nước. Mặt khác trang bồn, xương sườn, trước khủ tay, sau khủ tay, hoa mai ngũ hoa xương sườn cũng tất cả đều phân chia tốt vị trí mọi người nhìn đau kia trên ngọn bên trên những cái kia trơn như bôi dầu mỡ cũng nhịn không được muốn nuốt nước miếng chỉ thấy trừ lăn trát quần bên ngoài những người khác trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vết máu nhưng là không có tí ti ảnh hưởng nào những người khác nụ cười trên mặt tất cả mọi người xếp thành hàng chuẩn bị bắt đầu phân thịt á theo thôn trưởng ra lệnh một tiếng tất cả mọi người nhao nhao lập đội ngũ không ai tranh đoạt Lê Lạc nhìn xem trường hợp như vậy. Trong lúc nhất thời có chút than thở, ở đời sau niên kỷ vị, đã càng lúc càng mờ nhạt, không chỉ có không thể đốt pháo. Pháo hoa những cái kia cũng đã cấm chỉ, thậm chí tại có smartphone về sau, cũng càng ngày càng nhiều người, thích khoanh tay cơ soát video ngắn. Không còn lựa chọn đi xem tiết mục cuối năm, Lê Lạc nhớ mang máng, một năm này, dường như tiết mục cuối năm đã leo lên lớn màn ảnh. Lê Lạc bỗng nhiên có chút chờ mong, tại năm nay gặp được như thế nào khuôn mặt quen thuộc, lạc lạc thần làm gì đến nhà ngươi. ngay tại xuất thần lúc lê lạc đã xếp tới mặt trước đội ngũ. trước đó thôn trưởng nhìn thấy lê lạc thời điểm còn dự định để lê lạc xếp tới phía trước, không cần xếp hàng đâu, nhưng là lê lạc kiên quyết mình không thể đủ làm đặc thù. còn để thôn trưởng nhận không được liên tục tán thưởng, muốn ta nói a à, chúng ta thôn lăng gia thật đúng là số một điển hình gia đình a. ta nhìn a à, năm nay chúng ta trong thôn hẳn là nhiều để bọn hắn lăng gia cầm cái năm cân thịt mọi người hẳn là cũng không có ý kiến gì a à. thôn trưởng trước mặt mọi người mở miệng mọi người tự nhiên là nhao nhao gật đầu ai cũng sẽ không ở thời điểm này đứng ra bác thôn trưởng mặt mũi thôn trưởng không cần nhà chúng ta bình thường cũng không thiếu điểm ấy lê lạc cái này mới mở miệng chính là đỉnh cấp vơ sai cái này không thể được nếu như không phải tiểu lăng cùng ngươi a à, nơi nào có chúng ta vạn long thôn hôm nay thôn trưởng khăng khăng cầm bồn định cho lê lạc trang thịt lê lạc nhiều lần từ chối đều ngăn cản không nổi thôn trưởng nhiệt tình. Như vậy đi thôn trưởng, ta nhìn những cái này xương sườn gần như không có người nào muốn, ta liền cầm lấy những cái này xương sườn trở về đi. Lê Lạc chỉ chỉ một bên bị xa lánh bên ngoài xương sườn, bởi vì cái này năm tháng, tất cả mọi người không kịp ăn cái gì thịt. Cho nên phần lớn người, đều sẽ lựa chọn ngũ hoa hoặc là mỡ tương đối dày nặng thịt, dùng để thêm chút thức ăn mặn. Lúc này đại gia hỏa nhìn thấy Lê Lạc lựa chọn xương sườn, đều có chút không rõ nội tình. Lạc lạc a, cái này xương sườn phía trên. Thế nhưng là đều không có thịt gì ăn, người ăn xương sườn còn không bằng lấy thêm hai lượng trước kẹp thịt đâu, Lê Lạc chỉ là cười cười. Yên tâm đi hứa tỷ tỷ, ta tâm lý nắm chắc, thông trưởng thấy Lê Lạc kiên trì như vậy, cũng nói không nên lời lời gì đến. Chỉ có thể mặc cho Lê Lạc đi, chẳng qua đang giả vờ xương sườn thời điểm, thông trưởng vẫn là cho thêm Lê Lạc ra một chút. Lê Lạc nhìn xem tràn đầy một chậu thịt heo, có chút dở khóc dở cười, ở một bên chờ lấy phân thịt vương thẩm nhìn xem trong lòng coi như không thoải mái ha ha ngược lại là không nghĩ tới người trong thành cũng như thế nghèo kiết hủ lậu có thịt không ăn hết lần này tới lần khác chỉ ăn kia không có cái gì vị thịt nhi xương sườn tiểu lăng a ngươi cái này nàng dâu cuối năm đều muốn làm mất mặt ngươi đâu vương thẩm lời này mới ra nháy mắt mấy người liền đen mặt vương thẩm lời này của ngươi là có ý gì cuối năm người ta lăng gia hảo tâm cho chúng ta phân thịt heo ngươi không cảm kích thì thôi còn ở nơi này nói ngồi châm chọc ta nhìn ngươi thật là không nghĩ tới năm, tất cả mọi người nghe kỹ, vương thẩm một nhà, không cần chúng ta phân năm heo cho nàng. Để bọn hắn một nhà người, mình đi mua thịt ăn đi, vương thẩm nghe xong thôn trưởng nói lời này, lập tức sốt ruột, ai ai, thôn trưởng. Ta cũng không phải ý tứ này, lúc này mỗi cái làng đều tại giết năm heo, nơi nào còn có cái gì địa phương khác, mua cho ta thịt heo đi à. Ta đây không phải đau lòng nhà chúng ta hàng gia cùng tiểu mau mà, quanh năm suốt tháng đến, ăn không được cái gì vị thịt hiện tại cái này lạc lạc còn muốn chỉ cầm chút xương sườn cùng xuống nước trở về, đây không phải cứ để làng xem thường chúng ta làng sao. Vương thẩm, nhà chúng ta hài tử thiếu hay không dinh dưỡng, còn chưa tới phi ngươi nhọc lòng, ngươi nhìn chúng ta nhà hàng gia cùng tiểu mau. Gián giúp nơi nào không thể so chúng ta những nhà khác hài tử rắn chắc, hơn nửa năm trước, ta đi vào chúng ta làng, ba đứa hài tử bộ dáng. Mọi người cũng rõ như ba ngày, ta nếu là thật sự để bọn nhỏ ăn đến không tốt, bọn hắn chỗ nào có thể dán dấp nhanh như vậy, Vương Thẩm, người bên trên dưới đầu môi môi vỗ, liền đến tung tin đồn nhảm nhà chúng ta lạc lạc, đến tột cùng ra sao đắp tâm, Lăng Trác Quần cũng đứng dậy, mở miệng thay lê lạc nói chuyện. Trước đó ta dường như đã đã cảnh cáo Lý thúc, không muốn lại để cho ta nghe được người Lý Gia lại nói lạc lạc một câu không tốt. Ta nhìn Lý Gia có phải là lấy ra vào tay này ra tay kia, mắt thấy Lăng Trác Quần sinh khí, cái khác phân thịt người trẻ tuổi cũng dừng động tác lại, tất cả đều hướng phía Vương Thẩm bên này nhìn lại mươi 366, Lý Gia Bác Quái, Vương Thẩm không nghĩ tới, mình chỉ là nói một câu chua nói chua ngữ. Liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, ai u, ta sai còn không được sao, Vương Thẩm hướng lấy đôi chân của mình vỗ, sắc mặt rất là khó coi. Đối lê lạc chính là càng không ngừng cúi đầu, lạc lạc A, à, ngươi nhìn thím ta cũng là vô tâm chi thất, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thím ta lần này A, à, cái này cuối năm, đừng để thím ta khó làm người A, à. Vương Thẩm ngữ khí gần như cầu khẩn. Vương Thẩm, ngươi ở trong thôn, ba phen mấy bận sống mái với ta, liền cuối năm đều muốn cùng ta ngột ngạt, ngươi không chiếm lý, dẫn xuất chúng nộ. Hiện tại lại trách ta không để ngươi quá cái tốt năm, lời này của ngươi cũng lại có thể nói ra được. Ta nhìn lăng ca cùng thôn trưởng bọn hắn nói đến cũng thật đúng, Vương Thẩm vì ta nghĩ đến như thế chu đáo, kia Vương Thím nhà thịt liền toàn bộ lấy tới cho nhà chúng ta hàng gia cùng tiểu mao lớn thân thể đi. Thôn trưởng nghe xong liền vội vàng gật đầu đem nguyên bản đang muốn đặt ở vương thẩm nhà trong chậu thịt, đưa cho Lê Lạc, Lê Lạc cười cảm ơn qua thông trưởng. Sau đó ánh mắt đều không có cho vương thẩm nhà một chút, sau đó đứng ở một bên, chờ lấy chuẩn bị cầm thịt hứa mai, vương thẩm thấy cảnh này. Ruột đều nhanh hối hận thanh, vì cái gì nàng nhất định phải lắm miệng nói Lê Lạc mấy cái này không tốt, mình tại Lê Lạc trên tay chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi còn chưa đủ nhiều không, Lê Lạc đứng tại lăng trác quần bên người, lăng trác quần dừng tay lại biểu động tác. Cho Lê Lạc nói một câu thì thầm, thịt quá nặng, ngươi đem thịt đặt ở cái này đi, đến lúc đó ta mang về cho ngươi. Lê Lạc con mắt có chút trợn to, sau đó khoát khoát tay, không sao, ít như vậy trọng lượng, còn không có trọng đến để ta không chịu nổi trình độ. Ngươi ở đây vội vàng, ta cùng hứa tỷ tỷ cùng nhau về nhà chính là, lăn rác quần nhẹ gật đầu, chờ ngươi về nhà, sẽ phát hiện một kinh hỷ. Lê Lạc rất là hiếu kỳ, kinh hỷ, là cái gì a? À, chờ ngươi về đến nhà liền biết lăng trác quần vẫn là đối lê lạc thừa nước đục thả câu lê lạc cực cực đầu có chút không kịp chờ đợi muốn về nhà nhìn xem lăng trác quần tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị kinh hỉ đến tột cùng là cái gì rất nhanh đợi đến hứa mai cũng sắp xếp gọn thịt hai người liền dự định kết bạn về nhà trên đường nhìn thấy mấy cái tiểu bằng hữu đã mua được cây mía cầm cây mía giống như là cầm tới kim cô bổng đồng dạng đang không ngừng đánh nhau chỉ có nha nha trên tay cầm hai cái màu hồng đầu nhỏ hoa lê lạc hướng về phía nha nha vẫy vẫy tay nha nha nhìn thấy lê lạc con mắt cũng bày ra hướng phía lê lạc chạy tới ma ma thật nhiều thịt thịt ma ma cho nha nha cùng ca ca nổ viên thuốc làm sủi cảo ăn lê lạc lung lay trong tay thịt khẽ cười nói nha nha làm sao chỉ mua đầu hoa đây là không thích ăn cây mía sao hứa mai ngoẹo đầu nhìn xem mấy cái tiểu nam sinh tại cầm cây mía khoa tay múa chân vô cùng náo nhiệt chỉ thấy nha nha khéo léo chỉ mình nhỏ răng cửa a à. Nha Nha sợ răng đau nhất, ăn không được cây mía. Hứa Mai có chút dở khóc dở cười, quên đi Nha Nha cũng chẳng qua là cái ba tuổi nữ hoa hoa. Ăn cây mía, xác thực có thật nhiều không tiện, là Hứa Mai A Di suy tính được không chu đáo, sau đó Hứa Mai phía sau lưng. Liền bị hổ đầu dùng cây mía đâm một chút, hổ đầu, ngươi tiểu tử thúi này, ta nhìn ngươi là không biết lớn nhỏ, sau đó. Hứa Mai đem một chậu thịt đưa tới Triệu Gia Minh trên tay, mình thì là cùng hổ đầu ngươi truy ta đuổi, mụ, mụ mụ, cuối năm ngươi không thể đánh ta. Hổ đầu đang không ngừng né tránh, nhưng là hắn nơi nào có hứa mai động tác nhanh, bắt đến hổ đầu hứa mai. Liền cho hổ đầu trên đầu đến một cái bạo hạt dẻ, ai quy định ăn Tết không thể đánh tiểu hài nhi, ngươi không nghe lời. Quanh năm suốt tháng đều muốn bị ta đánh đòn, sau đó, hứa mai liền cho hổ đầu trên mông, đến một bàn tay, hổ đầu khẩn trương đến nhắm mắt lại. Lại phát hiện hứa mai đánh cho không có chút nào đau nhất, sau đó lại đối hứa mai nháy mắt ra hiệu nói, tạ ơn ma ma liền biết ma ma không đành lòng để ta đau, cái này gọi đánh vào nhi thân, đau nhất tại nương tâm, hổ đầu, chọc cho người chung quanh cười ha ha. Để hứa mai cũng không nhận được có chút cảm thấy khó xử, mình này nhi tử, lúc nào vậy mà như thế có trình độ văn hóa, còn đánh vào nhi thân. Đau nhất tại nương tâm, miệng lưỡi trơn tru, hứa mai giả ý quán trách hai câu, liền theo mấy người đi, trên đường trở về. Hứa mai vẫn là không nhận được nhã rảnh, người nói cái này vương thẩm, chúng ta cái này cuối năm, đều không cho thật tốt quá còn không phải náo một mà như thế lần này tốt đi chỉ có nhà bọn hắn năm này sợ là càng không dễ chịu đi a à, ngươi thấy vừa rồi trôi qua nữ nhân kia sao hứa mai xoa xoa ánh mắt của mình còn cho là mình là nhìn lầm lê lạc cũng vừa vừa chú ý tới từ bên cạnh mình trải qua nữ nhân đây không phải tân lộ cùng lý ái liên sao hai người bọn họ hiện tại ngược lại là rất tốt một người giống như lúc trước hai người không phải còn vì tranh lăng ca kém chút ra tay đánh nhau sao hơn nữa nhìn lý ái liên cùng tân lộ kia hồng quang đầy mặt dáng vẻ sợ không phải muốn tốt sự tình gần đi chuyện tốt chuyện gì tốt lê lạc khoảng thời gian này bận bịu đầu óc choáng váng cũng không biết không này bên trong vậy mà còn có chuyện tốt gì là mình không biết khi là cái này bác quái còn không có truyền đến ngươi nơi này đâu cái này lý ái liên a không biết từ nơi nào dính vào cái thổ người giàu có gần đây chính thần chọc tức lấy đâu nghe nói vẫn là cái làm đầu tư hôm nay cái này vương tú mai động tỉnh lớn như vậy sợ không phải chính là tại bởi vì cái này sự tình mới xin lỗi, kia thổ người giàu có muốn ăn Tết đến đây trong nhà gặp mặt một lần. Cho nên vương thím mới không kịp chờ đợi muốn lấy thêm chút thịt trở về, nhưng là hiện tại xem xét, sợ là hy vọng muốn thất bại đi. Cái này lý ái liên dính vào thổ người giàu có, cùng tân lộ lại có quan hệ gì, vì cái gì tân lộ ngược lại là cùng lý ái liên thân như tỷ muội rồi. Tân lộ tự hồ là cái kia thổ người giàu có thư ký, nghe nói giúp đỡ thổ người giàu có cầm xuống một cái đơn đặt hàng lớn mà lại lý ái liên lôi kéo tân lộ cùng thổ người giàu có nhận biết lúc này mới có tân lộ chức vị ta cũng là nghe nói cái này lý thiết xuyên cùng tân lộ hai người ở giữa a tự hồ có chút quan hệ thế nào cho nên a lý thiết xuyên mới có thể để lý ái liên phá lệ chiếu cố tân lộ tới lý thiết xuyên tân lộ hai cái nhìn cũng không phải là một con đường bên trên người làm sao lại lẫn vào đến cùng một chỗ lê là cảm giác mình đã ngửi được lớn dư hương vị lý ái liên dính vào người giàu có Tân Lộ biến thành người giàu có thư ký. Lý Ái Liên còn như thế yên tâm để Tân Lộ cho thổ người giàu có làm thư ký. Cái này khiến Lê Lạc không khỏi nghĩ lên một câu, có việc thư ký làm. Đây cũng không phải Lê Lạc đỏ mắt Lý Gia kỳ ngộ, chính là luôn cảm giác cái này toàn gia có chút là lạ, không nghĩ người bên ngoài nhà. Cái này quanh năm suốt tháng A, cũng liền ăn Tết khoảng thời gian này, có thể hơi nhẹ nhõm một chút, liền lăng ca ở nhà thời gian đều nhiều nữa nha. Lạc lạc, người nói lăng ca cái này buộc ga rô, Hai người các ngươi cũng liền thật không có tính toán lại muốn đứa bé, Hứa Mai trừng mắt nhìn. Lặng lẽ đối Lê Lạc mở miệng nói, Lê Lạc không nghĩ tới, cái này ăn dưa lại còn ăn vào trên đầu của mình, lắc đầu liên tục. Ta có cái này ba đứa hài tử, cũng đã là phúc khí của ta, nơi nào còn cần lại muốn hài tử a, chương 367, tái sinh một cái. Hứa Mai khoát khoát tay, cũng thế, có ba cái thông minh như vậy bé con, ai nhìn không có thèm nha, chẳng qua ngươi còn trẻ cũng không nóng nảy lại sinh hài tử ha, chẳng qua hai người các ngươi ghen tốt như vậy, không di truyền lại, quả thực có chút tiếc núi. Hứa Mai trên mặt phủ lên sơ qua tiếc núi thần sắc, Lê Lạc khóe miệng nhẹ cười, có cái gì tiếc núi, dáng dấp đẹp mắt nhiều người. Mà lại chúng ta vạn long thôn địa linh nhân kiệt, cũng không kém điểm ấy ghen, Hứa Mai thấy Lê Lạc thấy như thế mở, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người riêng phần mình về nhà, đợi đến Lê Lạc mở ra cửa phòng, quay người lại nhìn thấy ba đứa hài tử liền đứng ở sau lưng chính mình kém chút đem Lê Lạc giật mình, ba người các ngươi, đi đường làm sao đều không có âm thanh, Lê Lạc vỗ vỗ lồng ngực của mình. Lăng tiểu quan cùng lăng tiểu lỗi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có mở miệng. Nhưng là trên mặt biểu lộ lại giống như là tràn ngập bốn chữ lớn, ta không vui vẻ, làm sao rồi, cái này cuối năm. Ai gây hai anh em chúng ta không vui vẻ rồi, Lê Lạc nhéo nhéo hai người khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng là hai huynh đệ cái biểu lộ vẫn như cũ rất là nghiêm túc, ma ma, ngươi có phải hay không muốn cùng ba ba hai người, nhỏ hơn đệ đệ rồi. Cuối cùng, Lăng Tiểu Quang vẫn là không nhịn được mở miệng nói, Lê Lạc ngẩng người, đây là ai nói cho các ngươi biết? Ta cùng ba ba đều không có có ý nghĩ này a, à. Lê Lạc biểu lộ cũng thời gian dần qua trở nên nghiêm túc. Mình trước đó cùng Hứa Mai hai người nói chuyện, sẽ không bị ba người nghe đi, để ba người nghĩ đến chuyện gì đó không hay đi, ai ngờ lúc này. Lăng Tiểu lỗi lại ủy khuất, chúng ta nhìn thấy có bắp rang. Nghĩ đến đi lưu thẩm tử nhà lấy tiền mua một chút bắp ngô trở về. Lưu thẩm tử nhìn thấy chúng ta liền nói, chúng ta như thế tham ăn, sẽ để cho ma ma không vui vẻ, vạn nhất ma ma không vui vẻ. Cùng ba ba hai người, tái sinh một tên tiểu đệ đệ, mụ mụ trong mắt cũng chỉ có tiểu đệ đệ, sẽ đối với chúng ta không tốt, lăng tiểu lỗi nói nói. Liền bắt đầu lau nước mắt, dù sao bọn hắn một nhà đã hoàn toàn tiếp nhận Lê Lạc, lúc này nếu như Lê Lạc đột nhiên đối bọn hắn không tốt, bọn hắn sợ là trong lúc nhất thời hoàn toàn không chịu nhận cái này lưu thẩm tử không cho bắp ngô liền không cho bắp ngô nha nói cái gì lời vô vị để các ngươi khổ sở vừa mới hứa mai thím cũng là nói như vậy muốn để ma ma có mình bảo bảo ma ma ngươi có thể sinh tiểu bảo bảo nhưng là có thể hay không sẽ còn tiếp tục yêu chúng ta lăng tiểu lỗi giọng nghẹn ngào đã càng ngày càng nặng lê lạc liền giúp lăng tiểu lỗi lau nước mắt cũng không kịp mặc dù lê lạc đi vào lăng gia thời gian đã không ngắn nhưng là tiểu hài tử năng lực tiếp nhận cùng các đại nhân không giống lại thêm trước đó mấy ca liền tương đối mẫn cảm hôm nay nghe được lời vô vị lại nhiều một chút cho nên lăng tiểu lỗi mới không chịu nổi sự đã kích này khó chịu dù cho lê lạc không có tâm tư này nhưng là nói nhiều người khó tránh khỏi sẽ để cho những người này cho ảnh hưởng đến dù cho bình thường ổn trọng như lăng tiểu quan đều có chút nóng nảy yên tâm đi ta đáp ứng các ngươi ba ba ta sẽ cả một đời đối các ngươi tốt sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội sự tình, hoàn toàn đều là bọn hắn hồ liệt liệt, chẳng lẽ lời ta nói. Các ngươi còn chưa tin sao, Lê Lạc nghiêm túc nhìn xem trước mặt hai người, hai người liếc nhau, lăng tiểu lỗi cũng ngừng tiếng khóc, đúng a à. Bọn hắn vì cái gì không tin Lê Lạc, ngược lại phải tin tưởng một ngoại nhân đâu, tại Lê Lạc nơi này. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thất vọng qua, nhưng là người ngoài liền không nhất định, bọn hắn nói không chừng. Liền không nhìn nổi nhà bọn hắn tốt đâu để các nàng đối ma ma sinh ra hoài nghi đối ma ma sinh ra mâu thuẫn cảm xúc để cho các nàng xem trò cười nhưng là lăng da trò cười làm sao có thể là như vậy mà đơn giản liền có thể nhìn thấy còn tốt bọn hắn có lời gì đều có thể kịp thời cùng lê lạc câu thông mà không phải đem tất cả mọi chuyện đều giấu ở trong lòng bằng không mà nói bọn hắn cùng lê lạc ở giữa hiểu lầm cũng sẽ càng ngày càng sâu đã hiểu lầm giải trừ các ngươi đối ma ma không tín nhiệm các ngươi cảm thấy hẳn là làm sao trừng phạt đám các ngươi đâu lê lạc nhéo nhéo nha nha cái mũi nhỏ nhọn cao mũi một cái trừng phạt trừng phạt không muốn a à, lăng tiểu lỗi vẻ mặt cầu sinh hô lớn ma ma ta ta nhưng không có tin bọn họ những cái kia chuyện ma quỷ ta biết ma ma chính là trên thế giới này đối với chúng ta người tốt nhất lăng tiểu lỗi vội vàng vỗ lê lạc mông ngựa lê lạc lại cười cũng không ăn lăng tiểu lỗi một bộ này không được trừng phạt là nhất định nếu không về sau các ngươi lại hoài nghi ta thời điểm. Vạn nhất không nhớ lâu làm sao bây giờ, Lê Lạc làm như có thật mở miệng nói, lăng tiểu lỗi nhíu lại nhỏ lông mày. Từ đầu đến cuối đều không có triển khai, chậm rãi tới gần Lê Lạc bên người, cầm cây chổi đưa tới Lê Lạc trong tay. Biểu tình kia phản phất là muốn lên pháp trường trước đó, sinh không thể luyến bộ dáng, Lê Lạc phốc phốc cười ra tiếng. Ai nói cho ngươi nói, ta muốn đánh các ngươi, chẳng lẽ dạng này mới xem như trừng phạt sao, lăng tiểu lỗi đều sửng sốt làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, trước đó vương bà bà tại bọn hắn không nghe lời. Nói muốn trừng phạt bọn hắn thời điểm, cuối cùng sẽ cầm cây chổi, hướng phía cái mông của bọn hắn bên trên đánh hai lần, kia, kia. Liền viết cái giấy cam đoan đi, nếu như lần sau lại hoài nghi ta, liền phạt tiểu mau nửa tháng không thể ăn đường, lê lạc che miệng cười trộn nói. Lăng tiểu lỗi lập tức liền gấp, không thể ăn đường nhưng sao được, hắn vừa mới còn dự định mua cái đường nhân nhi giải thè một chút đâu. Chẳng qua nhìn xem Lê Lạc kia bộ dáng nghiêm túc, Lăng Tiểu Lỗi cắn răng, "Tốt, không ăn sẽ không ăn." Thế là nhận đau tại bảo đảm trên sách ký lên đại danh của mình, Lê Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem giấy cam đoan cất kỹ, đặt ở ví tiền của mình bên trong, sau đó Lê Lạc tiện tay xử lý mua về hàng Tết, ba người liền vây quanh ở Lê Lạc bên người. Giúp đỡ Lê Lạc cùng một chỗ xử lý nguyên liệu nấu ăn, Lê Lạc bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhớ tới mình khi còn bé giúp đỡ gia gia nãi nãi cùng một chỗ thu thập đồ tết tràn cảnh hiện tại trang cảnh chuyển đổi mình biến thành đại nhân bên người có tiểu hài tử giúp mình bận biệu trong lòng nói không có vui mừng kia là giả vẫn bận đến đêm khuya mới không sai biệt lắm đem nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất ba đứa hài tử đã sớm ngủ thiếp đi nhưng là lăng trác quần lại còn thật lâu không trở về lê là có chút bận tâm liền một mực ngồi ở phòng khách giữ cửa ra vào có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị bừng tỉnh bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi đi qua, Lê Lạc nắm thật chặt mình quần áo trên người. Quay người lại, liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng là trên mặt biểu lộ cũng rất là nghiêm túc. Lê Lạc cái này trong lòng cũng có chút thấp thỏm, ngày bình thường, mình cùng lăng trác quần lúc gặp mặt, lăng trác quần trên mặt. Cuối cùng sẽ nổi lên ý cười, hiện tại lăng trác quần, rất hiển nhiên là biểu hiện khác thường, sao, làm sao rồi. Lê Lạc con mắt không nháy mắt nhìn xem lăng trác quần, lăng trác quần ngước mắt, trông thấy Lê Lạc ngay tại nhìn mình chằm chằm. Miễn cưỡng khóe miệng nhẹ cười, không, không có việc gì, hôm nay hơi mệt chút đến, Lê Lạc liên tưởng đến hôm nay ba ngày giết năm heo sự tình. Như vậy nặng heo, tại lăng trác quần trên tay, vậy đơn giản chính là không hề có lực hoàng thủ, cái này ngày kế, làm sao có thể không mệt đâu. Lê Lạc vỗ vỗ mình chung quanh vị trí, ra hiệu lăng trác quần ngồi tại bên cạnh mình, chương 368, Kinh Biến. Lăng trác quần cất bước hướng phía Lê Lạc đi đến, chờ ngồi ở trên ghế salon về sau, mới cảm giác toàn thân cơ bắp đều buông lỏng xuống. Ánh mắt rơi vào lê lạc trên mặt, dường như có tan không ra đau thương, vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này. Lê lạc phát giác được lăng trác quần trên mặt kia khó mà nói trạng biểu lộ, trong lòng cũng là buồn bực, lăng ca, có chuyện gì? Ta không hy vọng ngươi giấu giếm ta, mà là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ thương lượng. Mặc dù ta khả năng cho không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta năng lực, lê lạc. Nói là để lăng trác quần trong lòng không có xúc động, kia là giả, nhưng là chuyện này, lăng trác quần không hy vọng lê lạc dính vào. Nhưng là từ khi lê lạc cả cho mình về sau, cũng xác thực chưa hề đi ra cái gì sai lầm. Hắn cũng xác thực nghĩ đến muốn cùng lê lạc thật dài thật lâu, nhưng là về sau mình muốn chấp hành nhân vật. Lại là không thể để cho lê lạc tham dự vào, bằng không mà nói, đối lê lạc đến nói, sao lại không phải một loại nguy hiểm đâu, lạc lạc. Ngươi nói nếu như có một ngày, ta muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi sẽ trách ta sao? Lăng trác quần tay, nhịn không được xoa lên Lê Lạc cương mặt. Lăng ca, ngươi đây là đang nói đùa đúng hay không? Lê Lạc mặt cứng cứng đờ, nhìn xem lăng trác quần kia rõ ràng không thần sắc bình thường. Lui lại thân thể của mình, nhưng nhìn đến lăng trác quần chậm rãi cúi thấp đầu xuống, phát hiện lăng trác quần biểu lộ. Dường như không hề giống là tại làm bộ, cái này khiến Lê Lạc trong lòng càng thêm thất vọng. Lăng ca ta có thể hỏi ngươi là bởi vì nguyên nhân gì sao, lê lạc trong mắt, như cũ có đối lăng trác quần chờ mong. Nhưng là lăng trác quần dường như không muốn hướng lê lạc bộc lộ tiếng lòng của mình, lăng ca, ngươi là cảm thấy ta không thể hiểu ngươi sao. Lê lạc hô hấp trì trệ, trong mắt không tự giác liền chứa đầy nước mắt, mặc dù lê lạc kiệt lực không nghĩ để nước mắt rơi xuống tới. Nhưng cuối cùng vẫn là không cố gắng, lăng trác quần đau lòng giúp lê lạc lau sạch nước mắt, miệng lại giống như là bị nhựa cao su dính chặt. Không biết nên mở miệng như thế nào, có lẽ, bọn hắn vốn nên có thể quá cái tốt năm. Nhưng là mình nhưng cũng kém chút khống chế không nổi cảm xúc, nhưng là bên kia lại xác thực cần mình, hắn không thể như thế tự tư. Lê Lạc cũng nhìn ra lăng trác quần rõ ràng đối với mình có không bỏ, nhất định là có nguyên nhân khác. Mới có thể để lăng trác quần nói ra những lời này, lăng trác quần nội tâm, không phải là không đang rỉ máu. Hắn không chỉ là không yên lòng Lê Lạc, còn có mấy đứa bé cũng tất cả đều không yên lòng, nhưng là hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu hắn cũng chẳng qua là thân bất do kỹ không tự làm chủ bản thân được thôi. Nguyên bản hắn nghĩ đến chuyện này muốn giấu giếm Lê Lạc. Nhưng là càng nghĩ, vẫn là muốn cùng Lê Lạc thẳng thắn. ngươi biết ta trước đó những kinh nghiệm kia. Nhưng kỳ thật ta còn có chuyện không có nói cho ngươi biết, ta kỳ thật trên thân có nhiệm vụ mang theo, ngày bình thường thời điểm. Mặc dù mở ra trại chăn nuôi kiếm tiền, nhưng là mặc kệ là đi công tác vẫn là cái gì, kỳ thật càng nhiều xem như tại điều nghiên địa hình. Cùng những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp liên hệ, nhưng là lần này không chỉ là đơn giản như vậy không cẩn thận ta cái này nhiệm vụ gần như chính là mất mạng tồn tại lăng trác quần biểu lộ rất là nghiêm túc việc không giống như là làm bộ lê lạc trong lòng nhất lên sóng lớn sóng biển cái này còn là lần đầu tiên nghe lăng trác quần cùng với nàng hoàn toàn bộc lộ nội tâm ngươi yên tâm chờ ta sau khi chết những cái kia tiền trợ cấp ta chi bốn phần hải tử cùng ngươi đều cắt lĩnh một phần coi như là ta cùng ngươi đi một đoạn đường này lễ vật đi lê lạc liều mạng lắc đầu không thể tin được lăng trác quần nói những lời này vậy mà là thật hài tử đâu hài tử ngươi định làm như thế nào lê lạc tâm quả là nhanh muốn bể nát hài tử ta dự định về sau đem bọn hắn đưa về đến bọn hắn phụ thân bên kia chí ít sẽ không liên lụy ngươi lăng trác quần biểu lộ cũng rất là đau khổ trước đó hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng mình sau khi chết sẽ như thế nào dù sao muốn gả cho hắn người gần như toàn bộ đều là đồ tiền của mình cho nên mình sau khi chết tiền trợ cấp, đối với những người này đến nói cũng là một cái hấp dẫn rất lớn. Nhưng là Lê Lạc không giống, hắn cùng Lê Lạc ở giữa kia các không đức lý còn loạn tình cảm, là không thể dùng những cái này để cân nhắc. Phụ thân của bọn hắn, kia đã bọn nhỏ có cha ruột, ngươi còn muốn đem bọn hắn mang tới. Chẳng lẽ không cũng là bởi vì ngươi sợ bọn họ ở bên kia trôi qua khổ sao? Hiện tại ngươi lại phải đem bọn hắn từ một cái trong hố lửa. Đưa đến một cái khác trong hố lửa sao? đây là lê lạc cùng lăng trác quần hai người lần thứ nhất phát sinh như thế cãi vã kịch liệt đồng thời hai người ngay cả âm thanh cũng không dám phóng đại cho nên thật liền không có biện pháp khác sao từ khi hai người chúng ta sau khi kết hôn ta liền quyết định sống là người của ngươi chết là quỷ của ngươi nhưng bây giờ ngươi dễ như trở bàn tay liền phải đem ta vứt xuống có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta lăng trác quần nội tâm lại làm sao không thống khổ đâu hắn lại làm sao nhẫn tâm đem người yêu từ bên cạnh mình đuổi đi vừa nghĩ tới mình sẽ mất đi lê lạc. Trong lòng của hắn, liền cảm giác có chỗ nào không lạc lạc, bất kỳ cái gì đồ vật đều không có cách nào đền bù cái này lỗ hổng, lăng trác quần. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta mặc kệ ngươi đi chấp hành nhiệm vụ gì, ta là không thể nào sẽ rời đi, trong tim ta, ngoại trừ ngươi. Ai cũng chứa không nổi, ta cũng biết, ngươi vì sao lại lựa chọn, muốn ta cùng ngươi ly hôn, ngươi sợ ta tuổi còn trẻ liền thay ngươi thủ tiết. Thế nhưng là ngươi đánh giá thấp ta lăng trác quần, cũng quá xem nhẹ giữa chúng ta tình cảm lê lạc toàn thân run rẩy đem mình nội tâm ý nghĩ tất cả đều nói thẳng ra nhìn xem lê lạc kia gầy gò thân thể nho nhỏ bất lực lại đơn bạc để lăn trát quần không nhận được muốn đem đối phương ôm ở trong ngực thật xin lỗi lạc lạc là ta cân nhắc không chu toàn ta thực sự là quá sợ hãi mất đi ngươi biết rõ lần này là hướng trong hố lửa nhảy nhưng ta không nghĩ ngươi cùng ta cùng một chỗ nhảy xuống hố lửa lê lạc lắc đầu sẽ không cái này ta tặng cho ngươi, đây là ta khi còn bé hộ thân phù, từ nhỏ đến lớn, ta thường xuyên sẽ đeo ở trên người. Ta hiện tại đưa nó tặng cho ngươi, sau đó, lê lạc từ trên cổ của mình, gỡ xuống khối kia rắn ngậm đuôi ngọc bội. Mang tại lăng trác quần trên cổ, chỉ cần ngươi mang theo cái này, tựa như là ta làm bạn tại bên cạnh ngươi đồng dạng. Hai tử ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn, đến trong thành thật tốt lên lớp, lê lạc tựa ở lăng trác quần đầu vai. An ủi lăng trác quần cảm xúc, Lăng Trác Quần rốt cuộc không có cách nào khống chế tâm tình của mình, đem Lê Lạc ôm vào trong ngực. Sau đó cất bước lên lầu, chẳng biết tại sao, Lê Lạc cảm giác Lăng Trác Quần động tác nhu hòa rất nhiều, tại Lê Lạc ngủ say thời điểm. Luôn cảm giác Lăng Trác Quần ngay tại phát họa mặt mày của mình, tự hồ muốn mình dung nhan nhớ kỹ trong lòng, đợi đến tỉnh lại thời điểm. Bên cạnh đã không có Lăng Trác Quần bóng dáng, Lê Lạc trong lòng, cảm giác mất mát to lớn nháy mắt đánh tới. Sau đó nhịn không được đem mặt chôn ở hai đầu gối ở giữa, ôm hai đầu gối, trên giường im lặng rơi lệ, lăn trác quần. Lê Lạc thúc thiếp kêu lăn trác quần danh tự, làm sao rồi, sáng sớm liền khó qua như vậy, lăn trác quần thanh âm, từ Lê Lạc đỉnh đầu truyền tới. Lê Lạc ngẩng đầu, nước mắt đã mơ hồ hai mắt, nhìn thấy lăn trác quần kia rõ ràng hình dáng lúc, dùng sức đem lăn trác quần ôm vào trong lòng. Chương 369, năm vị, ta còn tưởng rằng ngươi không tại nữa nha, Lê Lạc giống như là được lại bị cảm đồng dạng. Con mắt cũng đỏ sưng phồng lên, ta đi cấp ngươi cầm khăn nóng thoa mặt hôm qua khóc thành cái dạng kia buổi sáng hôm nay lại khóc mũi con mắt đều sưng thành hạch đào lăng trác quần nụ cười cũng rất là miễn cưỡng dù sao hắn cũng không có nghĩ đến mình cái này vừa mới mở miệng vậy mà để lê lạc khóc cho tới bây giờ chỉ sợ mình làm nhiệm vụ thời điểm nội tâm còn tại lo lắng lấy các nàng lăng trác quần ở trong lòng thầm hạ quyết tâm hắn sẽ vì hài tử vì nàng dù cho thập tử vô sinh Hắn cũng phải cùng cái này lão thiên đấu một trận lê là cũng muốn hồi lâu không biết đến tột cùng là mình tới đưa đến kịch bản xảy ra vấn đề hay là mình nhìn để lọc cái gì kịch bản trước đó cũng không có chú ý tới lăng trác quần sẽ tại lúc sau tết làm nhiệm vụ a chẳng lẽ lại là bởi vì nàng tồn tại đưa đến kịch bản thay đổi sao nếu là như vậy nàng càng không khả năng lại bởi vì lăng trác quần dao động quyết tâm của mình làm sao rồi lo lắng ta chuyến đi này liền sẽ không trở về sao Lê Lạc vội vàng tiến lên, che lăng trác quần miệng, nói cái gì mê sản đâu. Ngươi nhất định sẽ cùng ta cùng một chỗ, sống lâu trăm tuổi, trăm năm tốt hợp, ta thích hai cái này từ, vì ngươi cùng hài tử. Ta cũng sẽ tại nhiệm vụ lần này bên trong, liều mạng cũng phải trở về, lăng trác quần cầm Lê Lạc tay, trong mắt giống như là dấu toàn cái tinh hà. Được rồi, lau lau nước mắt, xuống dưới ăn cơm, lăng trác quần dùng cực kỳ thanh âm ôn nhu đối Lê Lạc mở miệng nói, Lê Lạc cực cực đầu. Mặc quần áo tử tế về sau, đi theo Lăng Trác Quần đi xuống lầu. Sau bữa ăn, hai người liền dẫn Lăng Trác Quần cùng Lăng Tiểu Quang. Cùng một chỗ trước cửa nhà, bắt đầu dán câu đối. Đây là vế trên, cổ đại lấy phải là bên trên, cho nên hẳn là dán bên trái. Dạng này niệm đi ra mới đúng, Lăng Tiểu Quang cùng Lăng Tiểu Lỗi hai người chia tách câu đối thời điểm, bởi vì trái phải vấn đề, tranh rùng bên. Lăng Tiểu Lỗi có chút không rõ, vì cái gì không thể trước bên trái lại bên phải mà. Lăng Trác Quần cùng lê lạc lít nhau một cái hiện tại bọn hắn còn có thể dán câu đối, nhưng là tại lăng trác quần lúc nhỏ, gần như rất ít gặp trong nhà dán tiếp câu đối, liền năm nay. Cũng là lăng gia lần thứ nhất như thế vui mừng, không chỉ có trong nhà bị lê lạc mang theo bọn nhỏ quét vẫy sạch sẽ, liền bên trong trang trí. Đều trở nên vui mừng không ít, hôm nay còn trang trí bên trên câu đối, ngược lại là khiến người ta cảm thấy năm này mùi vị liền đúng rồi. Lê Lạc đem nấu xong bột nhão, dán đầy toàn cái câu đối, đưa tới lăng trác quần trước mặt, Lăng trác quần chỉ là hơi khẽ vương tay, liền hoành phi. Đều có thể rất dễ dàng gián thiếp đi lên. Lê Lạc nhịn không được cảm thán, nguyên lai thân cao, lại còn có dạng này dịu dụng, tiểu lăng A. 30 Tết nghi năm đó, chúng ta có thể hay không đều đến nhà ngươi xem TV A, Lê Lạc cùng lăng trác quần ngay tại gián câu đối thời điểm. Lưu Thẩm liền tới chào hỏi, Lưu Thẩm A, làm sao, trong nhà TV không thể nhìn sao, lăng trác quần mở miệng cười nói, ai nha. Nhà chúng ta TV mở không ra, chỉ có nửa chất vẫn nghe cái vang, nơi nào có nhà các ngươi lớn tivi nhìn xem thoải mái a. À. Ta năm nay nhưng là muốn nhìn chua thời mậu, lăng trác quần sản khoái đáp ứng, trước đó cũng cuối cùng sẽ có người tới. Muốn cho bọn hắn mượn nhà lớn tivi nhìn, nhưng là nhiều khi, lăng trác quần đều bận quá, cho nên tất cả mọi người chỉ là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cũng không dám tại lăng trác quần trước mặt sách chuyện này, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, lê lạc tới về sau. Cùng trong thôn phụ nữ lão nhân, tất cả đều đánh thành một mảnh, mọi người tại theo thùa thời điểm, ngẫu nhiên sẽ còn nhìn xem tivi giải giải phạt. Cho nên lúc này mới có lưu thẩm tới mượn lớn tivi nhìn một màn, lăn trác quần tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, tại 30 Tết ban đêm. Đem tivi cho đem đến nhà mình trong viện, các nhà các hộ cũng rất là tự giác, cầm nhỏ gãy băng ghế, đi vào lăn trác quần trong nhà. Làm từng bước ngồi tốt, mọi người tại trên tivi nhìn xem tiết mục cuối năm, vừa ăn hạt dưa cùng ăn vặt, vô cùng náo nhiệt liền vương thẩm cũng nhịn không được lén lén lúc lúc đứng tại bên ngoài đại môn duỗi cổ muốn nhìn lớn tivi lê lạc ngồi tại lớn tivi chính giữa vừa cùng thím nhóm nói chuyện phím một bên nhìn xem tiết mục cuối năm cười tuê toét nhưng là con mắt liếc về lăng trác quần thời điểm trong mắt lại luôn có tan không ra ưu sầu một đêm vui chơi qua đi từng nhà liền vang lên liên tiếp tiếng pháo nổ lăng gia bản da người kêu lăng trác quần đến lăng gia mộ tổ viếng mồ mã, nhưng lại không nghĩ để lăng tiểu quan cùng lăng tiểu lỗi hai huynh đệ cùng đi Tiểu Lăng A. Mặc dù hàng gia cùng Tiểu Mao là cùng ngươi họ, nhưng là chúng ta Lăng gia gia phả bên trên, nhưng không có hai người bọn họ tiểu tử danh tự. Làm sao có thể đi theo chúng ta bản gia người cùng đi viếng mồ mã đâu? Lăng Tam Thúc, ngươi lời nói này coi như không đúng. Hàng gia cùng Tiểu Mao nếu là con của ta, thì dĩ nhiên chính là Lăng gia người, nếu như không để hàng gia cùng Tiểu Mao đi, vậy ta nhìn. Ta cũng không có gì cần phải đi, cái này vạn treo lửa roi, ta nhìn ta cũng không cần thiết cho dẫn đi, sau đó lăng trác quần liền đem lửa roi đặt ở một bên mang theo lăng tiểu quan cùng lăng tiểu lỗi liền phải hướng trong nhà đi ai ngươi tiểu tử này làm sao liền khó chơi đâu Vạn nhất chúng ta lăng gia phong thủy bị phá hư làm sao bây giờ được gọi là lăng tam thúc người sắc mặt rất là không tốt thì tính sao ai lại quy định chỉ có bên trên gia phả người mới có thể đi ví mộ lại nói chẳng lẽ tỷ tỷ của ta không phải lăng gia người sao tỷ tỷ của ta nếu là lăng gia người tự nhiên nàng hậu đại, cũng là lăng gia người. Lăng trác quần dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, để lăng tam thúc á khẩu không trả lời được, không chỗ ở thở dài, ai. Lăng gia cái này gia môn bất hạnh a, à, ngươi sẽ gặp báo ứng, lăng tam thúc, ta nhìn ngươi cái này cuối năm, nói những lời này. Chẳng lẽ liền không sợ đầu lưỡi sinh đau nhất sao, mình không che đậy miệng, lại đem người nhà họ lăng bài trừ bên ngoài, còn nguyền rủ người khác. Vẫn là trước quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Lê Lạc lúc đầu hôm qua tâm tình tốt không dễ dàng chậm lại. Không nghĩ tới cái này lăng tam thúc còn đúng lúc hết lần này tới lần khác muốn hướng trên họng súng đụng, nếu ai ở trước mặt nàng. Nói lăng trác quần nửa câu không tốt, Lê Lạc cái này tính tình, cũng không phải dễ triêu. Lăng tam thúc ngựa ngùng không dám mở miệng nói chuyện nữa, lăng trác quần thì là vụng trộn nhìn xem Lê Lạc đang bật cười. Đã tiểu lăng nói mang theo hàng gia cùng tiểu mau, vậy liền mang theo đi, thông trưởng sâu kính mở miệng lần này những người khác cũng không dám lại có những ý kiến khác thông trưởng các ngươi trước đi qua ta lại mang một chút hỏa pháo đi qua lăng trác quần cùng thông trưởng lên tiếng chào đối lê lạc nháy nháy mắt lê lạc có chút không rõ nội tình nhìn xem lăng trác quần nụ cười trên mặt nghi ngờ nói làm sao rồi là trên mặt của ta có đồ vật gì hay sao lăng trác quần lắc đầu liên tục chỉ là phát giác ngươi bây giờ càng giống là một cái chân thực cảm xúc đầy đủ nữ hài tử lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm luôn cảm thấy ngươi là không dính khói lửa trần gian tiên tử, xưa nay sẽ không cùng người khác tranh cái mặt đỏ tới mang tai, nhưng là hiện tại. Vì ta cùng người khác đấu lên miệng, ta chính là không thể gặp người khác nói ngươi không tốt, lê lạc nắm chặt nắm đấm. Thở phì phò phồng lên miệng, được rồi, ta mang theo hàng gia cùng tiểu mau, một hồi liền trở về, lê lạc cực cực đầu. Ta cùng nha nha trong nhà làm sủi cảo, chờ các ngươi trở về, chương 370, đổi còn nhỏ tay thiện nghệ, nhà ai thả lửa roi. Vang như vậy lão cử, lại còn đang vang lên, chờ chúng ta nhà có tiền, cũng mua treo vạn vang lên lửa roi, để chúng ta lão tổ tông cũng biết. Nhà chúng ta cũng tiền đồ, cái này xem xét chính là lăng gia tiểu tử A, lăng gia có nhiều tiền, chúng ta không đều rõ ràng sao. Đáng tiếc A, chúng ta chỉ có nhìn phần, các ngươi đều quên, những năm qua đến lăng gia tặng lễ người. Vậy đơn giản đều nhanh đem lăng gia cánh cửa đều cho đạp phá, ngươi nói cái này lăng gia làm sao liền có thể vẫn nghĩ đến biện pháp kiếm tiền đâu cái này tiểu lăng biết kiếm tiền cũng coi như liền nhà bọn hắn cái kia nàng dâu còn chỉnh ra cái gì theo thùa thôn tại chúng ta mười dặm tám hương cũng là có tiếng mọi người ăn cơm xong về sau liền không có việc gì ngồi cùng một chỗ nói chuyện phím cái này trò chuyện một chút lại cho tới lăng gia đích sự tình đâu chỉ u khi lăng gia ta nhìn a à, có phải là thật hay không có cái gì phong thủy bảo địa ngươi xem bọn hắn nhà kia ba tiểu tử lúc trước tới thời điểm khi một không lăn trèo lên, kết quả ngươi xe một chút người ta hiện tại, vóc dáng vóc dáng hiện ra đến. Thành tích này cũng giống là ngồi hỏa tiễn đồng dạng, lẻn đến như thế lão cao, muốn để nhà chúng ta hài tử, cùng người ta so với trước. Vậy đơn giản là hoàn toàn so không được, mấy người trò chuyện khí thế ngất trời, liền lê lạc mang theo nha nha đi đến bên cạnh bọn họ. Cũng còn không có bất kỳ cái gì phát giác, vẫn là một bên vương tú mai mắt sắc, lúc này mới thọc người bên cạnh. Thanh âm mới dần dần nhỏ xuống dưới, nha, đây không phải lạc lạc sao ngọn gió nào đem mưa cho thổi qua đến rồi lưu thẩm tử cười ha hả hướng về phía lê lạc chào hỏi thật giống như vừa rồi tại phía sau nói người nhà họ lăng thời điểm nàng không có tham dự vào đồng dạng đây không phải ăn cơm cũng không có chuyện gì làm khắp nơi đi dạo nói chuyện phím đâu nha a à. lưu thẩm tử ngươi cái này trên cổ dây chuyền nhan sắc làm sao biến rồi không giống trên cổ ta dây chuyền vàng đây chính là lăng ca hoa mấy ngàn khối tiền mua lăng ca còn nói a à. Về sau ta muốn, lại nhiều mua cho ta mấy đầu đâu, vương thẩm, ngươi sẽ không cũng còn băng khoan nhà chúng ta dây chuyền vàng đâu đi, ngựa ngùng ngươi bây giờ, ngay cả chúng ta mọi nhà cửa còn không thể nào vào được, thật đúng là quá thảm. A, à, đây không phải triệu tỷ sao, ngươi làm theo thùa a. À. Quả thực quá khó nhìn, trách không được không ai thu đâu. Nghe nói nhà các ngươi nhi tử gần đây đang cùng một cái hai cưới quả phụ chỗ đối tượng, có thể để con của ngươi thật tốt cảnh giác cao độ nha, không phải đến lúc đó hối hận cũng không kịp lê lạc cảm thấy chưa đủ đã nghiền còn chật chật mấy lần miệng mấy người nghe được lê lạc nói lời cũng là giận mà không dám nói gì dù sao cũng là bọn hắn nói chuyện sau lưng người ta trước đây lại là không nghĩ tới lê lạc một cái trong thành đến cô nương môi cũng là lợi hại như vậy lê lạc ngươi một cái trong thành đến miệng bên trong như thế không sạch sẽ cũng không sợ miệng lưỡi sinh đau nhất a à, ta như thế da trắng mỹ mạo mà lại mặc quần áo đó cũng đều là nhung lông vịt Ta xuyên được ít hơn nữa, đều giữ ấm, không giống các ngươi còn mặc bông làm quần áo, Lê Lạc nói những cái này thời điểm. Còn Tri Kỷ vì nha nha che lên lỗ tai, như thế tổn hại người lời nói, để nha nha nghe được, coi như không tốt. Mắt thấy đối diện mấy cái cô bà tự sắc mặt càng ngày càng đen, cái này người so với người a, quả thực chính là tức chết người. Lê Lạc là biết hướng đối phương cái nào nhược điểm chỗ đâm, là nhất là đã thương người, nhưng là gần đây Lê Lạc cái này tính tình chính là đi khắp nơi cũng không thể thua thiệt nếu ai gây lê lạc kia thật là đụng tới kẻ khó chơi trong lúc nhất thời cái này cuối năm ngay cả suất môn tán gẫu người đều thiếu hơn phân nữa tất cả đều là đều ở nhà uống tại trên giường cặm lấy hạt dưa cũng không còn đi ra ngoài lắc lư bỗng nhiên một mảnh lạnh buốt rơi vào lê lạc mí mắt để lê lạc nhịn không được trung lập cập ma ma tuyết rơi nha nha trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn càng nhớ tới năm ngoái mùa đông nàng muốn đi ra ngoài nhưng là trên tay lại sinh nước da, hai người ca ca cũng lạnh đến rút vào một chỗ, liền ném tuyết đều không có chơi qua, nhưng là năm nay. Nàng mặc áo lông, toàn thân ấm áp, Lê Lạc cũng sẽ thường xuyên ôm lấy nha nha cái này tiểu ấm lô sưởi ấm, thế là nha nha hưng phấn chạy về nhà. Kêu hai người ca ca đi ra tới, Lê Lạc tháo cái nóng xuống, nhìn xem kia bay lả tả bông tuyết, giống như ở trong thành thị. Chưa từng gặp qua giống như vậy một đám một đám bông tuyết, rơi tại trên lòng bàn tay, còn có thể thấy rõ bông tuyết đường vân. Nguyên bản Lê Lạc còn muốn, khi bức họa trên sách bông tuyết là người khác tưởng tượng ra đến bộ dáng. Không nghĩ tới nghệ thuật quả nhiên bắt nguồn từ sinh hoạt, người tựa như kia mùa đông bên trong một mồi lửa, loa bên trong. Bắt đầu vang lên bài hát này, từ khi tiết mục cuối năm về sau, bài hát này liền nhanh chóng tại phố lớn ngõ nhỏ bốc lửa, liền cửa thôn lớn loa. Cũng thường xuyên sẽ thả lên bài hát này tới, Lê Lạc liền cùng mấy đứa bé, tại trong tiếng ca, nhìn xem cảnh tuyết. Nhìn cái này tuyết lượng, đoán chừng ngày mai trên mặt đất liền có thể đắp người tuyết. Lăng trác quần nhìn xem trên mặt đất đã hiện lên một tầng bạch bạch sương tuyết, lẩm bẩm nói, ma ma, chúng ta muốn đắp người tuyết. Lăng tiểu lỗi hưng phấn nháo, ngày mai là muốn đi nhà bà ngoại, chỗ nào có thể cho phép các ngươi làm ầm ĩ? Lê Lạc sờ sờ lăng tiểu lỗi chóp mũi. Trêu đùa, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể tìm tiểu cử cử cùng nhau chơi đùa, lần này, lăng tiểu lỗi càng thêm hưng phấn. Đến mức mấy người đến lâm gia thời điểm, lăng tiểu lỗi lập tức liền ôm lấy rừng mực để rừng mực mang theo hắn đến trên núi đánh thỏ rừng thỏ ổ nhìn nhiều kia không phải chúng ta muốn bắt liền có thể bắt được rừng mực ở một bên trịnh trọng kỳ sự giải thích nói dạng này lời nói vậy chúng ta mang lên nha nha không là tốt rồi lăng tiểu lỗi một mặt hưng phấn lôi kéo rừng mực cùng nha nha liền phải hướng mặt ngoài chạy lăng tiểu quan thì lại đi theo mấy người đằng sau ma ma ngươi yên tâm ta sẽ nhìn xem bọn hắn lê lạc đối cái khác người không yên lòng nhưng là đối Lăng Tiểu quan vẫn là rất yên tâm. Mấy người một đường chạy chậm đến ra ngoài, lưu lại đại nhân cùng một chỗ tán gẫu, nghĩ không ra lúc này mới thời gian nửa năm. Chúng ta cái này cả một nhà tiền kiếm được, đều có thể ở trong thành phố mua một bộ phòng ở, Trình Ngọc Châu là vui vẻ đến không ngậm miệng được. Lạc Lạc a, à, nếu là không có ngươi, chúng ta có lẽ cả một đời đều sẽ không nhìn thấy có một ngày như vậy. Trình Ngọc Châu nhìn về phía Lê Lạc con mắt tràn ngập cảm kích, mẹ, ngươi cái này nói nói gì vậy chứ? nữ nhi hiếu kính ngài đây không phải hẳn là sự tình sao lại nói nếu như không có ngài cũng sẽ không có sự xuất hiện của ta đợi đến dặm về sau các ngươi còn có thể ở trong thành phố thuê một cái tiểu nhân mặc tiền cửa hàng so với cha mỗi ngày lái xe hơi khắp nơi đi dạo muốn tốt rất nhiều mà lại vệ sinh giấy phép đều cho các ngươi làm tốt mặc tiền cửa hàng cũng tùy thời có thể mở cha ngươi a à, cùng ta đều nghĩ kỹ chúng ta mở tiệm ngay tại Tiểu Lăng nhà muội muội nhà kia tiệm bán quần áo bên cạnh mở một nhà, đừng nhìn bên kia đều là bán quần áo cửa hàng. Nhưng là loại này thực phẩm chính loại nhãn hiệu, thế nhưng là một cái đều không có, chúng ta cái này gọi sớm chiếm lĩnh thị trường. Lê Lạc cũng không có nghĩ đến, hai vợ chồng vậy mà nhanh như vậy liền chọn tốt mặt tiền cửa hàng. Như thế cũng tiết kiệm nàng lại hao tâm tổn trí, Lạc Lạc, ngươi cùng Tiểu Lăng ở giữa, là chuyện gì xảy ra sao? Trình Ngọc Châu thần sắc cổ quái nhìn xem Lê Lạc cùng Lăng trác quần. 371, Lê rơi bí mật, Lê Lạc đột nhiên hoàng hồn, mẹ. Ngươi cái này nói là nói gì vậy chứ, hai chúng ta rất tốt, không hề có một chút vấn đề, ngươi nhất định là lo ngại, hai chúng ta rất tốt. Trình Ngọc Châu muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến Lê Lạc kiệt lực che giấu bộ dáng. Cuối cùng bắt đầu không có đem nghi ngờ của mình nói ra miệng, đã Lê Lạc không nghĩ nói cho bọn hắn, bọn hắn cũng liền giả bộ không biết liền tốt. Mẹ, ngươi nhìn hai người bọn họ nhiều đáng yêu a. À miệng bên trong còn tại thổ phao phao đâu. Thẩm Kiều Kiều thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, thế là đem hài tử ôm ra, phù hộ vui, trường lạc. Các ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, chờ các ngươi lại lớn lên một điểm A, cũng có thể đi theo ca ca bọn hắn cùng đi bắt thỏ rừng. A, à, A, à, hai cái tiểu gia hỏa dương nanh múa vuốt, mới lại nhìn qua thế giới bên ngoài, mẹ, cái này lửa than rất đủ. Ngươi đến lúc đó nhiều toàn diện gió, không phải A, à, dễ dàng khí ga trúng độc, thực sự không được, đến lúc đó để ca cho nhà cái này bếp lò cho đổi. Hay cái có thể đem khí ga cho rút ra đi bếp lò, cái gì, khí ga trúng độc, người cái này nói cũng quá lợi hại đi. Chúng ta cái này dùng gần nửa đời than nắm, cũng chưa từng thấy qua cái gì khí ga trúng độc a. À. Trình Ngọc Châu còn tưởng rằng Lê Lạc là tại ngạc nhiên, chỉ chốc lát sau, phán để liền từ trong nhà sốt ruột bận biểu hoảng chạy tới. Thẩm nương, ngươi nhanh đi qua nhìn một chút tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng, các nàng không biết chuyện gì xảy ra, Liền ngất đi, ta vừa đổi thang nắm. Chuẩn bị đi ra cửa hái ít rau dại trở về ăn, gọi tỷ tỷ thời điểm, tỷ tỷ không có ứng thanh, ai biết đi qua thời điểm. Liền phát hiện tỷ tỷ đã đã hôn mê, Lê Lạc không nghĩ tới, mình vừa cảnh cáo Trình Ngọc Châu nói. Đổi thang nắm thời điểm phải cẩn thận một chút, không nghĩ tới chiêu đệ cùng phán để liền gặp chuyện như vậy, thời gian này bao lâu rồi. Lê Lạc mang theo lăng trác quần, vội vàng hướng chiêu đệ nhà đuổi, đại khái, đại khái sắp có một cái giờ tỷ tỷ trong phòng cũng buồn bực một cái giờ, đợi đến Lê Lạc đi vào hiện trường, liền thấy Lâm A muội bờ môi đã biến thành màu đỏ thẫm. Làn da cũng hiện ra không bình thường ửng hồng, chiêu đệ còn ở bên cạnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Lê Lạc vội vàng để lăn trác quần, liên đới lấy chăn mền, cùng một chỗ đem Lâm A muội cho mang ra ngoài. Lê Lạc rất là nhanh nhẹn đem Lâm A muội quần áo trên người một sợi dây tử địa phương tất cả đều giải khai. Lăn trác quần tại Lê Lạc đưa tay một giây sau, liền phản xạ có điều kiện nghiêng đi đầu. Sau đó Lê Lạc tiện tay thanh lý Lâm A muội miệng mũi, về sau lại để cho chiêu đệ cùng phán để chuẩn bị kỹ càng trà đậm. Lê Lạc thì là đối Lâm A muội tim, bắt đầu làm tim phổi khôi phục, cuối cùng lại nắm Lâm A muội mũi, hướng Lâm A muội miệng bên trong độ khí. Rốt cục, tại lần lượt nhân công cấp cứu quá trình bên trong, Lâm A muội lập tức phun ra, Lê Lạc dịch ra thân thể. Càng không ngừng vút Lâm A muội thân thể, Lạc Lạc tỷ tỷ, trà đậm đến rồi, Lâm Chiêu đệ hai tay vì Lê Lạc đưa tới chén trà. Nếu không phải thời tiết quá lạnh, nước trà này cũng không có khả năng hiện tại liền có thể uống đến xuống dưới. Lê Lạc đem nước trà cho Lâm A Muội rót đi vào, hồi lâu sau, Lâm A Muội ánh mắt mới dần dần trở nên thanh minh, ta, ta đây là. Khí ga trúng độc, các ngươi vừa đổi thang nắm, chính là khí ga tụ tập thời điểm, lại không có kịp thời thông gió. Lúc này mới tạo thành ngươi hôn mê, may mắn ngươi hút vào thời gian không tính quá lâu, bằng không mà nói, cũng có thể lại biến thành đồ đần nghe được khí ga trúng độc lại biến thành đồ đần ba người biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lâm chiêu đệ che miệng mũi liền chạy đến trong phòng thường thục đem cửa sổ toàn bộ đều cho mở ra lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực còn tốt không có ủ thành cái gì sai lầm lớn bằng không mà nói chúng ta liền phải không gặp được tỷ tỷ lạc lạc tỷ tỷ cảm ơn ngươi chiêu đệ cùng phán để đi vào lê lạc bên người kém chút liền phải cho lê lạc dập đầu lạc lạc cảm ơn ngươi hồi lâu sau, chậm tới Lâm A Muội cũng hướng về phía Lê Lạc nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Lê Lạc, nói không chừng hiện tại còn vẫn chưa tỉnh lại đâu, dù cho hiện tại toàn thân còn không có gì khí lực. Nhưng là cũng may mình đã tỉnh lại, vẫn là mau chóng đến bệnh viện, tốt nhất treo cái truyền nước, muốn hoàn toàn không có việc gì mới tốt. Lê Lạc chân thành nói, thế nhưng là, chúng ta đều không biết lái xe, mà lại trong nhà cũng không có xe đi trong bệnh viện đi. Lê Lạc chọc chọc lăn rác quần, chúng ta đem bọn hắn đưa đến bệnh viện lăng trác quần mở ra lâm vệ quốc xe xích lô đem tỉ muội ba người đưa đến phòng khám bệnh bác sĩ nhìn lâm a muội trạng thái đều không chỗ ở khích lệ lê lạc cấp cứu phương thức bởi vì xử lý phải kịp thời cho nên gần như không cần gì đặc thù trị liệu chỉ cần truyền dịch hai ngày liền có thể đi trở về lăng trác quần không chỗ ở nhìn về phía lê lạc trước đó hắn luôn cảm thấy lê lạc xinh đẹp cố gia thông minh nhưng là bây giờ xem ra nàng vậy mà các mặt tri thức đều muốn càng thêm toàn diện một điểm đừng nói là người trong thành liền nông thôn người rất nhiều khí ga trúng độc qua người cũng không biết phải làm thế nào cấp cứu lê lạc lấy một phen thao tác xuống tới liền bác sĩ đều chấn kinh lăng trác quần trong lòng nói là không hoài nghi kia là giả trước đó lăng trác quần còn ra được lê lạc tại bệnh viện thời điểm đã từng hôn mê ba ngày ba ngày sau đó không chỉ có tính tình đại biến mà lại trước đó nói qua nhất định sẽ không để cho lâm ca đạt được Đem kỳ liên thành đưa cho Lâm Ca nàng, vậy mà liền gả cho mình, mặc dù Lăng trát quần đối Lê Lạc có hoài nghi. Nhưng là cái này cũng cũng không đại biểu trong lòng hắn, không thích Lê Lạc, mà là muốn biết ở trước mặt mình người này. Đến cùng là thật hay không Lê Lạc, bởi vì hắn phát hiện một cái to lớn bí ẩn, đó chính là Lê Lạc bên người. Cho tới bây giờ đều không có cái gọi là y học sinh bằng hữu, mà lại phụ mẫu người nhà, cũng không có từ sự tình y học ngành nghề người, như vậy. Nà những cái này cấp cứu tri thức lại là từ đâu đến đây này nàng tiếp cận bên cạnh mình đến tột cùng có cái gì mục đích đâu nếu như nói đây hết thảy đều là lê lạc ngụy trang như vậy nghĩ như vậy lên không khỏi để lăn trác quần lưng đi sau lạnh lê lạc cũng không phải là không có phát giác được lăn trác quần đối với mình dò xét nguyên bản nàng coi là ỷ vào mình người trong thành thân phận rất nhiều đều có thể giải thích rõ nhưng là hiện tại cái này dưới tình thế cấp bách chuyện cứu người thực sự là có chút nói không rõ ràng chẳng lẽ nàng muốn nói mình những kiến thức này tất cả đều là từ trên sách học được khi lăng trác quần nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn khi sách là ở nơi nào được đến hắn làm sao cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy quá lê lạc hít sâu một hơi đã mình đã quyết định muốn đối lăng trác quần thẳng thắn đối đãi khi nàng nên đem trên người mình tất cả bí mật tất cả đều nói cho lăng trác quần cũng không biết lăng trác quần biết mình trên thân phát sinh như thế khí lực sự tình thời điểm sẽ là như thế nào biểu lộ lại có thể hay không đem hắn xem như yêu quái Ta biết, ngươi bây giờ trong lòng có rất nhiều bí ẩn. Nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, đợi đến sau khi về nhà, ta sẽ một năm một mười cùng ngươi nói rõ, để ngươi rõ ràng. Vô tâm vô tư đi làm ngươi nghĩ việc cần phải làm, lăn trác quần tại Lê Lạc trong ánh mắt, đọc hiểu Lê Lạc tâm ý, nhìn chầm chầm Lê Lạc hồi lâu. Mới chậm rãi gật gật đầu, chương 372, yêu cầu quá đáng, lăn trác quần mang theo Lê Lạc trở lại lâm gia. Mấy đứa bé còn tại hưng phấn, ma ma, mau nhìn, muội muội cùng chúng ta cùng một chỗ bắt đến một con thỏ tuyết, lăng tiểu lỗi lôi kéo Lê Lạc. Chạy đến nhỏ chiếc lồng trước, chỉ vào bên trong con thỏ nhỏ cho Lê Lạc nhìn, con thỏ nhỏ trên thân có màu xám lông. Có thể nhìn thấy con thỏ nhỏ trong mắt còn có hoảng sợ, ma chúng ta nghĩ nuôi một con con thỏ, lăng tiểu lỗi một bên treo đùa lấy con thỏ. Một bên hướng về phía Lê Lạc mở miệng nói, thỏ rừng càng thích hợp ở bên ngoài sinh hoạt, ở trên núi nó có thể càng tự do tự tại chạy lần này nếu như không phải bị các ngươi bắt đến nó có lẽ liền sẽ không như thế sợ hãi lăng tiểu lỗi tại ném cho ăn thỏ thời điểm rất rõ ràng có thể nhìn thấy con thỏ co rúng lại tại một đoàn toàn thân còn tại phát run lăng tiểu lỗi cúi đầu cái này con thỏ là muội muội phát hiện lúc ấy nhìn thấy nó thời điểm con thỏ nhỏ liền đã thụ thương lê lạc sửng sốt một chút vốn cho là là ba người bọn hắn cầm ná cao su đánh tới con thỏ không nghĩ tới vậy mà bên trong còn có nguyên nhân sao chúng ta mới vừa lên núi thời điểm liền thấy có hai người lén lén lúc lúc không biết đang nói cái gì sau đó liền phát hiện trên mặt đất được trưng bày toàn bộ đều là răng cưa vũ khí sắt còn có chút chung dấu tại tuyết bên trong cái kẹp chúng ta là bị nha nha nhắc nhở cửu cửu nói chúng ta có thể cầm gậy gỗ đem cái này vũ khí sắt cho lấy đi trên đường đi chúng ta không ít bắt lấy những cái này khối sắt ca ca nói cái này khối sắt còn có thể bán lấy tiền đâu Nghe được Lăng Tiểu Lỗi nói những cái này thời điểm, Lê Lạc trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, bọn hắn đây là. Gặp được thợ săn trộn rồi, rõ ràng chính là hướng về phía trên núi động vật hoang dã đi, chẳng qua may mắn bọn nhỏ mắt sắc. Chỉ sợ hiện tại thụ thương, liền không chỉ là những cái này con thỏ nhỏ, Lê Lạc cùng Lăng Trác quần liếc nhau một cái. Dự định đem chuyện này nói cho rừng thông trưởng, chính là có những cái này thợ săn trộn nhóm tồn tại. Cho nên mới sẽ để rừng rậm thắng bài cân bằng bị đánh vỡ. Rất nhiều động vật quý hiếm còn chưa kịp cùng mọi người gặp mặt, liền biến mất. Rừng thôn trưởng nghe xong, biểu lộ cũng rất là ngưng trọng, dựa theo đạo lý đến nói, mảnh rừng núi này là có thủ sơ người. Nhưng là thủ sơ người tài có một hai người, mặc dù biết ngày đêm càng không ngừng tuần sát, nhưng cuối cùng sẽ có sai lầm qua thời điểm. Không nghĩ tới liền bị người khác chui chỗ trống, đáng ghét, để ta bắt lấy những cái này trộm săn tặc. Nhất định phải cho bọn hắn đưa vào đi thật tốt tỉnh lại không thể, Lạc Lạc a. À nếu như không phải ngươi phát hiện những chuyện này chỉ sợ lâm thúc vị trí này cũng phải không gánh nổi rừng thôn trưởng khổ một gương mặt nói lê lạc nhìn xem rừng thôn trưởng kia mang theo vẻ mặt dối trá cũng nói không nên lời cái gì an ủi rừng thôn trưởng chỉ là nói còn mời thôn trưởng nhiều hơn đối trên núi tiến hành phòng hộ nếu không đến lúc đó những vật này nếu như tổn thương người liền không tốt rừng thôn trưởng cũng biết lê lạc nói tới sự tình tầm quan trọng lạc lạc chuyện này ngươi còn không có cùng người khác nói a à ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói lung tung a à, nếu không ta đầu này đỉnh mũ lê lạc rốt cuộc phát giác được rừng thông trưởng là nơi nào để cho mình không thoải mái nguyên lai rừng thông trưởng lo lắng không phải nói trên núi động vật hoang dã sẽ như thế nào mà là lo lắng cho mình này qua nhi có thể hay không làm được lâu dài chẳng qua may mắn cái này rừng thông trưởng đối vị trí của mình rất là coi trọng chắc hẳn cũng sẽ đại lực phái người quản lý chuyện này lê lạc vô luận đối phương điểm xuất phát là vì cái gì chỉ cần là làm hiện thực còn sẽ có kính sợ sự vật. Vậy đối phương liền sẽ không không làm, rừng thôn trưởng chính là một, rơi, lạc lạc a, à, Lâm Thúc còn có cái yêu cầu quá đáng đâu. Lê Lạc ngu ngơ ngay tại chỗ, mình cùng An Hòa thôn thôn trưởng cũng không có cái gì gặp nhau, vì cái gì hắn sẽ tìm mình hỗ trợ đâu. Thôn trưởng, ta chỉ chẳng qua chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, ngài để ta giúp một tay, ta chỗ nào có thể giúp được đâu?" Lê Lạc từ chối nói. "Không, chuyện này, ngươi có thể giúp một tay." rừng thôn trưởng chém đinh chặt sắt mở miệng nói, thôn các ngươi theo thùa thôn. Đã đạt được thành công lớn, nói rõ ngươi cái phương hướng này là đúng, nhưng là chúng ta thôn, so với các ngươi làng càng thêm tới gần thâm sơn. Chúng ta núi này bên trên loại lương thực cùng quả, rất ít có thể vận ra ngoài, ngươi biết ta trơ mắt nhìn những vật này hư thối trong đất mặt. Trong lòng đến tục cùng đến cỡ nào đau khổ sao, lạc lạc, coi như là lâm thúc cầu ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi có thể giúp lâm thúc chắc cái tuyến. Đem những vật này bán đi, lâm thúc dù là đề cử cha ngươi đến làm thôn trưởng đều có thể trong nhà kho lúa hiện tại cũng là đầy lương thực không đáng tiền lưu tại kho bên trong đến năm thứ hai liền biến thành trần cốc tử nhưng là đổi tiền lại không đáng cái kia giá cả cũng chỉ có thể tìm kiếm khác nguồn tiêu thụ lê lạc nhìn xem rừng thôn trưởng kia chân thành bộ dáng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì cự tuyệt ngữ tới rừng thôn trưởng ta cũng không thể cam đoan với ngươi cái gì nhưng là nếu như có nguồn tiêu thụ ta nhất định sẽ giúp ngươi mở cái miệng này lê lạc không có đảm nhiệm nhiều việc mà là ăn ngay nói thật nếu không vạn nhất mình tới cuối cùng không có giúp một tay ngược lại bị thôn trưởng ghen ghét bên trên vậy liền không tốt rừng thôn trưởng tự nhiên là liên tục gật đầu hắn là tin tưởng lê lạc dù sao lê lạc không chỉ là mang vạn long thôn làm giàu liền lâm vệ quốc trong nhà cùng trước đó toàn thôn nghèo nhất lâm vệ dân trong nhà đều biến bộ dáng lúc trước hắn lựa chọn tin tưởng lâm ca nhưng là không nghĩ tới lâm ca vậy mà giấu giếm trong thôn người tuyển chọn đem vạn long thôn những cái kia tú nương toàn bộ đều mua đi nguyên bản cái này phấn tài phú là thuộc về an hòa thôn đã lâm ca không làm lần đầu tiên vậy cũng đừng trách hắn không làm mười lăm lạc lạc a à, ngươi có biết hay không các ngươi vạn long thôn những cái này tú nương hiện tại cũng đem mình sống đều bao cho trong thành nữa nha lê lạc có chút buồn bực không biết rừng thôn trưởng cùng chính mình nói những cái này làm gì người biết kia người sau lưng là ai chăng ngươi tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà là lâm ca lê lạc khóe miệng khẽ mở nói ra hai chữ rừng thôn trưởng rút lui một bước ngươi ngươi vậy mà biết kia trong thôn những người kia ăn cây táo rào cây sung ngươi cũng mặc kệ rừng thôn trưởng ngài lời nói này coi như không nghe ai lại nói cho ngươi những người này không phải ta để chính các nàng đi đây này lê lạc ngoẹo đầu đáp lại rừng thôn trưởng cái gì rừng thôn trưởng càng thêm giật mình nguyên bản hắn coi là lê lạc không biết chuyện này còn muốn lấy dùng bí mật này đến cùng lê lạc giao hảo không nghĩ tới lê lạc không chỉ có biết tất cả mọi chuyện không nói còn tùy ý người trong thôn cùng lâm ca liên hệ lạc lạc a à, ta nhưng nói cho ngươi cái này lâm ca nàng thật không phải người tốt lành gì a à? nàng cùng ngươi đem chiêu này ra rút củi dưới đáy nồi chính là muốn phá hư các ngươi theo thùa thôn danh hiệu đến lúc đó đường người bên cạnh ngươi đều rời đi ngươi đến lúc đó hối hận cũng không kịp rừng thôn trưởng càng nói càng là tức giận thậm chí đều quên lúc ấy là hắn trước phản bội lâm ca trước đây hơn nữa lúc ấy trong thôn người cùng lâm ca quan hệ rừng thôn trưởng đều không có xử lý tốt rừng thôn trưởng để lê lạc không cùng hắn muốn tiếp tục nói dốc ý nghĩ mình đáp ứng rừng thôn trưởng sự tình cũng là vì tân tân khổ khổ vì sinh kế bận rộn hơn nửa đời người thôn dân lê lạc cùng thôn trưởng cáo biệt về sau liền trở lại lâm gia đem thôn trưởng nói sự tình giảng cho lâm vệ quốc cùng trình ngọc châu nghe cha mẹ ngươi nói thôn trưởng nói những cái này là thật sao, chương 373, giải thích. Lâm vệ quốc cùng Trình Ngọc Châu cũng không có nghĩ đến, thôn trưởng tìm người, không tìm bọn hắn người lâm gia. Cũng không tìm người trong thôn cùng một chỗ thương lượng, ngược lại là tìm được Lê Lạc, cùng Lê Lạc nói nhiều như vậy tin tức. Chúng ta một nhà năm miệng người, vậy sẽ gần 6 mẫu địa đầu, thu hoạch cao kia là tất nhiên, lúc ấy ta và mẹ của ngươi, vội vàng gặp cấp. Thu ba năm ngày đâu, lúc kia, kém chút mệt mỏi eo đều không thẳng lên được, dứt khoát cái này thu hoạch, xác thực cũng không ít. Không sai biệt lắm có cái hơn 4.000 cân bộ gián, lại thêm gần nửa năm, trong nhà cái này gà vịt thịt cá, gần như đều không có thiếu. Cái này lương thực ngược lại là tại kho lúa bên trong đều không chút động đâu, rừng thôn trưởng nói trong thôn lương thực hàng ế. Đại khái cũng xác thực có duyên cớ này, trong là người thành thực không ít, chúng ta nếu có thể giúp đỡ điểm bận biệu, liền giúp một đám đi. Trình Ngọc Châu vỗ lê lạc tay, trịnh trọng việc nói, ăn uống no đủ về sau, Lăng Trác Quần cùng Lê Lạc mang theo bọn nhỏ trở lại trong nhà. Lăng Tiểu Quang cùng Lăng Tiểu Lỗi rất là nhanh nhẹn tắm rửa, Lê Lạc cũng giúp đỡ Nha Nha cùng nhau tắm quá, đội áo ngủ, đem Nha Nha dỗ ngủ tốt. Lê Lạc ngồi tại đầu giường, Lăng Trác Quần cũng chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra, bởi vì phòng bên trong có máy sưởi. Trong nhà cũng không lộ vẻ lạnh, Lăng Trác Quần tóc vẫn là nửa làm lấy, nhỏ xuống hơi nước, trượt xuống tại trần trụi bên ngoài trên da thịt. Để Lê Lạc không chỉ nuốt bao nhiêu nước bọt, nhưng là nghĩ đến trước đó cùng lăn trác quần đối thoại, Lê Lạc liền ở trong lòng mặt niệm. Tuyệt đối không được bị trước mặt cái này sắc đẹp cho mê hoặc tâm trí, chẳng qua giữa hai người, xác thực cần thẳng thắn đối đãi. Ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì, nhưng là ngươi trước hết nghe ta kể chuyện xưa, mặc dù rất ly kỳ. Nhưng là cái này quả thật là trên người ta phát sinh sự tình, lăn trác quần nhếch môi, không nói gì. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại Lê Lạc bên người, để Lê Lạc dựa vào trong ngực mình, lẳng lặng nghe Lê Lạc thanh âm, trong phòng quanh quẩn nếu như không phải lại tới đây ta thậm chí đều chỉ có thể trở thành một sợi u hồn chớ đừng nói chi là cùng ngươi gặp nhau chỉ là đáng tiếc ta tại thế giới kia phòng ở chẳng qua may mắn lão thiên gia để ta gặp các ngươi gặp ngươi để ta ở đây có nhà cảm giác ta biết ngươi cảm thấy trên người ta có không ít bí ẩn nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới muốn ở trên thân thể ngươi đồ thứ gì ta chỉ là muốn ở chỗ này thật tốt sống sót thôi lăn trác quần như cũ không nói gì tựa như là máy vi tính máy xử lý đột nhiên chập mạch hồi lâu sau lê lạc mới nghe được đỉnh đầu của mình phía trên truyền đến thở dài một tiếng lạc lạc ngươi chịu quá nhiều khổ ta mặc kệ trước ngươi là ai nhưng là gặp được ta lăn trác quần về sau ngươi cũng chỉ là ngươi chỉ là một cái đối ta chân thành đối hài tử tốt còn có năng lực lại thông minh lại cố gắng nữ hài tử người khác muốn gặp được dạng này ngươi đều không gặp được ngươi nói ta là trang giấy người nhưng là ngươi chạm đến ta có thể cảm nhận được nhiệt độ của ta, nhịp tim của ta, ta đối với ngươi yêu. Những cái này đều không phải giả, mà ngươi đối tình cảm của ta, ta cũng tin tưởng, không phải giả. Nếu không ngươi cũng sẽ không xé ra chính ngươi cho ta nhìn, dự đoán đến lăng trác quần sinh khí tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Lê Lạc Vốn cho là, lăng trác quần sẽ cảm thấy mình là cái dị loại, không nên cất ở đây bên trong. Nếu quả thật chính là mình mang cho lăng trác quần những cái này tai nạn, như vậy mình cất ở đây bên trong chính là cái sai lầm. Những cái này đều không phải lỗi của ngươi, dựa theo ngươi nói, là người viết quyển sách này, cho những cái này cực khổ. Để ta đi trải qua những chuyện kia, trưởng thành là cái này tính cách người, nhưng là từ nhỏ đến lớn. Ta cho tới bây giờ đều không có vi phạm quá bản tâm của mình đi làm chuyện gì, cũng chính là, dù cho cho ta thiết lập những cái này. Ta hành tẩu quỷ tích, vẫn là dựa theo ta bản tâm của mình đi làm việc, về phần ngươi nói những người kia thiết, ta cho rằng cũng không phù hợp ta. Nghe Lăng Trác Quần giải thích, Lê Lạc Lâm vào trầm tư, đúng vậy a, à, nếu như Lăng Trác Quần chỉ là cái đơn giản trang giấy người. Vậy nếu như có bất kỳ không hợp lý động tác xuất hiện lời nói, là sẽ bị sửa đổi, nhưng là vô luận là Lăng Trác Quần lựa chọn mình. Vẫn là nói Lăng Trác Quần vì mình trở về gia đình, đây đều là xuất từ Lăng Trác Quần lựa chọn của mình, không phải là bởi vì kịch bản ảnh hưởng. Dù cho không có những cái này kịch bản, Lăng Trác Quần cũng sẽ đối Lê Lạc động tâm bởi vì lê lạc đối với mình đầy đủ chân thành. Đối bọn nhỏ đầy đủ chân thành, mặc dù những cái này cũng chỉ là lê lạc những cái kia ưu điểm bên trong, nhất là không đáng chú ý mấy cái. Trọng yếu nhất chính là, lê lạc tại bên cạnh mình, không có những cái kia dối trá cùng nịnh nọt, mà là để lăn trát quần cảm thấy. Mình cùng lê lạc đều là có máu có thịt, có sướng vui giận buồn người, lúc này, hai người ở giữa nhiệt độ cơ thể cũng lẫn nhau trao đổi. Trở nên càng ngày càng cao, cho nên ngươi nói tại nguyên bản ngươi nhìn trong tiểu thuyết lê lạc sẽ chết thảm lâm ca mới là nhân vật chính nhưng là hiện tại xem ra lâm ca cùng ngươi ở giữa gặp nhau cũng không coi là nhiều mà lại phần lớn thời giờ đều là lâm ca tại nhằm vào ngươi mới đúng ngươi cũng không có giống trong sách lê lạc đồng dạng chết thảm mà lại ngươi còn cùng ta như thế cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ cho nên coi như trước đó hết thảy đều là một giấc mộng đi những cái kia mới là hư ảo chỉ có chúng ta bây giờ vị trí hết thảy mới là chân thực Nghe Lăng Trác Quần kia giàu có từ tính tiếng nói. Lê Lạc cũng cho rằng, mình đã sớm xin nhờ nguyên bản Lê Lạc kia thê thả một đời, nhưng là Lăng Trác Quần đâu. Cái kia từ vận mệnh giao phó cho Lăng Trác Quần tay chẳng, chẳng lẽ Lăng Trác Quần cũng có thể tránh thoát được sao? Lê Lạc không biết nên như thế nào cùng Lăng Trác Quần mở miệng, nhưng là muốn nói ra những lời này thời điểm. Cúng Họng liền phản phất bị bông ngăn chặn, nói không nên lời, cho nên liên quan tới Lăng Trác Quần tương lai vận mệnh sự tình. Lê Lạc là không thể nói cho Lăng Trác Quần, nhưng là Lê Lạc vẫn là nói bóng nói gió địa, muốn nhắc nhở Lăng Trác Quần để hắn chú ý an toàn. Lăng Trác Quần thấy Lê Lạc kia muốn nói lại thôi bộ dáng, chẳng lẽ là có lời gì? Ngươi không thể nói cho ta sao? Lê Lạc không nghĩ tới, Lăng Trác Quần lại có thể đọc hiểu mình ánh mắt bên trong hàm nghĩa, thế là điên cuồng gật đầu. Ta dường như thay đổi không được một chút cố định sự tình, thế nhưng là rõ ràng trước đó Kỳ Na Na cùng Ngô Khánh Lâm lão gia tử ta đều thay đổi bọn hắn cùng lâm ca ở giữa gặp nhau vì cái gì liên quan tới vận mệnh của ngươi ta can thiệp không được đâu lê lạc lấy gấp đến độ sắp khóc lăn trát quần chỉ có thể đem lê lạc nắm ở lê lạc trong ngực yên tâm đi ta không có việc gì ai nói ngươi không có thay đổi ta ngươi không chỉ là thay đổi ta còn thay đổi con của chúng ta cũng cho ta nhận thức đến nguyên lai ta trước đó xem nhẹ gia đình cũng không phải là bản ý của ta là ngươi tồn tại mới khiến cho ta tìm về mình chân chính để ý đồ vật Lạc Lạc, ngươi mới là chúng ta lăng gia phúc tinh, ta nguyên bản còn để ý ngươi đối kỳ liên thành trong lòng kia phần thích trước ngươi vì hắn. Làm nhiều chuyện như vậy, thụ nhiều như vậy tổn thương, ta là lại đau lòng, lại đố kỵ, còn tốt, đây hết thảy đều không phải thật. Lê Lạc há to miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào, nàng trước đó mấy chục năm, liền thích người đều không có. Nhìn thấy Lăng Trác quần về sau, mới phát hiện nguyên lai người yêu ở giữa tình cảm, thì ra là Thế Kỳ Diệu, Lăng Trác quần ta lê lạc. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ thích ngươi một cái, lê lạc nhìn xem lăng trác quần con mắt, vô cùng chân thành mở miệng nói, chương 374. Bảo vệ cho hắn, lăng trác quần cười, từ khi lê lạc cùng hắn thổ lộ tâm tình về sau. Hắn rốt cuộc chưa từng hoài nghi lê lạc đối tình cảm của hắn, mà hắn cũng mười phần vững tin, trong lòng của hắn, cũng từ đầu đến cuối. Đều chỉ có lê lạc một người tồn tại, lạc lạc, ngươi cùng bọn nhỏ an tâm ở nhà, chờ lấy ta trở về, ta cam đoan mình nhất định sẽ còn sống trở về gặp ngươi cùng hài tử ngươi không phải nói ta thế nhưng là trùng phản diện đâu làm sao có thể nhanh như vậy liền mất mạng đâu lăng trác quần khóe miệng nhẹ cười ý đồ để hai người ở giữa không khí không có khó như vậy quá lê lạc nhẹ nhàng đánh lấy lăng trác quần ngực nhìn xem lăng trác quần trên thân kia bắt mắt vết sẹo nói là không lo lắng kia cũng là lời nói dối ngàn vạn lời cuối cùng vẫn là biến thành một tiếng bảo trọng năm còn không có quá xong lăng trác quần liền biến mất ở vạn long thôn liền trại chăn nuôi cũng giao đến trần dược tiến trên tay sớm tại ăn tết trước lăng trác quần tiện tay để trần dược tiến tiếp xúc liên quan tới trại chăn nuôi sự tình trần dược tiến cũng học nhiều nhanh mặc dù so với lúc ấy lăng trác quần ở thời điểm công trạng là hơi thiếu một chút nhưng là như cũ có không ít tờ đơn bọn nhỏ cũng mười phần buồn bực không biết vì cái gì ba ba đồ vật cũng đột nhiên trong nhà biến mất liền lăng trác lâm trở về thời điểm cũng không nhịn được nhã rảnh lăng trác quần. Ngươi nói đại ca cái này vì sinh ý có thể có bao nhiêu bận biệu. Liền nàng dâu cùng hài tử đều không để ý tới quản tiền này a à, kiếm đủ liền tốt nha, kiếm nhiều tiền như vậy, còn phải lại mua phòng ốc hay sao? Nói lên chuyện phòng ốc, lăng trác lâm nhưng có khoe khoang, chị dâu, ngươi thật đúng là đừng nói, cái này thành tây phòng ở, mới bao lâu đâu. Cũng bắt đầu dâng lên, hiện tại so với trước đó, dâng lên mấy chục khối đâu, một trước một sau, có thể sai cái nhỏ vạn thanh đâu. Lê Lạc từ chối cho ý kiến, nếu để cho Lăng Trác Lâm biết, về sau phòng ở. Có thậm chí một bình đều bù đắp được các nàng cái này mấy trăm bình phòng ở, khả năng Lăng Trác Lâm lại muốn liếu lưỡi. Các ngươi không cho phép nói Lăng Ca, Lăng Ca là vì chúng ta cái nhà này, ta ngay tại trong nhà trông coi, chờ lấy Lăng Ca trở về. Ta cũng không cho phép tại giữa chúng ta, nghe được ai nói Lăng Ca không được, Lăng Trác Lâm cùng sử rồng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không nghĩ tới lê lạc vậy mà như thế giữ gìn lăng trác quần, trong lúc nhất thời lại vì lăng trác quần cảm thấy vui mừng, lại có một cái như thế quan tâm vợ của hắn, chị dâu, ta lại đến đem cho các ngươi đưa thịt. Ngoài cửa lại vang lên trần dược tiến thanh âm. Từ khi lê lạc đi vào lăng gia về sau, vẫn luôn là trần dược tiến đến đưa thịt heo, dù cho hiện tại là trần dược tiến lên làm lão bản, trần dược tiến vẫn như cũ bền lòng vững dạ đến cho lê lạc đưa thịt. Tại trần dược tiến trong lòng đại ca bàn giao cho chuyện của hắn vô luận như thế nào đều là phải hoàn thành mà lại hắn vẫn còn so sánh trước đó lăn trát quần để hắn tặng thịt tặng càng nhiều hơn một chút chị dâu các ngươi là đang nói chuyện chuyện phòng ốc sao lúc trước nếu không phải chị dâu để ta ra tay ta nghĩ đến hiện tại ta còn không có từng nghĩ tới muốn ở trong thành phố mua phòng ốc đâu ta cũng nhìn bây giờ giá phòng so với trước đó xác thực trướng không ít còn tốt lúc ấy thành tây cuối cùng một bộ phòng ở để ta cho ra mua về sau chính là nghỉ cưới vợ cũng có thể có lực lượng. Nói lên nàng dâu thời điểm, Trần Dược Tiến rõ ràng xấu hổ rất nhiều, mặc dù Lăng Trác Lâm cùng sử rồng, không biết Trần Dược Tiến nói tới ai. Nhưng là Lê Lạc trong lòng đã sớm rõ ràng, vậy ngươi cần phải nắm chặt, hiện tại Nana na chức vị, thế nhưng là đã lại muốn thăng. Về sau nói không chừng cũng muốn làm cửa hàng trưởng, đến lúc đó càng ngày càng nhiều thanh niên tài tuấn hiện ra đến. Ngươi nói Nana na có phải là đều muốn theo hoa mắt rồi, Lê Lạc hướng về phía Trần Dược Tiến treo gẹo, chị dâu, ngươi nói cái gì đó thế nhưng là ta đến bây giờ cũng không biết na na tâm ý mà lại na na giống như chỉ là coi ta là ca ca trần dược tiến trong lòng rất là thấp thỏm mình cũng không biết lúc nào thích kỳ na na cái này cởi mở vừa nóng liệt nữ hài tử nhưng là trần dược tiến mình là cái không quen ngôn ngữ người cho nên tại đối mặt kỳ na na thời điểm cuối cùng sẽ lắp bắp không biết nên nói cái gì nhưng là chỉ cần kỳ na na tại bên cạnh mình hắn liền sẽ không tự chủ được nhếch miệng lên Lăng Trác Lâm một mặt cười xấu xa, không nghĩ tới dược tiếng ca, vậy mà cũng có cây già nở hoa một ngày, không nghĩ tới vậy mà cũng cùng ca ca. Coi trọng người trong thành, ta nhìn a, à, ngươi cũng không đùa, Nana xinh đẹp như vậy, trong nhà cũng không thiếu tiền. Nhất định là sẽ tìm cái gia thất cùng tài học, đều môn đăng hộ đối người, mới có thể kết hôn, nghe Lăng Trác Lâm một trận phân tích. Trần Dược Tiến quể quải, mình mười mấy tuổi liền theo Lăng Trác Quần, hiện tại vẫn như cũ đi theo Lăng Trác Quần bên người người khác không biết mình là bộ dáng gì lăng trác quần là rõ ràng hắn đã sớm không niệm sách những cái kia tính sổ sách cùng nhìn hợp đồng sự tình cũng tất cả đều là lăng trác quần tay nắm tay dạy cho hắn lúc ấy hắn nghĩ đến không tranh bánh bao cũng phải tranh khẩu khí cho nên mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại nhưng là không nghĩ tới dù cho mình cố gắng đứng ở độ cao này nhưng là kỳ na lại vừa ra đời liền đã đứng ở mình điểm cuối cùng có lẽ mình thật không có cách nào đem phần này tình cảm nói ra miệng sao? Trần Dược tiến đầu, kém chút liền chôn đến lòng ngực của mình. Ai nói ta muốn gả cho những cái kia ngực không kết mực ăn chơi thiếu gia rồi? Kỳ Nana na thanh âm, đột nhiên từ trong viện truyền đến. Nghe được Kỳ Nana na thanh âm, Trần Dược tiến còn tưởng rằng là mình nghe lầm, đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện. vậy mà thật là Kỳ Nana na đứng trước mặt mình, lạc lạc, chúc mừng năm mới. đây là đưa lễ vật cho ngươi. Kỳ Nana bỗng cái gợn sóng quyển đem đầu tóc kim lên cao đuôi ngựa, phía trên còn hệ cái nơ con bướm, mặc một thân tiểu hương gió màu hồng trang phục. Thậm chí còn hóa cái đơn giản đạm trang, Lê Lạc hướng về phía kỳ na na cười cười, ngươi đến rồi, vừa rồi chúng ta ngay tại khe ngươi đâu. Không biết ngươi có nghe hay không, Lê Lạc nhận lấy lễ vật về sau, kỳ na na cũng không khách khí chút nào an vị tại trên ghế salon, nghe được. Nơi nào có thể không nghe thấy đâu, từ tiểu lâm tỷ tỷ khen ta câu kia, ta liền nghe được, chẳng qua tiểu lâm tỷ tỷ có một chút nói sai chúng ta kỳ gia là muốn lựa chọn môn đăng hộ đối cao lương tử để cùng ta kết hôn nhưng đều bị ta cự tuyệt đều niên đại nào rồi còn có phụ mẫu ép duyên hôn nhân của ta tự nhiên là muốn từ ta tự mình làm chủ nói ra câu nói này thời điểm kỳ na na con mắt là nhìn xem trần dược tiến nhưng là trần dược tiến lại khẩn trương không dám nhìn kỳ na na một chút tẩu chị dâu ta thịt đều đưa tới cũng nên đi các ngươi cố gắng trò chuyện thật tốt trò chuyện ha nói xong trần dược tiến liền nghĩ muốn lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất nhưng lại bị lăng trác lâm cho ngăn lại ai nơi nào có đến chút tết không ăn bữa cơm lại đi a à, mà lại na na đều đã vào chỗ ngươi nhìn cái này chỗ bên cạnh không phải liền là cho ngươi lưu sao lăng trác lâm chết miệng nhìn về phía kỳ na na bên cạnh bên trên không vị trần dược tiến toàn thân co giật không dám tới gần kỳ na na bên người kỳ na nhìn thấy trần dược tiến cái phản ứng này cũng không nhận được cười ra tiếng ta là hồng thủy mảnh thú sao, vậy mà để ngươi như thế sợ hãi, chương 375, thần thủy. Trần Dược Tiến lắc đầu liên tục, không, không có, đây là nói gì vậy, tại lê lạc cùng người ngoài trước mặt. Trần Dược tiếng muốn tán dương kỳ Nana, cũng tất cả đều nuốt vào trong bụng, sau đó chuyển lấy bước chân, ngồi tại kỳ Nana bên người. Cha mẹ ta mười phần phản đối ta cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, ta lần này ra tới A, đều là vụn trộn ra tới nếu để cho cha mẹ ta biết ta là dưới tay ngươi công việc, cha mẹ ta không phải muốn chọc giận chết không thể, kỳ na na vừa ăn cơm. Một bên hướng về phía Lê Lạc Nhã rảnh nói, trước đó không phải chúng ta hai cái vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ sao. Cho nên cha mẹ ta liền không nghĩ ta thua ngươi, hiện tại ngươi đến nông thôn, tự nhiên không nghĩ ta còn bại bởi một cái nông thôn nữ hoa hoa. Nhưng có trời mới biết ngươi nữ hoa hoa này bản lĩnh vậy mà như thế lớn, nghĩ không ra cái này nông thôn niên kỹ mùi vị chính là đủ ta tới cũng còn có thể nghe được trong không khí hỏa pháo hương vị, mà lại đi trên đường thời điểm, đều là sương mù mông lung. Để người nhìn đường đều nhìn không rõ ràng, ngược lại là cái này sân khấu kịch bên kia, rất là náo nhiệt. Còn có không ít lão đầu lão thái thái tại kia nghe hát hí khúc đâu, đối với những cái này ở trong thành thị rất khó nhìn thấy đồ vật. Kỳ nana rất là mới lạ, lúc trước chỉ là tại trên tivi sẽ thấy gánh hát, hoặc là muốn đi rạp hát, khả năng nhìn thấy đặc sắc như vậy biểu diễn. Hiện nay nàng ở trong thôn liền có thể nhìn thấy, còn có thể cùng những cái kia diễn viên tiếp xúc gần gũi. Không biết để nàng có bao nhiêu vui vẻ, loại kia ăn cơm, chúng ta cùng đi xem hát vở kịch, Lê Lạc nhếch miệng đề nghị, tốt. Ta cũng thật lâu đều không có nhìn qua hát vở kịch, chỉ có lúc nhỏ, đi theo nãy nãy ta cùng một chỗ nghe, nãy nãy ta tại kia chip bán dẫn bên trên. Mỗi lần đều sẽ điều đến hát hí khúc kênh, ta đều đi theo có thể hừ bên trên hai câu, trần dược tiếng con mắt, một mực liếc trộn kỳ na na. Thấy kỳ Nana cũng rất là hưng phấn, Trần Dược Tiến cũng liền vội mở miệng, đã dạng này, ta liền đem các ngươi dẫn đi. Thuận đem cho các ngươi mua hạt dưa ăn, Dược Tiến ca ngược lại là đại khí, vậy ta muốn hai phần tay chân hạt dưa ăn. Kỳ Nana thoải mái vỗ Trần Dược Tiến bả vai, ngược lại để Trần Dược Tiến cúi đầu, có chút đỏ mặt, một đoàn người đi vào sân khấu kịch lân cận. Lại phát hiện chung quanh chỉ có chút ít mấy người ngồi tại sân khấu kịch lân cận, càng nhiều người thì là tụ tập tại một cái cầm trong tay loa người trẻ tuổi trên thân. Các vị phụ lão hương thân, ở ta nơi này nhìn một chút nhìn một chút u. Ta đây chính là tượng quốc thần du, nữ nhân dùng vĩnh bảo thanh xuân, nam nhân dùng sinh long hoặc hổ, lão nhân dùng phản lão hoàng đồng. Hài tử dùng tai thính mắt tinh, thực sự là nhà ở lữ hành không hai thần dược A, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Kỳ nana rất nhanh cũng bị cái này loa thanh âm hấp dẫn, nhìn xem kia trong đám người bắt mắt nam tử bộ dáng, không khỏi lẩm bẩm nói lê lạc liếc thấy xuyên đối phương trò vạch đây là nhìn xem mọi người đối ngoại quốc bản hiệu xem không hiểu hướng mọi người đề cử vật phẩm chăm sóc sức khỏe mặc dù không có cái gì tác dụng phụ nhưng nhiều lắm là chính là cái nhỏ nước chè ngươi nhìn xem đi một hồi liền sẽ có cái đỡ ra trận nói cái này thuốc hắn mua qua rất là thần kỳ hoặc là chính là trước đó tóc trắng biến thành màu đen nếu không phải là nếp nhăn biến mất